chương 141, đang ngươi. Phương Bình nghe được câu nói rất sâu xa này, cũng không còn vòng vo, trực tiếp hỏi, không biết lương của Lý Quản Lý một năm là bao nhiêu? 150 000 Cũng tạm được, nhưng tại thành phố lớn như Ma Đô, 150 000 thì không đáng nhắc tới, Phương Bình lại nói. Lương Tổng Thanh tra chi nhánh một năm là bao nhiêu? 300 000 cao gấp đôi chúng tôi. Lý Quản Lý cảm thấy bản thân cần bao lâu mới có thể thành Tổng Thanh tra chi nhánh? Lý Thừa Trạch cười khổ, nếu may mắn thì khoảng 3 năm, Lâu một chút, 5 năm chắc là cũng có hy vọng, mặc dù tôi không có bối cảnh gì, nhưng tôi làm việc rất cố gắng, nghiêm túc, các đồng nghiệp không ai nói tôi không tốt, ngay cả giám đốc cũng tán thưởng tôi, đến khi Lý quản lý thành tổng thanh tra, cũng sắp 40 tuổi, lại mất bao nhiêu năm mới lên phó tổng giám đốc, tổng giám đốc thì sao? Phương Bình Thản cười nói, nếu thuận lợi, có lẽ đến 50 tuổi, anh có thể trở thành tổng giám đốc của nhà khách này, như nhà khách Ma Võ nhà khách chỉ là một phần không có ý nghĩa giới chứng của Ma Đô Võ Đại thành tổng giám đốc rồi thì thế nào tôi nghĩ sinh viên tốt nghiệp ma gõ thần lớn có lẽ còn có khởi điểm cao hơn thế này đây là sự thật dù sao võ giả và chúng tôi khác biệt ly thừa trạch cũng không phủ nhận nghĩ một chút lại nói cho nên tôi chuẩn bị sau mấy năm tiết kiệm đủ tiền thì sẽ hy danh vào lớp huấn luận võ đạo thuộc ma võ cố gắng trở thành võ giả tiết kiệm tiền di danh lớp võ đạo cần bao lâu hai ba năm là được rồi hai ba năm sau người hơn 30 tuổi khí huyết giảm rất nhanh biến cưỡng hết cơ thì có thể lên cấp một Lần này, Lý Thừa Trạch không còn nói tiếp, mà đi thẳng vào vấn đề, Phương Tiên Sinh có nhu cầu gì, cứ việc nói thẳng. Những ngày gần đây, mặc dù không nói chuyện nhiều với Phương Tiên Sinh, nhưng chút giao lưu ngắn ngủi khiến tôi ấn tượng rất đặc biệt với Phương Tiên Sinh. Loại này đặc biệt, bắt nguồn từ sự trưởng thành từng trải của Phương Bình. Đây không phải học sinh cũ của Ma Đô Võ Đại, đây là một thanh niên vừa tốt nghiệp trung học. Nhưng nếu như không nhìn thầy căn cước, không nhìn tướng mạo còn hơi non nớt, ai tin được Phương Bình mới 18 tuổi. Lý Thừa Trạch cảm thấy lúc mình 28 tuổi cũng chưa hẳn thành thục như Phương Bình. Cộng thêm đối phương hai lần tôi cốt, tính cách không kiêu không nóng, dù đối với nhân viên phục vụ bình thường cũng cực kỳ khách khí, dạng này người, ai tin tưởng sẽ không có tiền đồ. Như khi, tích tiểu thành đại, đây mới là nguyên nhân chủ yếu Lý Thừa Trạch không ngừng nhiệt tình mịn bỡ. Phương Bình không còn giả bộ ngớ ngẩn, mở miệng nói. Tôi đến ma đầu võ đạn, không chỉ vì 4 năm học ở trường, võ đạo càng lên cao, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, lãng phí càng lớn, tôi không muốn chờ tới lúc tốt nghiệp rồi, lại bị sắp xếp, lại bị quy hoạch. Cho nên những ngày gần đây, tôi muốn có một sản nghiệp thuộc về bản thân. Tóm tắt sự việc của mình đơn giản một chút, sắc mặt Phương Bình thành khẩn. Tôi lần đầu tiên tới mà đầu, không quen cuộc sống ở đây, tính ra. Lý quản lý là người tôi tiếp xúc nhiều nhất. Bây giờ công ty của tôi vẫn là cái sắc rỗng, vốn cũng cực kỳ có hạn, có thể nói. Công ty như vậy, hoàn toàn không đáng gia nhập. Ít nhất đối với người lương một năm đã 150 ngàn còn rất nhanh có hy vọng lương một năm đạt tới 300 ngàn, không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại tôi còn thiếu một người quản lý cùng tôi chia sẻ áp lực, mà đô võ đại lập tức sẽ khai giảng. Một khi khai giảng, tôi chỉ sợ sẽ không có quá nhiều thời gian lãng phí ở phương diện này, cho nên tôi cần một người có năng lực, có kinh nghiệm, còn đủ để nhân viên tín nhiệm tới quản lý giúp tôi. Dứt lời, Phương Bình đè lên tay, không cho Lý Thừa Trạch cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Tôi nói đều là tình thế không thuận lợi, bây giờ nói một chút về ưu thế của tôi. Thứ nhất, tôi là sinh viên ma võ, trần võ giả hai lần tôi cốt, tôi sẽ nhanh chóng trở thành võ giả cấp 1, thậm chí tôi có nắm chắc sẽ lên cấp 3 trước khi vào năm 2 đại học. Lý Thừa Trạch khẽ gật đầu, đây là sự thật, hắn không phủ nhận. Võ giả hai lần tôi cốt, có hy vọng trong vòng 1 năm tiến vào cấp 3, đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng, không phải ai cũng là Vương Kim Dương. Thứ hai, lần này là tôi chủ động tới tìm anh, cũng chính là muốn cầu cạnh anh. Nếu như anh thắc ứng, vậy vào thời kỳ tôi khó khăn nhất này anh là người đưa than sưởi ấm trong mè tuyết rơi không nói cái khác võ giả cấp 3 trong vòng một năm tân tình vẫn là đáng giá lý quản lý không phủ nhận chứ không phủ nhận tân tình võ giả cấp 3, đáng giá hơn tưởng tượng của phương tiên sinh nhiều thứ ba mặc kệ công ty có triển vọng hay không nói mà không có bằng chứng ai cũng không tin nhưng tôi có thể hứa trong 3 năm tôi nhất định sẽ làm cho lý quản lý trở thành võ giả không tốn bất kỳ giá nào trở thành võ giả không cần phí báo danh, không cần mua thuốc. Tôi nghĩ, tôi lấy thân phận sinh viên ma đồ hứa hẹn, chắc là đáng tin. Đáng, Lý Thừa Trạch khẳng định nói, sinh viên võ đại bình thường, tôi chắc chắn không dám coi là thật. Nhưng lời hứa của sinh viên yêu tú ma võ, tôi tuyệt đối tin. Tên này quá phối hợp, phối hợp đến mức Phương Bình cho là anh ta đã đáp ứng. Lại không nghĩ Lý Thừa Trạch có chút lung tung nói. Phương Tiên Sinh, ngài nói những điều này tôi đều rất tán đồng. Chính như ngài nói, Tương lai của tôi ở công ty cũng chưa dám xác định, nhưng bây giờ ngài cam kết tất cả, đủ để tôi nỗ lực phục vụ ngài thời gian 3 năm. Nhưng 3 năm sau thì sao? 3 năm sau? Nếu như xí nghiệp của ngài không được, tha thứ tôi nói chuyện hơi khó nghe. Chảy, khi đó tôi đã trở thành võ giả, nhưng tôi lại phải bắt đầu một lần nữa. Mặc dù khởi điểm cao một chút, dùng thân phận võ giả bắt đầu, có thể để tôi lập tức từ bỏ sự nghiệp phấn đấu 8 năm. Tôi hơi do dự, mặt khác. Ngài nói công ty chuyển phát nhanh, Tôi chưa từng làm về qua lĩnh vực này, cũng chưa chắc có thể đạt tới mong muốn của ngài. Đến lúc đó một khi ngài bất mãn, tôi cũng không thể lánh chịu trách nhiệm như vậy. Anh lo lắng tương lai, đúng không? Đúng, hiện tại giai đoạn 3 năm. Trở thành võ giả, dù ngài không trả bất kỳ thù lao gì, cũng là tôi kiếm lời, dùng 450.000. Đổi võ giả, cuộc mua bán này, bất kỳ người nào cũng biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng lại mua không chỉ là 3 năm hiện tại của tôi. Khả năng còn trì hoãn tương lai mấy năm cái giá phải trả sẽ vượt qua cái giá trở thành võ giả phương bình khẽ cười nói tôi thích tiếp xúc với người thông minh anh rất lý trí nếu như tôi nói nếu như ba năm sau tôi trở thành võ giả trung phẩm để trường học sắp xếp anh trở thành tổng giám đốc nhà khách ma võ anh cảm thấy có khả năng không ánh mắt lý thừa trạch rốt cục tỏa sáng ngật đầu cười phương tông rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực ba năm sau đừng nói cấp 4, chỉ là cấp 3, phương bình thật muốn nguyện ý giúp hắn đại học ma võ sẽ rất ít khi từ chối yêu cầu như vậy một tổng giám đốc nhà khách nhỏ thì tính là gì phương bình hứa hẹn lợi ích tương lai 3 năm của anh ta còn chuẩn bị tốt cho anh ta đường lui tốt hơn mong muốn của anh ta cứ như vậy còn do dự cái gì nện bộ nhiều năm như vậy không phải vì tìm kiếm cơ hội như vậy sao kỳ thật ngay khi phương bình nói ra những lời tân tình võ giả cấp 3, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì anh ta đã có quyết định anh ta còn trẻ lúc này không liều một lần chẳng lẽ cả đời cứ sống như vậy sau khi trở thành võ già quản lý bộ phận phòng khách tính là gì trước đó ra giá trên trời cũng chỉ là thăm dò tính tình ông chủ tương lai một chút không ngờ phương bình còn rộng rãi hơn dự liệu của anh ta mặt khác ba năm bước vào hàng ngũ trung cấp lời này cũng đủ để chứng minh sự tự tin của phương bình một sinh viên vừa tốt nghiệp trung học trước khi tiến vào võ đại quyết định lập nghiệp biết lợi dụng thân phận và giá trị của bản thân dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất dạo này người dù làm ăn thất bại thật thì đã sao sau khi tốt nghiệp đại học không làm ăn cũng có thể là đô đốc làm chó săn cho đô đốc cũng tốt hơn làm thuê cho nhà khách một câu phương tổng khiến phương bình bật cười chương 142, tôi cốt lần 3, tốc độ đổi giọng của lý thừa trạch nhanh hơn tử tượng của cậu ta bất ngờ hơn không không hề có cảm giác không hài hòa vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ không là cống hiến sức lực vì ngài lý thừa trạch kiên chỉ dùng mấy chữ chữ cống hiến sức lực lúc này phương bình có lẽ không thèm để ý nhưng tương lai thì sao đã nịnh bợ thì phải nịnh cho đến cùng không muốn bỏ giờ nửa chừng ha 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 vậy thì tốt từ giờ trở đi anh chính là giám đốc công ty chúng ta phương bình muốn nói tên công ty kết quả chợt phát hiện mình còn chưa đăng ký cũng quên việc lấy tên rồi lý thừa trạch giống như ý thức được điểm này khóe miệng hơi có quát một chút vị này thật có thể làm ăn chứ theo nguyên tắc nhất quán lý thừa trạch tươi cười nói cảm ơn phương tổng diêu dắt Mặc dù tôi chưa làm qua truyền phát nhanh, nhưng một lối thông, trăm lối thông. Nhất là việc hiện tại của tôi. Có liên quan ăn uống có. Trước đó ngài nói một chút về việc đặt thức ăn qua mạng, tôi nghĩ thân phận tôi bây giờ chắc là sẽ có một ít tác dụng. Nhà khách ma võ là sở nghiệp dưới cờ ma đô võ đại, mà mặc dù tôi giữ chức quản lý bộ phận phòng khách, nhưng mấy năm nay tôi chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp đón. Bởi vì thường xuyên ra ngoài, tôi và những người cùng nghề của thành đại học hết sức quen thuộc. Giờ phút này, Lý Thừa Trạch bắt đầu bày ra giá trị của mình. Phương Bình bởi vì chưa quen thuộc ma đô, cho nên tìm tới mình. Đợi đến khi cậu ta quen thuộc nơi này, trở thành võ giả chân chính. Đến lúc đó, người ngoài người như anh ta nếu còn không thể thể hiện giá trị, tất nhiên sẽ bị đào thải. Nhậm chức ở nhà khách mang võ 8 năm. Mang tới không chỉ là lương 150.000 mỗi năm. Xem lương một năm là tất cả, đó mới là phế vật. Ở trong đó, mượn tên tuổi ma đô võ đại, xây dựng các mối quan hệ mới là thu hoạch lớn nhất của người nhân viên phục vụ bọn họ quản lý cao cấp khác sạn lớn, tiền lương dạng người, sẽ thường xuyên bị đào. Đào không đơn thuần là bản thân người này, cũng không chỉ là tài quản lý của anh ta, mà là quản lý cao cấp này, có thể mang đi tài nguyên, bao gồm khách và các mối quan hệ. Lúc này, những gì Phương Bình trải qua như một vị vua, mọi người đều quỳ hối dưới chân, nhưng nhiều hơn nữa, dựa vào không phải sức hấp dẫn và thực lực của bản thân cậu ta. Lý Thừa Trạch nhanh chóng lựa chọn như vậy, thân phận sinh viên ma đầu võ đại, chiếm hơn phân nửa công lao. Lúc này, Phương Bình không nghĩ về Lý Thừa Trạch, thậm chí không nghĩ về việc lấy tên công ty mà nghĩ về ma đồ võ đại thân phận sinh viêm võ đại cần phải cố mà chân quý hơn nữa tương lai cũng phải ở võ đại mưu cậu nhiều lợi ích và địa vị hơn hội trưởng hội võ đạo nam giang võ đại vương kim dương nói ra có thể khiến đô đốc thành phố lấy lễ tiếp đón võ giả cấp 3 võ đại vương kim dương không làm được điểm ấy ném hết chuyện của công ty truyền phát nhanh cho lý thừa trạch phương bình không còn vi chuyện này phiền lòng nhiệm vụ cấp bách của cậu là đột phá 3 lần tôi cốt Bây giờ cậu đã đứng lại ở mức khí huyết cực hạn 199 calo 20 ngày rồi. Phương Bình cảm giác thời cơ đột phá giới hạn đã đến. Mà Ly Thừa Trạch thấy ông chủ mới này chạy nhanh, lời đến miệng bị ném trở về. Công ty chúng ta rốt cuộc tên gọi là gì? Trong phòng, Phương Bình tu luyện từng lần từng lần rèn luyện pháp. Trước kia, mỗi ngày cậu chỉ tu luyện một lần, rèn luyện một lần, cậu đã tiêu hao rất lớn, tinh thần mỏi mệt. Dù là tinh thần lực sung mãn cũng giống vậy. Nhưng lúc này đây, Phương Bình đã tiếp tục tu luyện ba lần rèn luyện pháp. Doa, trong lòng Phương Bình gầm thét, giới hạn 200 này, cậu ta mắc kẹt rất lâu rồi. Từ sau khi có hệ thống, dù là 149.179 mấy giới hạn này, cậu cũng không tốn mấy ngày. Duy chỉ có giới hạn 199, mất gần một tháng. Một giờ trôi qua, hai giờ đi qua. Khi Phương Bình lần thứ sáu rèn luyện xong kinh mạch xương cốt, trong lúc đó, xương cốt toàn thân bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, xương cốt đang động, cơ bắp cũng đang ngọ ngợi. Trải qua hai lần tôi cốt, sắc mặt phương bình lập tức mừng rỡ ba lần tôi cốt bắt đầu rồi một ít máu màu đen máu đen bị ép ra ngoài lớp ra ngoài phương bình không dám chậm trễ vội vàng đứng dậy bắt đầu chạm thung lúc này cũng là thời điểm chạm thung hiệu quả tốt nhất 20 phút sau phương bình đã thành người da đen toàn thân trên dưới đều bị bao phủ bởi máu đen đọng lại đen như mực nhưng phương bình ngược lại mừng rỡ rốt cục hoàn thành ba lần tôi cốt lão vương cũng không bằng mình ha 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 phương bình rất hiếm khi vui mừng ra mặt lần này là thật mừng rỡ, thật sự là mặc kẹt ở đây quá lâu rồi. Phương Bình vội vàng kiểm tra số liệu, số liệu mới nhanh chóng đập vào mắt, tài phú, 2 triệu 200 nghìn, khí huyết, 182 calo 205 calo, tinh thần, 175 HZ 209 HZ, hiệu quả quá kinh người rồi, hoàn thành 3 lần tôi cốt, hắn mức cao nhất khí huyết tăng lên 6 calo, hắn mức cao nhất lực tinh thần tăng lên 10 HZ, điều này chứng minh, tố chất thân thể Phương Bình, sau 3 lần tôi cốt, tăng lên phạm vi lớn. Dù sao với 200 calo trở lên, một lần duy nhất có thể tăng cao như vậy, cực kỳ không dễ. Hoàn thành 3 lần tôi cốt, không thể lại giảm xuống, trong lòng Phương Bình quyết định, sớm đột phá thành võ giả. 3 lần tôi cốt hao phí của cậu ta lượng lớn giá trị tài phú và thời gian, nếu cậu ta sớm chọn giữa tháng 6 đột phá cấp 1, có lẽ bây giờ cũng có hy vọng bước vào cấp 2. 3 lần tôi cốt là đủ, rồi không nói có thể tôi cốt nữa hay không. Coi như có thể, Phương Bình cũng sẽ không tiếp tục Phương Bình cũng biết một chút về lợi ích tôi cốt giai đoạn trước, vì đặt nền móng rèn luyện xương cốt toàn thân sau này, khi không phải võ giả, số lần tôi cốt càng nhiều, ở giai đoạn sau, tốc độ rèn luyện xương tứ chi, xương thân cũng sẽ tăng tốc. Vương Kim Dương thoáng hiểu ra một điểm, số lần tôi cốt nhiều, rèn luyện xương sọ giai đoạn sau cũng rất có lợi. Rèn luyện xương sọ là chỗ khó lớn nhất của rèn luyện xương cốt thân thể, cấp 1, cấp 2 rèn luyện xương tứ chi, cấp 3 rèn luyện xương thân. Xương sọ có phải cấp 4 rèn luyện hay không, Vương Kim Dương không nói. Phương Bình cũng không biết, nhưng khẳng định là phải rèn luyện xương sọ, hơn nữa có thể sẽ vào lúc phòng cao hơn. Đại não không phải là việc nhỏ, rèn luyện xương sọ rất nguy hiểm. Hiện tại Phương Bình hoàn thành 3 lần tôi cốt, rất có ích cho sau này rèn luyện xương sọ. Tu luyện diễn ra trong 4 tháng, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 8. Phương Bình đã hoàn thành 3 lần tôi cốt, khôi phục tiêu hao quá nhiều giá trị tài phú, tạm thời không khôi phục, dựa vào bản thân ổn dưỡng hai ngày. Hai ngày này mình cũng nghỉ ngơi tốt một chút. Cấp 1 chờ nhập học lại đột phá, còn có thể xin tài nguyên từ trường học. Võ giả cấp 1 ở Ma Đô Võ Đại được cung cấp thuốc miễn phí. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm một viên thối cốt đan và khí huyết đan cấp 1. Phương Bình cũng không rửa mặt, cứ như vậy nằm trên mặt đất, ngoài miệng lẩm bẩm. Còn có hơn 10 ngày sẽ bắt đầu báo danh, sở dĩ Phương Bình gấp lắp đột phá như vậy. Một mặt là không phải võ giả trung quy vẫn không phải võ giả, có một số việc khó giải quyết. Ví dụ như chuyện của công ty chuyển phát nhanh, Mặc dù đãi ngộ hai lần tôi cốt và võ giả cấp một không sai biệt lắm, mà dù sao không phải võ giả, không có khả năng khiến người khác kinh sợ như võ giả. Phương Bình dám khẳng định, thành lập công ty kéo theo rất nhiều phiền phức. Thành đại học không phải là không có công ty chuyển phát nhanh, hắn một người từ bên ngoài, cũng không liên kết. Cũng không chào hỏi, vừa đến đã đoạt mối làm ăn. Người khác sẽ đồng ý sao? Không phải võ giả không thể khiến những người này kinh sợ, như võ giả, võ giả ma đâu võ đại, chắc chắn có thể dù sao chỉ là khu trực thuộc người mấy trường đại học vùng phụ cận ma võ chờ mở rộng đến toàn bộ thành đại học thực lực phương bình lần nữa tăng lên cũng có thể lần nữa đè xuống những thanh âm bất mãn này phương bình không muốn nước đến chân mới nhảy sớm chuẩn bị tốt bị người tìm tới gây phiền phức rất có lợi hơn nữa ba lần tôi cốt tiến vào võ đại có thể lựa chọn người hướng dẫn tốt hơn càng được coi trọng hơn dù sao toàn bộ ma đô võ đại cũng chỉ có một võ giả ba lần tôi cốt hơn nữa còn làm được dưới tình huống trường học cung cấp lượng lớn tài nguyên Chương 143. Tôi cốt lần 32, tính toán thiệt hơn. Phương Bình tự giễu, cũng không biết mình rốt cuộc có thích hợp trở thành võ giả hay không, dù sao mình khá ham muốn công danh lợi lộc. Trước đó cậu làm việc, thích đem lợi và hại tính toán rõ ràng, thiếu một chút kích động của người trẻ tuổi. Mấy người Vương Kim Dương đều nói cậu ta không giống người trẻ tuổi, bởi vì tâm lý cậu ta hoàn toàn chính xác không phải thiếu niên người mấy tuổi xúc động. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Trước mắt nhiệm vụ ba lần tôi cốt hoàn thành, mục tiêu kiếm tiền, còn hơi xa, có thể bắt đầu là được, hy vọng Lý thử Trạch có thể mang đến cho mình một chút ngạc nhiên mừng rõ, Phương Bình không chi nghĩ nữa. Hôm nay có lẽ đáng vui vẻ, mà không phải phiền lòng, đúng rồi, rốt cuộc công ty gọi là gì mới được. Lúc này Phương Bình cũng nhớ tới việc này, chuyển phát nhanh Phương Bình, công ty Bình Phương, thật khó nghe. Viêm Phương, Phương Viên, Viên Bình, Đình Viên, chữ Viên cũng không tốt, hay là, gọi là Viễn Phương, Phương Bình sờ cái càng đe nhánh, cầm nói, cái này hình như như không tệ làm việc tất nhiên phải nhìn ra công ty cũng phải phát triển về phương xa truyền phát nhanh viễn phương ăn uống viễn phương tập đoàn viễn phương cha cái này đi dù sao chỉ là một cái tên mà thôi phương bình tùy tiện quyết định cậu không quá coi trọng tên gọi bên ngoài sau đó mấy ngày lý thừa trạch cũng không từ chức mà là xin nghỉ mấy ngày có vị này lão ma đồ hỗ trợ hiệu suất tăng lên nhanh chóng quản lý nhà khách ma võ mặc dù không phải nhân vật lớn gì nhưng đối phương hiện tại thay một sinh viên ma đô võ đại làm việc tăng thêm mặt mũi của ma đô võ đại ở thành đại học không có mấy người không cho ba phần tình mọn công thương đăng ký rất nhanh không dùng tên công ty chuyển phát nhanh mà gọi công ty trách nhiệm hữu hạn vĩnh phương phạm vi kinh doanh cũng khá rộng bao gồm cả ăn uống chuyển phát nhanh y phương bình cũng không biết lý thừa trạch giải quyết thế nào lý thừa trạch cũng không vội tuyển người mà gọi công ty lắp đặt thiết bị lắp đặt trang thiết bị đơn giản cho điểm truyền phát và văn phòng một chút nếu là người mới đến nhìn thấy nơi này bây giờ lộ dụng dơ giấy bẩn thiểu không chịu nổi công ty võ giả cũng không giữ được bọn họ hơn nữa tiền người chậm một ngày cũng có thể tiết kiệm tiền lương một ngày biết phương bình không đủ vốn lý thừa trạch cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ mong sao cùng ngày đó tiền người ngày thứ hai huấn luyện ngày thứ ba chính thức nhận việc bận bịu một mạch đến cuối tháng 8, khó khăn lắm mới làm xong công tác chuẩn bị mà lúc này cách ngày võ đại chính thức báo danh còn không đến 3 ngày trước ngày báo danh phụ huynh sinh viên bắt đầu lục tục vào ở nhà khách. Không phải ai cũng giống Phương Bình, một mình một người đến trường học. Những con cưng được nuông chiều này vừa học xong lớp 12, còn chưa thích ứng được thay đổi thân phận. Rất nhiều người cũng là người bình thường, khí huyết 130 calo, không luyện chiến pháp, không khác gì người bình thường, cho nên không ít người. Cả ba mẹ cùng đi. Ngày 30 tháng 8, khi thấy Phương Bình thản nhiên từ trên tầng đi xuống, sau khi tiến vào phòng ăn, thức ăn trên bàn rõ ràng ngon hơn của bọn họ. Mấy phụ huynh quan sát mấy ngày, rốt cục có người không vui nói nhân viên phục cầu kia cũng là sinh viên ma đầu võ đại à tại sao chỗ ở tốt hơn chúng tôi đồ ăn cũng tốt hơn chúng tôi ngay từ đầu mọi người không biết phương bình có phải sinh viên hay không nhưng mấy ngày sau những người này đều biết người này cũng là sinh viên mới năm nay cùng là sinh viên mới tại sao chỗ ở của phương bình tốt hơn đồ ăn ngon hơn nhà khách ma võ là miễn phí hiện tại bọn họ đều rõ ngày hôm sau trường học mới chính thức báo danh nhưng hai ngày này đi trường học, đã có thể sắp xếp chỗ ở, nhưng Phương Bình tạm thời chẳng muốn chuyển chỗ, cho nên mới cứ ở lại chỗ này. Con gái của bọn họ không ở đây, nhưng thỉnh thoảng tới đây ăn cơm. Nhưng mấy con cưng này luôn cảm thấy đi ăn chùa không có ý tứ, không có ra mặt dày như Phương Bình, nhiều khi cũng cùng ba mẹ ra ngoài ăn cơm. Phụ huynh vừa mới tra hỏi, con trai của nàng không có ý tứ đến ăn chùa, nhất định phải ra ngoài ăn. Bây giờ ở bên ngoài ăn uống, tiêu tiền vung tay quá chán, một ngày hơn mấy trăm Thầy Phương Bình ở đây ăn hoang, ở tốt, người phụ nữ hơi mất bình tĩnh, thậm chí mắng trong lòng, thằng bé này làm sao không có ý tứ ở đây ăn cơm. Đối với mấy phụ huynh sinh viên ma võ, nhân viên phục vụ cũng không dám đắc tội, nghe vậy lập tức giải thích, Phương tiên sinh là võ giả cấp 1, cho nên, đúng vậy, cấp 1, bởi vì lúc đăng ký, bên trên chứng nhận võ đạo của Phương Bình chính là cấp 1, Lý Thừa Trạch căn bản lười giải thích cho các cô. Trước mặt Phương Bình, Lý Thừa Trạch húng đúng, đối với mấy nhân viên bình thường này, không cần thiết nói rõ như vậy, võ giả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người im lặng, võ giả và không phải võ giả ngày đêm khác biệt, cái này mọi người đều biết, con gái của bọn họ mặc dù cũng chi động ma đô võ đại, nhưng so với võ giả thì chênh lệch quá lớn rồi, có thể vào lúc thi đại học trở thành võ giả, gia cảnh đều không tầm thường, ai lại đến loại nhà khách miễn phí này ở, Phương Bình là trường hợp đặc biệt, qua nhiều năm như vậy, dường như nhà khách ma võ chưa từng tiếp đãi sinh viên mới là võ giả, hai lần tôi cốt cũng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý thừa trạch nhiệt tình mịn bợ sinh viên đẳng cấp cao tới những người này cũng trướng mắt lý thừa trạch cũng là người như phương bình mới dễ nói chuyện một chút bọn họ nói chuyện phương bình cũng nghe được nhưng phương bình lười quan tâm hiện tại cậu đang suy nghĩ sau này phải dọn đi hay không ở đây ăn hoang, ở tốt cũng đều miễn phí mọi trừ cách trường học hơn 10 phút đi bộ không có điểm nào đáng chê đi trường học rồi ở 6 người một phòng làm sao có thể so được ở đây đương nhiên hiện tại phương bình suy đoán có thể không phải là phòng 6 người mà là phòng bốn người hoặc là hai người dù sao võ giả tu luyện đều tương đối riêng tư ở tập trung không thật phù hợp cũng mặc kệ ở mấy người làm sao có thể tốt hơn phòng tổng thống được cũng không biết có thể hay không nếu có thể vậy thì sướng rồi đang lo lắng lý thừa trạch cất bước tiến vào phòng ăn các nhân viên phục vụ vội hỏi lý thừa trạch cũng mặt tươi cười gật đầu ra hiệu một lát sau lý thừa trạch dừng bước trước mặt phương bình nói khẽ phương tổng lắp đặt trang thiết bị trang trí đơn giản một chút, lại muốn qua xem không? Không cần, anh xem xử lý là được, hai ngày này tôi chuẩn bị một chút, lấy trạng thái tốt nhất đợi khai giảng, vậy việc tuyển người ngày mai, anh cũng tự xử lý đi. Giai đoạn đầu ít người một chút, nhân sự cũng không phức tạp, tài vụ càng đơn giản, tôi có đi hay không cũng không có gì khác, chưa có chút nền tảng, tôi sẽ qua xem. Mặt khác, nếu tiền không đủ, Phương Bình hơi đau đầu, một lúc lâu sau mới nói, không đủ thì điện thoại cho tôi tôi nghĩ biện pháp trong tay còn có ít khí huyết đan xem có thể xuất thủ hay không được rồi tôi biết rồi nói xong lời cuối cùng lý thừa chật lại tối chờ ngay tiến vào ma võ tôi sẽ chính thức từ chức thủ tục có thể nhanh chóng hoàn thành tôi có thể tiếp tục ở lại đây không lý thừa trạch hơi sừng sốt vật đầu nói đương nhiên có thể thế nhưng là thế nhưng cái này không phù hợp lắm ở trường học ngài có thể dễ dàng hơn một chút hơn nữa tôi đi rồi ngài ở lại đây thời gian dài có thể sẽ, có thể sẽ cái gì anh ta không nói. Nhưng Phương Bình sống chết không đi, ở lại lâu dài, dễ khiến người ta coi thường cậu, có cần thiết như vậy không? Phương Bình không nói nữa. Xem tình hình đã, nếu chỗ ăn ở của trường học không phiền phức, khi đi trường học, ở bên ngoài thực ra không phải chuyện quan trọng, trao đổi đơn giản vài câu, ly thừa trạch nhanh chóng rời đi, Phương Bình cơm nước xong xuôi, cũng không có lại đến chỗ chạy, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Tung công của cậu ta hình như sắp đột phá đến cảnh giới thực trạng rồi. Hai ngày này nếu có thể đột phá, thì cậu có thể lấy ba lần tôi cốt, thông công cảnh giới thực trạng, một chút thành tích thôi pháp tiến vào võ đại, chắc hẳn không có ai trong sinh viên mới mạnh hơn cậu. Đương nhiên, không bài trừ ngoài ý muốn, dù sao đây là Ma Đô Võ Đại, nơi tập trung thiên tài. Chương 144. Nhập học võ đại. Nháy mắt, ngày mùng 1 tháng 9, Ma Đô Võ Đại, lúc này ở trước cổng trường học có rất nhiều phụ huynh, mặc dù Ma Võ thu nhận không nhiều tân sinh viên nhưng cũng có hơn 1.000 người, hiện tại lại có thêm phụ huynh, cũng có trên 1.000 người. Nhưng lúc này, các phụ huynh đều đứng chặn trước cổng trường, liên tục phàn nàn. Chuyện này là sao? Còn không cho các phụ huynh vào trong trường. Đúng vậy, tôi còn muốn xem điều kiện trường học, môi trường ký túc xá, vậy mà không cho phép vào. Con gái nhà tôi một mình xách ba cái vay, mà người đi đường cũng không thèm giúp nó xách một ít. Các phụ huynh cũng không định đi, phàn nàn, chờ đợi và chờ đợi. Cũng có người đứng ở hàng rào nói chuyện với con gái, phương bình lúc này cũng mới tới nghe bọn họ phản nàn mới biết hôm nay báo danh không cho phép phụ huynh vào cùng phương bình nghe câu này cũng không để ý tự mình đi về hướng cổng nhỏ vào trường cổng chính võ đại bình thường rất hiếm mở chỉ mở cổng nhỏ. phương bình đi qua có vẻ hơi làm người khác chú ý cổng phụ bên này bây giờ bày một cái bàn việc dài thật dài phía sau bàn làm việc đều là sinh viên cũng là người đón tiếp tân sinh viên lần này thấy phương bình đi tới nam nữ sau bàn làm việc nhất thời có chút không xác định được thân phận của phương bình bởi vì hành lý còn để bên kia khách sạn, Phương Bình đi tay không tới. Đương nhiên, nếu như không chú ý giấy thông báo trúng tuyển trong tay cậu, chính là bởi nhìn thấy giấy thông báo trúng tuyển, mọi người mới không quá chắc chắn thân phận của cậu. Chẳng qua mặc kệ là tân sinh viên hai khóa trên, Phương Bình vừa tới, lập tức có người hỏi, tân sinh viên. Ồ, đúng thật rồi, nam sinh vừa mới hỏi có chút ngoài ý muốn, trước đó trên mặt không lộ ra nét cười, tới một mình. Đúng, Phương Bình trả lời, như đầu nhìn xuống phụ huynh, nhẹ giọng nói. Không cho phép phụ huynh vào sao. Người con trai cười nhạo một tiếng, khịt mũi coi thường nói. Bình thường không cho phép vào, bây giờ cũng không được. Con thật sự cho rằng tới ma đô võ đại hưởng phúc làm lão ra hả? Nếu dự định trở thành võ giả, vậy từ bây giờ trở đi phải chuẩn bị tâm lý trở thành võ giả. Người con trai nói xong. Bên cạnh cũng có người xen vào nói. Đàn em giỏi á. Không mang gì đến. Có thể bớt được không ít cực khổ. Nếu đã vào võ đại, việc đầu tiên phải học được cách không phụ thuộc vào ai đã là người lớn còn phải có ba mẹ đi cùng nhiều ba mẹ sách hành lý khí huyết trong người cho chó ăn rồi à ngươi xen vào lời nói sắc bén nhắc nhiều những phụ huynh sách hành lý cho những học sinh mới vẻ mặt đầy khinh thường tân sinh viên man đâu võ đại khí huyết thấp nhất đều từ 130 calo trở lên khi thực chắc cũng không tồi chứng tỏ cũng tập luyện không ít dưới tình huống này không phân biệt nam nữ cho dù tay sách hành lý sách hai ba cái vây cũng không phải chuyện lớn được rồi, Châu Vân, cậu đừng nói người khác nữa. Lúc chúng ta mới tới cũng gần như vậy. Người con trai trước đó nói chuyện cắt lời Châu Vân, quay đầu về hướng Phương Bình nói, lấy thư thông báo tới đây. Phương Bình cũng không quan tâm lời Châu Vân nói. Dù sao cũng không phải nói cậu, cầm giấy thông báo chúng tuyển mang qua, người con trai cầm giấy báo trong tay nhìn lướt qua, nhưng đầu nói. Ai giúp dẫn bạn học Phương Bình đi làm thủ tục đây? Bạn làm việc hơn 10 người, lúc này đều ủi oải không tiếp lời. Châu Vân vừa mới nói sắc bén, lúc này nhìn thấy người con trai đó nhìn mình, không khỏi phàn nàn nói. Tôi không đi. Thật không ý tứ gì cả. Không phải họp muội thì thôi đi, đổi thành một cái khác. Hoặc đệ khiên nhiều hành lý, tôi xem náo nhiệt cũng được. Tên này dáng vẻ càng già càng cáo, không có náo nhiệt xem, dù sao tôi cũng không đi. Đúng vậy, không phải kẻ già đời thì cũng có người chỉ bảo rồi, tôi cũng không đi. Lão ngùi, không thì cậu tự dẫn đi đi. Các sinh viên có người vây rối, muốn người con trai phải đích thân dẫn đi. Phương Bình cũng nghe ra, vì mình không mang theo hành lý lại không phải là con gái. Nên những tên này không có chuyện náo nhiệt để xem, không có con gái để nóng, đều không muốn đưa cậu đi. Bên này đang này chen chúc với nhau, Châu Vân, ngươi vừa nói không đưa Phương Bình đi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiều nói. Vì phụ huynh này xin dừng bước, họp đệ, lại đây, tôi đưa cậu đi. Giọng điệu Châu Vân không phải quá dịu dàng, dọa tiểu mập mạp mới tới có chút không biết phải làm sao. Trong số các võ giả, ngươi có thân hình mập mạp không nhiều chiếm đa số là công nhân văn chức sinh viên khoa võ thì người mập càng ít gặp hơn bởi vì thường xuyên tập luyện rèn luyện dáng người sẽ không bị béo phì như vị bạn học mới tới này quả thực rất béo cũng không biết có phải thuộc kiểu uống nước không thôi cũng mập không tiểu mập mạp còn đang trong mơ màng những người vừa mới từ chối không đưa phương bình đi cũng nhao nhao mở miệng nói hoặc đệ để tôi tôi đưa cộng đi đừng tranh với tôi để tôi học bệ để chị dẫn cậu đi, một đám con trai không chu đáo như chị đâu. Nhìn thấy đám nam nữ tranh nhau đòi dẫn tiểu mập mạp này đi, Mặc Phương Bình có chút đen lại, ba cha nó, tôi có chỗ nào không được chào đón chứ. Có điều cậu nhìn thấy, tiểu mập mạp lôi tới ba đến bốn chiếc vai. Đây còn chưa đủ, vừa nhìn bên cạnh cậu ta liền biết đây là cha mẹ cậu ta, bởi vì đối phương là đại mập mạp, trong tay cũng kéo theo hai chiếc vai. Lúc này nhìn thấy sinh viên võ đại hoan ninh con trai mình như vậy, Trước đó bởi vì mấy chữ phụ huynh này dừng bước này khiến cho cho hai đại mập mà có chút không vui, cười ha ha tiếp lời nói. Quách thiện còn không mau cảm ơn các anh chị đi con. Tiểu mập mạp rõ ràng không có nhiều chủ kiến, nghe cha mẹ nói như vậy, lập tức nói cảm ơn, cảm ơn anh chị, không cần khách sáo, quá thừa một đúng không? Chẳng trách, Châu Vân vẫn giống như trước đó, vẫn sắc bé như, hiển nhiên cảm thấy tên này rất hợp với tiểu mập mạp, vừa nhìn là thấy dinh dưỡng quá thừa. Trong đám người, lão muội trước đó nói chuyện tức giận chừng hắn, lại kiểm tra giấy thông báo trúng tuyển của Quách Thịnh, tiếp theo liền nói: "Châu Vân, cậu dẫn cộng ta, thuận tiện dẫn Phương Bình đi luôn." Hai chữ thuận tiện này khiến Phương Bình muốn thổ huyết, tôi vẫn là không nhận được sự chào đón nồng nhiệt, ngay cả người dẫn đi cũng biến thành thuận tiện luôn rồi, không ngờ mình thế này mà phải hưởng lấy một ít may mắn của tiểu mập mạp, nếu không Phương Bình nghi ngờ mình phải đợi một lúc nữa mới được dẫn đi làm thủ tục. Chuyện thuận tiện, Châu Vân không từ chối, trên mặt lộ nụ cười nói: "Được, hai vị học đệ theo tôi." ngược lại phương bình không có vấn đề gì nhưng quách thịnh thì phiền phức rồi không cho cha mẹ vào cùng cậu ta một mình hai tay đã xét nặng những hành lý ba mẹ mang theo căn bản không cầm đi vào cùng được đại mập mạp mới đầu không để ý thấy con th à không cách nào xét thêm cười ha ha chào hỏi châu vân nói Nghị bạn học này có thể phiền cậu cầm giúp quách thịnh một chút được không chút nữa tôi nhất định mời các cậu ăn cơm châu vân lại nhàn nói chú a không cần đâu trường học có quy định tân sinh viêm vào nhập học Tất cả phải dựa vào bản thân, chúng cháu chỉ phụ trách dẫn đường, không được phép giúp đỡ. Dù sao cũng không có thầy cô giáo ở đây. Bạn học, giúp một chút. Đại Mập Mập có vẻ hơi sen thường, cười ha ha tiếp tục nói lời hay, còn chưa nói xong, lông mày Châu Vân nhăn lại, khí huyết trên người đột nhiên bộc phát, Đại Mập Mập đối diện thực ra cũng là võ giả, có điều chỉ là cảnh giới cấp 1, đồng thời nhìn dáng vẻ cũng là kiểu uống thuốc miễn cưỡng trở thành võ giả, có tiến hành rèn luyện xương cốt tứ chi hay không cũng khó nói thực lực châu vân mặc dù không mạnh nhưng cũng là đỉnh cấp một dưới sự bộc phát khí huyết sắc mặt đại mập mạp lập tức thay đổi lúc này mới ý thức được cậu ta không phải là đối tượng bình thường nói chuyện làm ăn sinh niên ở đây đều là thiên tri kiêu tử đều là xã hội tinh anh châu vân bộc phát khí huyết lúc này mới chậm rãi nói thực tế cầm không hết đồ có thể mang về một chơi chữ đồng âm với quách thịnh u chén bằng Hù, chương 145, nhập học võ đại hai đại mập mạp lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngươi không biết mới không sợ. Biết đối phương là võ giả, khí huyết so với mình cao hơn nhiều nên không còn nhiều lời, vội vàng chọn ra mấy hành lý đưa vào tay con trai, vừa cầm vừa nói, đồ ăn vặt không cần mang theo nữa. Nếu muốn ăn, sau này rồi mua. Một câu không mang đồ ăn vặt nữa. Phương Bình nhìn thấy trong tay Quách Thịnh cầm theo mấy cái vai, bao gồm một chiếc vai to. Đám người khóe miệng có chút run rẩy. đây là đồ ăn vặt, chuẩn bị dự thi võ giả học sinh khoa võ rất ít ăn đồ ăn vặt bởi vì không có chút dinh dưỡng nào đối với việc bồi dưỡng khí huyết cũng không có lợi vừa nhìn thấy đối phương bao lớn bao nhỏ còn cho rằng là đồ gì không ngờ đều là đồ ăn vặt ngay cả châu vân cũng có chút ngoài ý muốn bó tay đợi một lát tiểu mập mạp mới mang theo hai chiếc vai vừa nhìn hành lý ít như vậy cũng đều có bánh xe ý nhi muốn xem nó nhiệt trước đó của châu vân cũng giảm đi không ít đợi quách thiện chuẩn bị xong rồi châu vân quay đầu liền đi vừa đi vừa nói các cậu theo tôi phương bình với quách thịnh cùng nhau đi qua quách thịnh liếc nhìn phương bình thấy cậu không đen theo gì nhị không được nói cậu cũng là tân sinh viên ồ cậu không đem đồ theo đồ để ở khách sạn của trường học rồi như vậy à biết vậy tôi cũng để ở khách sạn rồi không biết chút nữa báo danh xong có thể đem những đồ ăn đó mang vào được không quách thịnh rõ ràng vẫn có chút không nữa châu vân phía trước cũng không quay đầu nói điều này không phạm quy cậu muốn mang theo. Tự mình quay lại lấy. Vừa nãy cũng là tiểu mập mạp một mình không cầm hết, bằng không cậu ta mặc sức mang đồ vào, tốt quá. Tốt quá. Cảm ơn anh, Quất Thịnh vội nói cảm ơn. Châu Vân cũng không để ý tới, từ cửa chính đi về phía trước được một đoạn, Châu Vân chỉ vào tòa nhà lớn đầu tiên nói: "Đây là bảo tàng lịch sử của trường học gọi là giáo sử quán, lịch sử xây dựng của Ma Đô Võ Đại, các sự kiện lớn của trường học đều được ghi chép lại ở đây. Giáo sử quán có 9 tầng." tân sinh viên được vào 3 tầng đầu, võ giả cấp 3 trở xuống được vào 6 tầng đầu, từ cấp 3 trở lên có thể tự do ra vào cả 9 tầng. Gương mặt quét Thành vô cùng kinh ngạc nói. Chỗ này cũng có quy định, cậu ta hiển nhiên không nghĩ tới, vào giáo sử quán cũng có quy định thực lực. Châu Vân bĩu môi, chậm rãi nói. Loại quy định này cậu phải làm quen, nội bộ võ đại có rất nhiều chỗ, đều là quy định thực lực. Cấp 3 trở lên hầu như có thể đi bất kỳ đâu. Cấp 3 trở xuống có những chỗ không được đi, phi võ giả, không thể đi quá nhiều nơi, Rút lời, Châu Vân hỏi, khí huyết cộng bao nhiêu? 135 calo, cũng tạm được. Trên thủ năm nhất có thể tiến vào cấp 1. Quách Thịnh rõ ràng có chút không vừa lòng, thấp giọng nói, "Te 135 calo, học kỳ này có lẽ có thể vào cấp 1 chứ? 135 calo cách 150 calo cũng không xa, mà đâu võ đại cũng là trường đại học tốt nhất, nửa năm lẽ nào không đột phá được cấp 1, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi." Châu Vân cũng không giải thích, tiểu mập mạp vừa nhìn là biết chưa luyện qua rèn luyện pháp thông công sợ là cũng không ra sao, hoặc thì có lẽ đã học qua. Dù sao cũng có ba mẹ là võ giả cấp 1, nhớ đến việc tên này tập võ vẫn còn nhớ đến đồ ăn vặt. Châu Vân không phải quá xem thường cậu ta, Phương Bình không nói chuyện, lúc này Châu Vân mới nhớ tới Phương Bình, nhưng đầu về hướng Phương Bình nói. Cậu thì sao? Phương Bình có chút ngập ngừng, mình có nên nói thật không? Suy nghĩ một lát, Phương Bình cảm thấy làm người vẫn nên khiêm tốn một chút, nhẹ giọng nói. 180 calo, ha, sắc mặt châu vân thay đổi bước chân không khỏi dừng lại nửa ngày mới sau mới nói tôi cốt lần thứ hai cho là vậy đi trong những tân sinh viên tôi nhớ thối cốt lần thứ hai không có tên cộng sau khi kiểm tra rồi mới đạt đến chẳng trách châu vân khẽ gật đầu giọng điệu hơi ôn hỏa mở miệng nói lần này tân sinh viên tổng cộng là một năm trăm tám mươi người trong đó có năm mươi hai người võ giả tôi cốt lần hai so với võ giả còn ít hơn không ít chín người danh sách những người này chúng tôi đều có cậu không có trong đó. Bây giờ xem ra, tôi cốt lần hai có 10 người, Phương Bình có chút kinh ngạc, nhiều như vậy? Đúng vậy, quá nhiều. Cậu nhớ Vương Kim Dương từng nói, Nam Giang đại võ tôi cốt lần hai, tổng cộng cũng không có mấy người, bây giờ ma đồ võ đại, chỉ là tân sinh viên mà thôi. Đã có nhiều như vậy, còn về nhân số võ giả, Phương Bình cũng không mạc nhiên lắm, mỗi năm đều có không ít thí sinh võ giả, cho dù tỉnh Nam Giang, một năm cũng có thể có 4-5 người, nếu nói toàn quốc, một năm khẳng định có trên trăm người. Những người không phải di danh ma đô đại võ, chính là kinh đô võ đại, trên thực tế 52 người còn lại ít, kinh đô có thể nhiều hơn một chút. Dù sao Nam Giang không tính là khu vực phát triển, võ đạo cũng không phải quá thịnh vượng, cũng đã còn có 4 năm người. Cả nước có hơn 30 tỉnh, thành phố lớn giống như ma đô, cương giả càng nhiều. Cả nước võ giả tân sinh viên có lẽ gần 150 người chứ. Ma Đô võ đại, võ giả quả thực hơi ít. Hai người trò chuyện, Quách Thịnh lại mờ mịt nói. Tôi cốt lần thứ hai là gì? Còn nữa. Cậu khí huyết 180 calo." Câu hỏi của Quách Thịnh khiến Châu Vân cao mày nói, "Ba cậu chưa từng nói qua, không à." "Ba em nói khí huyết 150 calo có thể đột phá thành võ giả." Quách Thịnh nói xong, hướng Phương Bình nói, "Cậu không phải là võ giả đúng không?" Lời Châu Vân vừa nói cậu ta cũng ngay, "Là tôi cốt lần thứ hai, không phải võ giả, nhưng khí huyết đối phương đã đạt tới 180 calo." Quách Thịnh cảm thấy bản thân hình như bị ngơ người rồi, Châu Vân lắc đầu có phải ba của tiểu mập mạp cũng không biết hay là không nói cho con trai biết để tránh đà kích cậu ta xã hội võ giả có một vài người không biết chuyện tôi cốt cũng là bình thường lớp huấn luyện võ đạo chỉ cần khí huyết cậu đạt tới 150 trăm calo kỳ sẽ cho cậu đột phá ai thèm để ý cậu có thể tiếp tục hàn dưỡng khí huyết hay không mục đích của lớp huấn luyện võ đạo chính là có thể trở thành võ giả là được rồi những cái khác đối với bọn họ không liên quan nếu bản thân biết vậy tùy cậu không biết đột phá cũng là đột phá Phương Bình thấy tiểu mập mạp hỏi mình, cười nói. 150 calo trở lên có thể tiếp tục hàm dưỡng khí huyết, thời điểm đạt tới 150 calo, cơ thể sẽ tiến hành tôi cốt lần thứ nhất, 180 calo sẽ tiến hành tôi cốt lần thứ hai. Là như vậy sao? Quách Thịnh mờ mịt nói. Vậy chúng ta đều phải đạt 180 calo mới có thể đột phát sao? Chẳng trách anh tôi nói năm nhất không nhất định trở thành võ giả, khóe mắt Châu Vân có rút. Cậu còn muốn hai lần tôi cốt à? cậu ta nói là bình thường đột phá được không? Lôi giải thích với tên này, sớm muộn cậu ta cũng sẽ biết, nghe cách cậu ta nói hôm nay buồn cười biết bao. Còn về Phương Bình, Châu Vân tiếp tục dẫn đường, không còn thái độ coi thường như trước, lập được tòa nhà nào cũng sẽ giải thích tỉ mỉ, chủ yếu là nói cho Phương Bình nghe. Châu Vân dẫn hai người đi một vòng lớn, dọc đường giới thiệu một chút về kiến trúc của trường học, nửa tiếng sau, mới dẫn hai người đến nơi làm thủ tục, cho dù như vậy, cũng chỉ là một góc của trường học, trường học rộng ba nghìn mẫu cũng không phải dễ dàng đi một phòng là hết đợi đến nơi làm thủ tục so với lần trước phương bình tới cũng không giống nhau lần này tân sinh tới báo danh ký túc xá bố trí đều ở bên này lúc này người tới làm thủ tục rất nhiều người làm việc cũng không chỉ có một người có đến mười mấy người di danh đang làm việc người phụ nữ lần trước phương bình gặp lúc này cũng đang bận di danh chia chìa khóa cho học sinh đúng lúc này người phụ nữ đó mới đăng ký xong một người ngẩng đầu hoạt động một chút liếc mắt liền nhìn thấy phương bình người phụ nữ liền cười chào chào phương bình phương bình tới đây châu văn dưỡng sờ một chút nhưng đầu liếc nhìn phương bình nhẹ giọng nói cậu có người quen à trước kia em từng tới trường lần trước là cô ấy giúp em sắp xếp vào khách sạn của trường học đó ồ có người quen cũng tốt không cần phải xếp hàng châu vân cũng vui vẻ giữa phương bình với quách thiện cùng nhau qua bên đó chương 146, tư tiên cường giả thừa cổ không phải xếp hàng sao lẽ ra phải đến em rồi chứ Phương Đình bọn họ vừa mới tới, một bạn tân sinh viên đối diện người phụ nữ nhị không được hỏi một câu. Người phụ nữ liếc nhìn cậu sinh viên khóa trên bên cạnh cậu ta, nam sinh chịu trách nhiệm dẫn đường cho cậu học sinh mới này cười tủm tỉm nói. 138 calo, người phụ nữ hiểu rõ, thản nhiên nói, trường học có quy định, tư tiên cường giả, ha, tân sinh viên sững sốt một chút, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Người phụ nữ không thèm để ý tới cậu ta, sinh viên của Mado đều là thiên tài, khí huyết 138 calo, vẫn có thể vào võ đại phổ thông, cũng là thiên tài trong các thiên tài. Nhưng ở Ma Đô võ đại, sinh viên võ giả đều có một nhóm, ai thèm để ý những người này, chẳng phải mỗi người đều cần phải khách sáo lấy lòng bọn họ, những sinh viên này cho dù không vừa ý thì có thể thế nào. Đây không phải là người phụ nữ bịa chuyện, đây là quy định của trường học, tư tiên cường giả, không vui, không vui thì tự nỗ lực tăng khí huyết lên, đột phá cấp cao. Thật muốn so đo với người phụ nữ này, loại người này cũng đi không được xa, người phụ nữ không e sợ những kiểu học sinh này, không quan tâm cảm xúc của mấy tân sinh như thế nào đợi phương bình đi tới người phụ nữ cười nói phương bình tờ khách sạn tốt chứng nếu không thích chúng tôi bên này cũng bị trách cứ cảm ơn cô em rất thích em ở mà không muốn đi vậy thì tốt người phụ nữ lại cười nói trước đó tôi đã giúp em xem một chút ký túc xá bố trí không tồi tôi không thay đổi nữa nói xong cũng không làm giống như những học sinh khác kiểm tra chứng minh và giấy thông báo trúng tuyển người phụ nữ trực tiếp nhập thông tin vào máy tính Chất nhanh người phụ nữ đưa chìa khóa cho phương bình nói ký túc xá tân sinh viên khu 1, phòng số 86. phương bình vội vàng nhận lấy chìa khóa nhưng lại có chút mơ hồ cách bố trí ký túc xá của ma đô võ đại có chút không giống với tưởng tượng của phương bình châu vân đứng bên cạnh có chút ngưỡng mộ nói trực tiếp phân đến khu 1, em nhớ năm ngoái mới tới vừa mới đến bị phân đến ở khu 3. người phụ nữ cười híp mắt nói đã là đàn anh rồi còn cần tôi dạy sao có bao nhiêu bản lĩnh thì được nhận bấy nhiêu đãi ngộ bạn học Phương Bình Được Vân ở khu 1 không phải là đương nhiên sao? Châu Vân cũng không tức giận, cười vật đầu nói. Cũng phải, cô Trương, có tiện giúp em làm thủ tục cho bạn tân sinh viên này. Nói xong, cậu ta chỉ tay vào Quách Thịnh đang có chút mờ mịt. Người phụ nữ cũng không không từ chối. Lấy chứng minh với giấy thông báo của tiểu mập mạc, nhập thông tin vào. Tiếp theo bĩu môi nói. Khu 1. Phòng số 199. Chật chật. Châu Vân chật chật. Quay đầu liếc Quách Thành. Cười lạnh nói ông ba của cậu đút vào bao nhiêu tiền mặt quách thịnh đỏ lên lò tiêu nói không có đây đây không phải phân chia bình thường sao ha 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 châu vân cười lớn bên cạnh mấy sinh viên khóa trên cũng nhịn không được cười ra tiếng châu vân chưa nói gì thì có người cười nói không một tổng cộng có 200 phòng 100 phòng đầu được chia dựa vào thành tích 100 phòng sau là dựa vào tài trợ phi tài trợ hiểu không tôi dám cược nhà cậu tài trợ ít nhất là 200 ngàn 200 ngàn tôi thấy khí huyết cậu ta cũng không cao, ít nhất cũng là 300 ngàn trở lên. Bây giờ phòng khu một tăng giá lên rồi phải không? Rất nhiều sinh viên khóa trên không chút kiên kỵ nghị luận, tiểu mập mạp đã sớm thẹn đỏ bừng mặt. Đi cửa sau thì cũng thôi đi, vậy mà bị người ta phát hiện, hơn nữa tất cả đều biết. Người phụ nữ thấy bọn họ cười, tức giận nói. Ôn ao gì thế, trong nhà có tiền cũng có tài nguyên, có tài nguyên thì sử dụng thôi, có cái gì không đúng. Với lại, phí hỗ trợ cũng còn không phải dùng trên người các em cái này gọi là đồng đều giàu nghèo bằng không những học sinh nghèo đó làm thế nào lấy được tài nguyên vừa nói ra câu này tất cả mọi người không còn cười nữa ma võ có lẽ rất thực tế rất bỡ đỡ nhưng đối với sinh viên lại là tương đối công bằng rất nhiều có thực lực thì lấy tài nguyên không có thực lực cũng cố gắng hết sức không cho bạn lạc hậu quá nhiều tân chia ký túc xá là có thể dùng tiền quang minh chính đại dùng tiền 200.000 cũng là bình thường, phòng số 100, mỗi năm đều là 20 triệu tiền hỗ trợ trở lên, có lúc cao tới 4 đến 5 chục triệu. Nhưng số tiền này dùng vào đâu? Đúng như người phụ nữ nói. Dùng trên đầu sinh viên ma võ, trường học sẽ không cần đến số tiền này, bởi vì trường học không thiếu tiền. Đương nhiên, mấy chục triệu đối với võ giả mà nói là rất ít mà người có thể lấy được thì càng ít. Nhưng đây cũng là một loại phong thái, để nói với con nhà giàu, bạn có thể tiêu tiền để đổi lấy đãi ngộ tốt hơn người khác. Cũng nói cho những học sinh sinh nghèo, số tiền này trường học cũng sẽ không cầm, bạn nỗ lực, số tiền này sẽ là của bạn ở nơi tiệm một chút thì tính là gì thực lực đi lên thì cái gì cũng đều có vì vậy đối với những người con nhà giàu đi cửa sau dựa vào tiền tài trợ lấy được môi trường ký túc xa tốt hơn mọi người cười cũng không coi là chuyện to tát gì có một số chuyện chỉ cần làm công khai trong sáng trong lòng các học sinh cũng có công bằng nếu là ngầm làng giống như loại người quách thịnh vào ở khu một sợ là sớm sẽ lây cho nhiều người bất mãn châu vân không chờ đủ quách thịnh nữa cầm lấy chìa khóa lập tức nói đi thôi dẫn các cậu đi thăm ký túc xá. Tiếp theo không phải là chuyện của tôi nữa, trường học sẽ sắp xếp. Cửa cổ, tem đi trước, có thời gian em sẽ đến thăm cô. Phương Bình chào người phụ nữ, không quan tâm người phụ nữ có cố ý bởi vì thực lực của mình mà xem trọng, nhưng đối phương đối với mình quả thật có thiện ý. Người phụ nữ cười gật đầu, cũng không nói gì. Tiếp tục đăng ký cho những sinh viên khác. Đến khi Phương Bình mấy người vừa đi, những học sinh đăng ký phía sau Phương Bình, có chút không cam tâm nói. Thưa cô, vừa nãy bạn học kia khí huyết cao bao nhiêu, tư tiên cường giả cậu ta coi như đồng ý nhưng bây giờ căn bản không biết tình hình của phương bình cậu ta đương nhiên không can tâm tôi cốt lần thứ hai người phụ nữ cũng không ngẩng đầu rất nhanh nói hô ba số 168, câu trả lời làm cho cậu sinh viên không có tâm tư nghe mình được chia ở đâu tôi cốt lần thứ hai cậu ta thực ra cũng biết không phải không biết gì giống như quách thịnh cụ thể làm thế nào mới có thể tôi cốt lần hai cậu ta không biết rõ nhưng biết nhất định phải đột phá 150 trăm năm trở lên mới được ma võ quả nhiên là nơi tập trung thiên tài bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được thiên tài đột phá khí huyết trên 150 trăm calo sinh viên không còn khó chịu khí huyết đạt đến 138 trăm ba calo cậu ta biết có rất nhiều khó khăn đối phương có thể đạt trên 150 trăm calo trở lên cho dù là thiên tài hay là gia cảnh tốt đều không cần phải khó chịu nữa anh châu ký túc xá chỗ này có gì không giống với nơi khác đi ra khỏi nơi làm thủ tục mấy người bọn họ vừa đi phương bình vừa hỏi thăm Khúc ký túc xá tân sinh viên ở tổng cộng chia làm 4 khu, mỗi khu có 200 phòng. Khu 1 một, một người một phòng, khu 2 hai, hai người một phòng, khu 3 ba, ba người một phòng, khu 4 bốn, bốn người một phòng, tổng cộng có thể chứa 2.000 người. Mỗi một khu sẽ bỏ trống một bộ phận, giữ lại để sau này bố trí. Các cậu phân ở khu 1 thì mỗi người một phòng, một người một phòng. Phương Bình lưu lưỡi không nói lên lời, mà võ thật là có tiền, có hơn 1.000 sinh viên. Vậy mà cung cấp 800 phòng. Châu Vân cười nhạt nói. Rất bình thường, xây dựng lại phòng cũng không hết bao nhiêu tiền. Với lại sinh viên tốt nghiệp ma võ, cũng có nhiều người giàu có trên khắp cả nước, tài trợ xây dựng cho trường học. Còn về diện tích, ma võ rộng khoảng 30.000 mẫu, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 6.000 sinh viên, cậu cảm thấy sẽ thiếu chỗ sao? Không thiếu tiền, không thiếu đất. Ký túc xá lại được xây miễn phí, nếu như không phải làm cho sinh viên cảm nhận được sự trên lịch, toàn bộ đều một phòng một người cũng không vấn đề gì. Sở dĩ không như vậy, cũng chỉ là vì khuyến khích các sinh viên có lòng cầu tiến, chương 147, Tư Tiên Cường giả 2, khu ký túc xá nằm ở phía đông trường học, không chỉ là khu của tân sinh viên mà còn là ký túc xá của khóa trên ở bên này. Lúc đi tới ký túc xá, Phương Bình mới ý thức được, tầm mắt của mình thật là quá thấp. Đây căn bản không phải là khu ký túc xá cậu tưởng tượng, mà là khu biệt thự cấp cao xa hoa. Tòa nhà ký túc xá không phải dạng cao tầng, đều là lầu nhỏ nối thành hai ba tầng, con đường hai bên, cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ xanh tươi. Các tòa nhà được xây vây quanh một cái hồ nhân tạo, hình thành một vòng tròn phương bình níu lưỡi quách thịnh cũng trợn mắt há miệng nói cảm giác cũng không khác với nhà em là bao nhiêu trường học nhiều tiền thật nghe giọng điệu này nhà tên đáo này hiển nhiên cũng có tiền rất bình thường vì có tiền tài trợ vào một ký túc xá nhét vào hai ba trăm ngàn không có tiền cũng không được châu vân cũng rất hài lòng sự kinh lạc của bọn họ cười nói võ giả có lúc sống cũng sẽ có áp lực nếu như ngay cả chỗ ở cũng chật trội vậy sớm muộn cũng sẽ bị điên mất trường học cho môi trường ký túc xá như vậy cũng là vì muốn cho chúng ta điều chỉnh tâm tính và tâm trạng đương nhiên cũng chỉ có ma võ chúng ta mới có thể như vậy dù là kinh đô cũng không có mạnh tay như chúng ta châu vân đương nhiên tự hào kiêu ngạo về ma võ nói tới kinh đô đại võ cho dù không có khinh thường cũng cố hết sức hạ thấp giá trị của đối phương vừa nói châu vân vừa dẫn mấy người đi khu một của tân sinh viên khu một ký túc xá của tân sinh viên nằm ở phía tây nam lúc này những nơi khác rất yên tĩnh người cũng rất ít khu vực tân sinh viên lại không ít người trên đường đi. Phương Bình bọn họ cũng gặp những sinh viên tới báo danh, chẳng qua mọi người chưa quen, ngoại trừ Châu Vân gặp những sinh viên khóa trên. Nếu không cũng không có ai nói chuyện với nhau. Mấy phút sau, Phương Bình thấy phòng mình, khu 1, phòng số 8686 ở lầu 2, khu 1 tân sinh viên là khu lầu 2 tầng, lầu trên là từ phòng số 1 đến 100, lầu dưới từ 101 đến số 200. Nhìn tổng thể, còn bố trí ký túc xá như phòng khách sạn, một con đường, hai bên có 50 phòng, Hai bên phòng của Phương Bình, lần lượt là 85 với 87, đối diện chính là số phòng 15. Lúc này, phòng khác cũng có người và có phòng không có người. Mấy phòng chung quanh Phương Bình cũng rất yên tĩnh, có lẽ chưa có người tới. Đợi mở cửa phòng, Phương Bình đã lười nhác chấn động. Nói là căn phòng, trên thực tế chính là một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện công. Phòng sách, phòng vệ sinh, thậm có cả phòng bếp, cả phòng. Phương Bình đánh giá tổng thể căn phòng một chút đại khái không nhỏ hơn 120 mét vuông. Đây chính là phòng cho một người ở, cũng chỉ là ký túc của tân sinh viên mà thôi. Ma võ đã không thể hình dung được tiền nhiều như nước. Nếu là khu vực khác cũng đều như vậy, cho dù một phòng bốn người, môi trường ký túc giá tuyệt đối không kém, bao nhiêu gia đình, cả nhà năm sáu người ở cùng cũng không đến trăm mét vuông. Trong phòng, giường, ngủ, lễ, những đồ này đều có, thu dọn cũng cực kỳ sạch sẽ, chỉ là thiếu một vài đồ dùng sinh hoạt, sinh viên cần tự mình mua. Phương Bình nhị không được nghĩ đến trước kia, ba mẹ lo lắng ăn ở không tốt, lại giận dò mình đoàn tết với bạn cũng phòng, mình có bạn cũng phòng sao? Phương Bình chửi bậy một câu, cả căn phòng chỉ có một mình, bạn cùng phòng không có, không biết những người phòng bên cạnh có tính là bạn cùng phòng hay không. Nhìn sơ qua căn phòng, Phương Bình cũng không quan tâm nữa. Châu Vân dẫn cộng đến lầu dưới liền đi luôn, có điều trước khi đi, đưa cho mỗi người một thời gian biểu, buổi sáng tân sinh viên tới báo cáo, ngoài ra cho một thời gian nhất định đi mua đồ sinh hoạt cá nhân. Tạm biệt gia đình, buổi chiều 3 giờ, toàn bộ tập trung ở thao trường số 1 Ma Võ có đến 7, 8 cái thao trường, Phương Bình cũng không xem chi tiết bản đồ, hôm nay chỉ có một nhiệm vụ là tập trung, buổi sáng ngày mai 8 giờ, toàn bộ tập trung tại tòa nhà thực huấn. Phương Bình biết, đó là Vân chia học viện, sau đó không có an bài. Đợi bố trí xong lại sắp xếp nữa. Thời gian biểu rất đơn giản, mua một ít đồ dùng cá nhân, mai ra, đi khách sạn lấy hành lý của mình đến. Cảnh vật ký túc xá trường đại học rất tốt với lại ở trong trường cũng thuận lợi phương bình không muốn tiếp tục ở khách sạn nữa đúng rồi hình như mình quên mất cái gì lấy nhỉ phương bình chợt nhớ ra cái gì ngửa ngay mới lầm bẩm nói không cần phải đóng tiền học phí sao cậu nhớ trên giấy thông báo không có nói miễn tiền học phí hình như trên giấy báo danh ghi 10 ngàn lần này thế nào lại chưa yêu cầu đóng học phí lắc đầu phương bình cũng không quan tâm không thì thôi nói không chừng ma võ không để ý tiền học phí không cần nữa thì sao Phương Bình chuẩn bị ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, thì tiếng gõ cửa vang lên. Có người không? Mình ở phòng đối diện, hiển nhiên đã có người thu xếp đâu vào đấy rồi. Đi làm quen bạn học mới. Bây giờ, mặc dù chưa phân học viện, lớp học, đạo sư cũng chưa phân, có thể ở trong một trong phòng đầu của ký túc xa khu 1, khả năng sau này học chung cũng rất cao. Một trong phòng đầu tiên đều lấy thành tích làm tiêu chuẩn, Phương Bình có thể ở một trong một trong phòng đầu, thực ra là dựa vào khí huyết 149 của cậu. Thậm chí Phương Bình nghi ngờ, Trường học đã biết chuyện cậu tôi cốt lần hai, mới sắp xếp cho cậu trước số 100. Nếu không, khí huyết của cậu mặc dù không thấp, nhưng môn văn hóa. Môn chuyên môn thành tích lại bình thường, mà đâu võ đại bên này, võ giả có 52 người. Tôi cốt lần hai có 9 người, khí huyết 150 calo trở lên. Không đạt tới tôi cốt lần hai lẽ nào không có sao. Tổng hợp lại, dựa vào thành tích kiểm tra, cậu không được xếp tên vào trước 100 người. Không suy nghĩ nhiều, Phương Bình mở cửa, một người mặc dù yên tĩnh, nhưng làm quen bạn học mới cũng tốt, vui vẻ một chút. Cửa vừa mở, Phương Bình có chút kích động muốn đánh người. Nghe nó, thật đẹp trai. Ngươi đứng ngoài cửa như một vị sai ca, không phải là loại mặt trắng nõn, là kiểu đẹp trai như ánh nắng ấm áp chiếu rọi tâm hồn thiếu nữ. Bạn học, xin chào, tôi là Phó xương Đỉnh đối diện phòng cậu, không làm phiền cậu chứ? Phó Dương Đỉnh nói chuyện mạnh mẽ, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ, hàm răng trắng tinh, Phương Bình cảm thấy cậu ta nên đi quảng cáo kem đánh răng mới đúng. Nhìn đối phương một chút, Phương Bình trước tiên nhìn mặt, tiếp theo mới hơi nhíu mày nói. Phong số 15. Đúng, tôi cũng mới vừa tới. Bạn học, còn chưa hỏi cậu tên gì. Phó Sương Đỉnh vẫn cười như cũ. Phương Bình. Phương Bình tự giới thiệu một câu, tiếp theo mới nói. Vào trong nói chuyện. Vậy làm phiền cậu rồi. Phó Sương Đỉnh rất có phong độ, cười khách xào nói một câu. Lúc này mới bước vào phòng. Căn phòng đều như nhau. Đương nhiên không có gì muốn xem. Đợi Phương Bình nói cậu ta ngồi xuống. Phó Sương Đỉnh liền cười nói. Phương Bình, cậu là người ở đâu nghe giọng nói hình như là người nam giang phải không ồ tôi là người thành phố nam giang dương thành còn cậu tôi là người kinh đô không đợi phương bình hỏi phó dương đỉnh chủ động nói kinh đô võ đại cách nhà quá hơn vì vậy mới đến ma đô võ đại nói xong phó dương đỉnh lại cười nói thành phố nam giang dương thành hình như tôi có từng nghe qua một lần đúng rồi cậu quen vương vương kim dương có lẽ là cái tên này cậu quen anh ấy không phương bình có chút kinh ngạc danh tiếng lão vương lớn vậy sao lão vương chỉ mới được phá cấp 3 mà thôi ở ma đâu và kinh đô sinh viên võ giả cấp 3 hẳn là nổi tiếng không ít chứ nam giang không tính là một tỉnh phát triển lão vương lấy đâu ra danh tiếng lớn như vậy suy nghĩ một lát phương bình gật đầu nói quen anh lấy là đàn anh cấp 3 của tôi lớn hơn một khóa thật sự quen biết à cũng đúng dương thành không lớn các cậu biết nhau cũng là chuyện bình thường thiên tài quen biết thiên tài điều này cũng hết sức bình thường Phương Bình suy nghĩ hỏi, cậu cũng quen biết Vương Kim Dương. Từng nghe người ta nhắc tới. Phó Sương Đỉnh cũng tìm được chủ đề, cười nói. Vị học trưởng cấp 3 của cậu lần đây danh tiếng rất lớn. Trước đây không lâu mới đột phá cấp 3, lần đây đang thách đấu khắp nơi. Chưa 148, chơi lớn đi. Thách đấu, cậu không biết. Phó Sương Đỉnh trong lòng có chút kinh ngạc, khí huyết của Phương Bình, cậu không nhìn ra. Có thể vào phòng 86, ít nhất cũng ngần trình độ tôi cốt lần thứ hai thậm chí phó xương đỉnh cảm giác người này khí huyết còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu người này mà sao mà không có người giúp đỡ xây dựng nền tảng được ở cùng dương thành với vương kim dương sao lại không biết việc này còn có dương thành lại không lớn làm sao lại xuất hiện nhiều yêu quái như vậy lẽ nào dương thành còn có cả cường giả cấp tông sư hay sao trong lòng nghi hoặc rất nhiều phó dương đỉnh cũng biết ý vì mối quen nên không dám hỏi nhiều mà chủ động giải thích có thể vương kim dương đã rèn luyện hoàn thành xương cơ thể rồi có khả năng là đang chuẩn bị đột phá cảnh giới cấp 4. Nhưng anh ấy đột phá quá nhanh, sinh viên Nam Giang Võ Đại đã không đủ để gây áp lực cho anh ấy. Vì vậy từ đầu tháng 8 trở đi, Vương Kim Dương liền đi khắp nơi du lịch, tách đấu. Tách thức một vài võ giả đỉnh cấp 3, mấy ngày trước, Vương Kim Dương mới đi kinh đồ. Đương nhiên, tôi không đi xem. Lúc đó tôi chuẩn bị đi Ma Đô báo danh, anh ấy đi kinh đồ. Đúng vậy, võ giả cấp 3 ở Ma Đô mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng không phải yếu, anh ấy mới đi Ma Đô. Trong một ngày đánh nhau với 8 vị chủ quản lớp huấn luyện võ đạo, những lớp huấn luyện võ đạo này đều là võ giả trung cấp trấn thủ, trong đó cũng có không ít võ giả đỉnh cấp 3. Với lại lớp huấn luyện võ đạo, dưới tình huống bình thường đều là do xí nghiệp lớn, cơ quan chính phủ hoặc võ đại mở lớp cho người ngoài, Vương Kim Dương dũng khí tràn đầy, đầu tiên lại chọn lớp huấn luyện võ đạo, tiếp theo người đứng sau những lớp huấn luyện này nhất định sẽ không để yên. Võ giả trung cấp sẽ không ra tay, nhưng cường giả đỉnh cấp 3 tuyệt đối sẽ liên tiếp nhảy vào một ngày tành tám vị chủ quản lớp huấn luyện võ đạo, Phương Bình có thể nói gì, cũng không có lời nào để nói. Đại gia A, à, Lão Vương là châu phá trời rồi, với lại anh ta mới đột phá cấp 3 bao lâu. Giữa tháng 4, Lão Vương đột phá cấp 3, bây giờ mới vào đầu tháng 9, cấp 3 đột phá cấp 4, tuyệt đối là cửa ải lớn, là loại rất rất lớn. Nhưng Lão Vương đi du lịch khắp nơi, lấy chuyện thách thức cường giả chèn ép chính bản thân mình, rõ ràng có thể đang phải đối mặt trước bình cảnh, đa tìm cách đột phá, từ đầu đến cuối thời gian chưa tới 5 tháng, Phương Bình cũng không thể không phục dập đầu xuống đất. Anh ấy như vậy không có nguy hiểm gì chứ? Phương Bình không nhịn được hỏi một câu, Phó Dương Đỉnh nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, cười nói: "Không có nguy hiểm lớn, nhưng thể diện của anh ấy quét các thế lực lớn, cường giả đỉnh cấp 3 sẽ không ngừng ra tay, trừ phi anh ấy có thể đánh thắng tất cả võ giả cấp 3 trở thành vô địch thủ, nếu không, một khi bị thua, nhất định sẽ phải chịu đau khổ, có điều không thể không nói." mẫu người như vương kim dương cũng là tống gương của chúng ta lớn lên trong gia đình bình thường học tại đại học võ bình thường có thể ở đại học năm nhất trở thành võ giả cấp 3, năm hai bắt đầu thách thức các cường giả một đường hướng phía bắc ngang dọc nhắc đến chính là khí thế là rất khí thế nhưng tức là không tới phương nam phương bình vẫn chưa nói xong phó xương đỉnh cười nói phương nam không phải chưa từng đến tôi nghe có người nói lúc anh ấy đỉnh cấp một có đến ma đô càng quét toàn bộ sinh viên là võ giả cấp một của ma đô võ giả cấp 2 của đại học sư phạm hoa đông cũng ra tay cuối cùng mặt mày xám xịt kế mà thất bại mấy trường khác không dám cho cảnh giới cấp 2 ra tay mất mặt lắm mãi cho đến ma đô võ đại có sinh viên cảnh giới cấp 2 ra tay mới khiến anh ấy bị thương mà về Càn quét võ giả cấp 1 của ma đô bởi vậy có thể thấy được người này bá đạo như thế nào bá đạo phương bình thật sự khó có thể hình dung giọng điệu cô nhu của lão vương có chút liên quan nào với hai chữ bá đạo cũng rất khó tưởng tượng đối phương vậy mà càng quét võ giả cấp một ma đô lão vương trong ấn tượng của cậu không yếu cũng là thiên tài nhưng cũng tương đối với nam giang mà thôi mà không phải là toàn hoa quốc nhưng đối phương càn quét mà đâu bây giờ một đường hướng về phương bắc chuẩn bị càn quét võ giả cấp 3 phương bắc đây là người có chút danh tiếng tại nam giang sao phương bình chấn động sâu sắc trong đầu hiện lên cảnh lão vương càn quét võ giả cấp 1, không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào phó dương đỉnh liên tục chú ý phương bình cảm nhận được khí huyết cậu lưu động con người hơi co rụt lại tôi cốt lần thứ hai không có thể cao hơn lần thứ ba có lẽ không phải tôi cốt lần thứ ba nhưng tuyệt đối vần tôi cốt lần thứ ba dương thành là một nơi nghèo nàng sao có thể liên tiếp xuất hiện hai thanh niên yêu quái này rất nhanh phương bình khôi phục lại khí huyết bình thường ngẩng đầu nhìn phó Sương đỉnh cười nói bạn học phó đừng gọi như vậy mọi người cũng đều là bạn học cũng là hàng xóm đổi thành đại học bình thường là cũng xem như là bạn cùng phòng cũng được sau này gọi tôi là lão phó lão xương lão đỉnh đều được lão phu lão trường lão đỉnh phương bình khóe mắt có rút cười khan nói vậy tôi gọi cậu xương đỉnh cậu có lẽ là võ giả phải không phó dương đỉnh cũng không phủ nhận cười sáng lạn nói là võ giả có điều võ giả cũng không đại biểu là gì mặc dù tôi là cấp 1, nhưng thật muốn đánh nhau nhưng chưa hẳn mạnh hơn so với phương bình cậu đâu quá khiêm nhường rồi tôi tính là gì cũng không phải võ giả phương bình giữa chúng ta không cần khiêm tốn phó dương đỉnh chợt cười nói vào võ đại cũng không cần phải che giấu bây giờ chỉ là khởi đầu mà thôi thân chia mạch yêu cũng không có quá nhiều ý nghĩa tôi tới đây một mặt là tới xem hàng sóng mới thứ hai là vì xem tình hình mọi người không ngờ người tôi gặp đầu tiên lại vượt ngoài dữ liệu của tôi lẽ ra tôi còn có chút kiêu mạo bây giờ phát hiện bản thân như ếch ngồi đáy giếng buổi chiều tập trung cậu chắc hẳn biết phải không bê phương bình gật đầu cậu đã nhìn ra phó xương đỉnh hiểu biết nhiều hơn so với cậu không khỏi hỏi tập trung lại giáo huấn tân sinh viên hay là làm lễ khai giảng có thể coi như vậy cũng có thể là không phó xương đỉnh cười không nói vội mà nhìn lướt qua căn phòng cười nói cũng chưa muốn nước sao đi thôi thấy cậu chưa mua đồ chúng ta vừa đi vừa nói tôi cũng thật tiện mua một ít đồ cậu ta cũng không đi làng quen với những bạn học khác một sinh viên phòng số 86 khí huyết còn cao hơn so với người lần thứ hai tôi cốt thiên tài cũng không phải khắp nơi đều có quen phương bình là đủ rồi phương bình cũng không từ chối đóng cửa xong cùng với phương bình cùng nhau ra ngoài đang đi phó Dương Đỉnh nói buổi chiều tập trung có thể xem là tiết mục thể hiện thực lực ngày mai chúng ta sẽ bước vào tòa nhà thực huấn bắt đầu lựa lựa chọn học viện nhưng vào tòa nhà mọi người cũng phải tìm hiểu một chút ai có thể trêu dạo ai không thể trêu dạo buổi chiều là thời gian mọi người tìm hiểu nhau thật ra cũng là thời gian các đạo sư quan sát chúng ta tình hình các sinh viên như thế nào nên xem trọng những sinh viên nào ngày mai sẽ đặc biệt chú ý hôm nay mọi người đều sẽ có chuẩn bị ngày mai hơn 1.000 người ở trong tòa nhà cho dù có giám sát cũng có thể quan sát nhưng cũng phải làm chuyện quan trọng nhất đó là tìm ra hạt sống mới được vì vậy buổi chiều tập trung có bao nhiêu thực lực tỏa thích thể hiện bây giờ không phải là lúc che giấu một vị đạo sư tốt có thể giúp chúng ta tiết kiệm vô số thời gian và tinh lực phương bình có chút hiểu rõ đơn giản mà nói buổi chiều lựa chọn ra một nhóm người xuất chúng những người này sẽ được trở thành đối tượng trọng điểm quan sát cẩn thận đợi đến ngày mai các đạo sư sẽ đặc biệt quan sát ai có tài năng đội ngũ quản lý ai có năng lực thực chiến mạnh đều có thể nhìn ra. Cho mọi người một buổi tối để chuẩn bị, cuộc khảo sát này có lẽ kiểm tra năng lực tổ chức và lực phán đoán của các sinh viên, sẽ có người trong một đêm. Nép đội ngũ thành mấy chục người thậm chí hơn 100 người, khảo sát năng lực, phán đoán ai có thể trêu dạo ai không. Cũng cực kỳ quan trọng, Lý Thừa Trạch nói 400 người, mọi người không cần cướp bề đầu, nhưng nếu không biểu hiện thực lực, làm thế nào khiến đạo sư chú ý đến, chương 149, chơi lớn đi. 2. Phương Bình gần như có thể khẳng định, ngày mai nhất định có đối thủ thực lực ngang nhau khiêu khích thách đấu lựa chọn ai có thể làm đổi thủ vậy phải dựa vào lực quan sát đánh bại bạn cũng tầng tuyệt đối sẽ thêm điểm xếp hạng thật sự muốn ở trong tòa nhà không nhúc nhích để bảo vệ xếp hạng loại người này cho dù vào học viện binh khí cũng sẽ không xuất sắc vừa đi vừa nói chuyện với phó xương đỉnh hai người đến siêu thị của trường nói là siêu thị của trường nhưng so với trung tâm thương mại còn to hơn nhưng giá cả cũng quá không đắt nói chuyện với phương bình cả đoạn đường Phó Sương Đỉnh cảm thấy hai người cũng tính là thân thiết, cười nói: "Phương Bình, ngày mai có hứng thú đấu một trận không? Là sao? Lần này võ đại tuyển sinh có 52 võ giả cấp 1, chín chuẩn võ giả tôi cốt lần hai, đương nhiên cũng có thể có người đột phá trong kỳ nhì hè, có điều sẽ không quá nhiều, dù sao mọi người đều muốn tới trường học để có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Lần thứ hai tôi cốt cũng có thể xem như mới bước đầu vào cấp 1, cũng tính là có 70 giả võ cấp 1, cấp 1 nhiều như vậy, không thể hiện một chút cũng không được." cơ hồ chỉ yêu ái cho những người mạnh mẽ và người có sự chuẩn bị. Phương Bình vừa chọn đồ, vừa thấp giọng nói. Cậu dự định làm thế nào? Tôi tự nhận thực lực vẫn có thể, năng lực thực chiến cũng không tồi, võ giả cũng không phải đều có thể thực chiến. Còn cậu, cũng được, chưa từng đánh thử, nên không rõ. Cậu tu luyện chiến pháp rồi. Ồ, vậy không thành vấn đề. Những người vì đột phá võ giả, rất nhiều người còn chưa tu luyện chiến pháp, dù sao trước kia vì muốn vào đại học, chứ không phải vì thực chiến. Phó Sương Đỉnh biết Phương Bình luyện chiến pháp, cực kỳ hài lòng, nhảy giọng nói, ngày mai chúng ta cùng nhau thọn đám người võ giả thế nào, ha, cậu một người, tôi một người, thay nhau đánh, phó xương đỉnh cực kỳ thông minh, cười tùng tỉm nói, một người không được, cho dù đều đấu solo, khí huyết cũng không khôi phục kịp, chống đỡ không nổi, hai người thì không có vấn đề gì, từng vòng từng vòng, hai người chúng ta đánh ngã toàn bộ bọn họ, cho dù cuối cùng thua, hai chúng ta cùng nổi tiếng, không sợ không có đạo sư không để vào mắt, tôi có thể nói với cậu đạo sư mà võ thực lực rất lớn cấp 4 cấp 5 tôi coi thường ít nhất phải là cấp 6 mà cấp 6 cũng có chia ra mạnh yếu có một số đạo sư gần đạt đến giới cảnh tông sư nếu như được các võ giả đại sư đỉnh cao xem trọng tuyệt đối lợi ích nhiều đến nỗi sẽ khiến cậu giật mình phò xương đỉnh thoải mái nói phương bình lại kinh ngạc nói chỉ hai người chúng ta đúng ai biểu tôi nhìn chúng cậu rồi lời này khiến phương bình giờ khóc giờ cười có thể đừng nói chuyện có nghĩa khác như vậy được không do dự một lát phương bình hỏi những sinh viên võ giả khác cậu biết không không cần biết võ giả cấp 1, càng hết cỡ cũng chỉ có thế tôi ăn nói ngay thật tôi là võ giả cấp 1, đã tôi cốt lần hai bây giờ chân phải đã hoàn thành tôi cốt rồi điều này còn không tự tin tôi cũng không dám tìm người khác nói chuyện này tôi cốt lần hai chân phải hoàn thành rèn luyện ngươi như vậy quả thật có tư cách kiêu ngạo tôi cốt lần thứ hai sẽ tăng khí huyết lên hạn mức cao nhất chứng tỏ sức mạnh bộc phát bình bỉ ngoài ra xương cốt toàn đốt xương rèn luyện lần thứ hai sức bền lực đối kháng cũng mạnh hơn so với võ giả bình thường xương chân rèn luyện lực sát thương so với xương tay sẽ lớn hơn một chút cứ như vậy nếu như chiến pháp của phó xương đỉnh không yếu thực lực cực kỳ mạnh thì đánh mấy tên võ giả cấp 2 cũng không có vấn đề gì phương bình liếc nhìn cậu ta nửa ngày mới nói lực hồi phục của cậu thế nào uống thuốc tôi mang theo ba viên khí huyết đan cấp 1, uống xong mới thôi cậu không sợ tôi kéo chân cậu sao Phong số 86, chứng tỏ lúc thực chắc có lẽ cũng không phải mạnh, nhưng bây giờ tôi cũng có chút thấy không rõ mức độ, sẵn sàng cực một trận. Được, lần này đến phó xương đỉnh sững sốt, buồn cười nói. Xem ra cậu còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, càng tự tin, vậy cứ quyết định như vậy nha. Nếu bị vây đánh thì phải làm sao? Sẽ không. Mọi người đều kiêu ngạo, với lại võ giả cũng không dễ tổ chức như vậy, ít nhất 3 đến 5 người một nhóm. Thật có một nhóm như vậy, chúng ta có cùng nhau đánh bọn họ. Có muốn tìm thêm hai người nữa không? không cần, hai người đủ rồi, như người. Làm sao có thể thể hiện sự đặc biệt của chúng ta, nếu không phải không có thời gian nghỉ ngơi. Chuyện này một người độc chiếm vị trí đầu mới tốt, Phương Bình không hỏi nữa, mua xong đồ, cười nhạt nói. Vậy thử đi, hy vọng cậu mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, 70 người. Thay nhau đánh sẽ mất mạng, rất tự tin. Tôi thích, phò xương đỉnh nhai răng nở nụ cười, hàm răng trắng mãn khiến Phương Bình muốn đánh cho rớt vài cái răng. Bởi vì hai người đã hẹn cùng nhau đánh một trận lớn, quan hệ hai người vần gũi hơn rất nhiều mua đồ xong liền trở về ký túc xá hai người cũng không đi gõ cửa những phòng khác cùng nhau đi xuống nhà ăn nhà ăn mà đồ võ đại rất nhiều chỉ là khu ký túc xá bên này có ba cái phương bình là người mới tới hiểu biết đối với ma võ còn có hạn Phò xương đỉnh mặc dù cũng là tân sinh viên nhưng hiểu biết rất nhiều trên đường đến nhà ăn giải thích cho cộng ở ma võ ở ký túc xá không cần tiền ăn cơm cũng không cần tiền những đồ này không có giá trị lớn ma võ đều cố gắng cho sinh viên có thể được ăn ngon ở tốt. Đương nhiên, những điều này không cần tiền, bởi vì chi phí quá thấp. Ở ma võ, đồ không cần tiền không đắt, đồ cần tiền sẽ đắt đến dạng người. Hô, công pháp, vũ khí đều thu phí. Đương nhiên, chưa chắc là vì tiền, điểm thường cũng được. Phương Bình ngay câu này, cũng nghi hoặc hỏi, học phí cần đóng không? Ách! Phó Dương Đỉnh hiển nhiên không ngờ Phương Bình để ý điều này, cười nói. Có thu, có điều phải đợi chọn xong học viện mới thu tiền học phí, tiêu chuẩn học phí của mỗi học viện không giống nhau, có điều cũng ngần giống nào, cũng không nhiều tiền. Ồ, oh. đang nói chuyện, hai người đã đến nhà ăn thứ hai. Nhà ăn ma võ cũng rất xa xỉ. Bố cục cũng không khác nhà hàng của khách sạn, mà không phải bàn bốn người đơn sơ, ghế cũng vậy. Có điều trong đây không có nhân viên phục vụ cho bạn gọi đồ ăn, mà theo kiểu tự phục, tự lấy đồ ăn. Thức ăn rất ngon. Món chay mặn kết hợp mùi thơm của canh xương hầm từ xa đã ngửi thấy còn có trái cây sớt có thể tùy ý lấy dùng phó xương đỉnh cùng phương bình vừa lấy đồ ăn vừa nói đây chỉ là nguyên liệu thức ăn bình thường không bổ sung hiệu quả khí huyết chỉ có thể nói thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống mỗi nhà ăn đều có hai lầu lầu hai thu phí có thể vọ đồ ăn bao mùng một ít thức ăn giúp bổ sung khí huyết nếu như có điều kiện cho phép thì đi lầu hai ăn đối với chúng ta càng tốt võ giả cho dù không hoạt động bình thường tu luyện cũng cực kỳ tiêu hao khí huyết nhưng không thể mỗi lần dùng thuốc khôi phục thần lớn thời gian vẫn là dùng nhiều thức ăn bồi bổ phương bình nghi ngờ nếu như không phải bản thân vừa vào liền lấy đồ ăn phò xương đỉnh có lẽ đã đi lầu hai người này vừa nhìn liền biết không phải lớn lên trong gia đình bình thường đương nhiên điều này cũng vô nghĩa trở thành võ giả tôi cốt lần hai không dùng bất cứ tài nguyên trường học cho dù không dùng mấy triệu cũng có mấy chục triệu tiền không phải là mấu chốt có thể trở thành võ giả cấp một trong nhà thường có võ giả cấp bốn hai năm trở lên trấn thủ vì vậy võ giả tân sinh viên cũng không phải đơn giản, hai người lấy xong đồ ăn, sau đó chọn một chỗ không ai chú ý ngồi xuống, Phó Dương Đỉnh không có tâm tình ăn cơm, nhìn chung quanh, nửa ngày mới thở dài nói, tôi không đi kinh đô võ đại, thật ra còn có một nguyên nhân, sớm nghe nói phương nam có nhiều gái đẹp, đi đâu cũng có thể gặp, nhưng cho tới bây giờ, nữ sinh không nhìn thấy được mấy người, mà có nhìn thấy đều là hay, ý. Phó Dương Đỉnh có chút thất vọng, trong nhà ăn lúc này không phải không có nữ sinh, có điều không nhiều nhìn một vòng có thể nhìn thấy không có mấy người xem ra chỉ có thể đợi tập trung rồi ngắm bây giờ tới nhà ăn cơm dù sao vẫn là rất ít chương 150, tần phượng thanh điên cuồng tìm đều chết tiếp xúc với phó dương đỉnh tiếp xúc một hồi phương bình phát hiện đối phương nói hơi nhiều hầu như chỉ có một mình cậu ta nói cũng không quan tâm cậu trả lời hay không lần đầu tiên nhìn thấy còn cho là một công tử văn nhã bây giờ xem ra hoàn cảnh gia đình không phải là già nhưng cái gọi là thận trọng lời ăn tiếng nói hiển nhiên không tồn tại đương nhiên cũng có nhiều loại người khác nhau rất nhanh Phương Bình liền biết Phó Sương Đỉnh cũng không phải đơn thuần nói nhiều lúc ăn cơm xong trở về ký túc xá mở cửa phòng trở thành hàng xóm, Phương Bình đi qua còn đứng lại hành lang vẫy tay chào đơn giản nói chuyện vài cậu với người này biết được tên đối phương là Thôi Gia Vận đối phương cũng không quá nhiệt tình nói chuyện lạnh nhạt Phương Bình nói vài câu liền không nói nữa trước đó Phó Sương Đỉnh đối với Phương Bình cực kỳ nhiệt tình cũng nói vài câu giới thiệu về bản thân sau đó luôn trầm mặc đối với Phương Bình nhiệt tình đó là vì vừa nhìn không thể nhìn thấu phương bình người thôi ra vận chính là vừa nhìn liền bị nhìn thấu khí huyết có lẽ vượt qua 150 calo nhưng tuyệt đối không đạt tới 180 calo chưa tôi cốt lần hai có thể thôi cốt được lần hai được hay không cũng khó nói phi võ giả như vậy còn cách phó dương đỉnh rất xa đối phương cũng không quá nhiệt tình phó dương đỉnh đương nhiên sẽ không nói nhiều buổi chiều 2 giờ 30 phút phương bình đang thu dọn phòng mai cửa vang lên tiếng gõ cửa cũng giọng nói của phó dương đỉnh phương bình tập trung rồi Đến nay, Phương Bình trả lời, dọn dẹp một chút, cửa cửa đi ra. Lúc này, trên hành lang không chỉ có một mình Phó Dương Đỉnh, trên lầu có 100 sinh viên, lúc này không ít người đi ra. Mọi người nói chuyện không nhiều, nhiều nhất cũng là Phó Dương Đỉnh, Phương Bình như vậy, hai ba người lần phòng nhau mới tập trung nói chuyện. Nhập học ngày đầu tiên, mọi người đều chưa chuẩn bị tốt, nên cũng chưa nói tới việc kết giao bạn bè. Phương Bình vừa đi ra, đột nhiên nghe phía bên trái có người cười lớn nói: "Phó Dương Đỉnh, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây." Phương Bình quay đầu nhìn, thấy một người vóc dáng cao lớn, người nam sinh to lớn nhìn chằm chằm Phó Dương Đỉnh. Nghe giọng điệu này, không giống như kiểu bạn bè bình thường. Phó Dương Đỉnh cũng bất ngờ dù đã sớm biết người này cũng ở Ma Đô Võ Đại, nhưng đầu cười nhạt nói: "Đừng tùng đỉnh, không đi Kinh Đô Võ Đại, tới Ma Đô Võ Đại tự ngược hả?" Ha ha, tự ngược hay không? Cũng không đến Phó Dương Đỉnh cậu nói đâu. Đường Tùng Đỉnh hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu không mấy tốt đẹp nói. Cậu tới ma đầu võ đại là tốt, tôi còn sợ cậu không dám tới đó khẩu khí không nhỏ phó dương đỉnh dè biểu cũng không để ý đến cậu ta nhưng đầu nói với phương bình là bạn học cùng cấp 3 với tôi vẫn luôn bị tôi chèn ép ba băm qua lúc thi tốt nghiệp trung học thi môn văn hóa cao hơn tôi mấy điểm liền có thể trở mình buồn cười không nói xong cũng không đợi phương bình trả lời trực tiếp bước đi nói đi thôi loại người này một khí đắc chí liền ngông cuồng không cần phải để ý thanh nói không nhỏ hiển nhiên phó xương đỉnh không dự định chôn giấu chuyện riêng tư này Đường tùng Đỉnh đứng cách đó không xa cũng nghe thấy sắc mặt liền thay đổi cậu ta với phó xương đỉnh cùng tốt nghiệp một trường cấp 3, cũng là người kinh đô phó xương đỉnh nói chèn ép cậu ta 3 năm cũng không xem là nói dối trường cấp 3 tại kinh đô cũng không như nhất trung dương thành bọn họ có khen thưởng các loại thuốc còn có lớp võ đạo chuyên môn mỗi tháng đều có kiểm tra đánh giá đánh giá thành tích tốt khen thưởng càng nhiều đường tùng Đỉnh với phó xương đỉnh đều là những nhân tài Hai người vì tranh đoạt thuốc, không ít lần lật mặt, là thật sự lật mặt, dù sao đối với gia cảnh bọn họ mà nói. Những khen thưởng trường học cũng không đáng giá là bao, Phó Dương Đỉnh có thể ở độ tuổi này trở thành võ giả cấp 1, còn là võ giả tôi cốt lần hai, cũng không liên quan tới khen thưởng của nhà trường. Đường Tùng Đình hơi yếu so với Phó Dương Đỉnh, có điều lúc kiểm tra, môn văn hóa, môn chuyên môn cao hơn Phó Dương Đỉnh. Bây giờ chia phòng, cậu ta là số 8, số phòng còn cao hơn so với Phó Dương Đỉnh nhiều, cho dù như vậy Đường Tùng Đình không cảm thấy mình thật sự có thể vượt qua Phó Sương Đình, nhưng thua người không thua trận. Thế Phó Sương Đình đi qua mình, không nhìn mình. Đường Tùng Đình hừ lạnh nói: Chúng ta hãy đợi xem. Đợi cộng Phó Sương Đình căn bản không để ý cộng ta. Lúc cậu ta tốt nghiệp, vừa đột phá thành võ giả, còn chưa tôi cốt. Kết thúc một kỳ nhì hè, cậu rèn luyện xong xương chân phải, xương chân trái cũng sắp hoàn thành tôi cốt. Còn về Đường Tùng Đình, vì lúc đó đối phương trở thành võ giả, còn chưa tôi cốt lần hai đã vội vàng đột phá cho dù có rèn song xương một chi, phó xương đỉnh cũng không coi ra gì. Trên thực tế, lần này ma đồ có 52 võ giả, thực sự là võ giả hoàn thành tôi quốc lần 2 thì không quá 10 người. Đây là tuyệt đối, thậm chí còn ít hơn một chút. Mà sau khi tôi cốt lần 2, hoàn thành rèn luyện một chi, cũng rất ít, phó dương đỉnh không e sợ bất kỳ người nào. Hai người nói chuyện có mùi thuốc súng, những người khác đều đang nghe, có điều cũng không ai nói gì. Đều là tới xem náo nhiệt. Cận tiện chú ý đến phó xương đỉnh với đường tùng đỉnh, hai người, một người phòng số 8, một người phòng số 15, đều là võ giả. Phòng trước 50, thực ra không khác nhau là mấy, mọi người đều là võ giả, kiểm tra không phải thi thực chiến. Thật sự phân biệt số phòng, còn là nhìn vào môn văn hóa với những thành tích của những phương diện, cũng không thể hiện điều gì. Cũng đều là võ giả, môn văn hóa chi điểm cao, sức hàng dựa vào đó một chút, sinh viên phòng số 1, lúc thực chiến, chưa chắc mạnh hơn so với sinh viên phòng số 50. Còn về sau số 50, cũng có võ giả với sinh viên tôi cốt lần hai như những người đó nếu không phải là đột phá võ giả chưa lâu thì cũng là chưa thể đột phá tôi cốt lần thứ hai mặc dù địa vị võ giả gần giống nhau cho dù thật sự đối thủ của nhau nhưng vẫn yếu hơn một chút so với võ giả trong một đám thiên tài mọi người đương nhiên sẽ càng là những người thiên tài hơn phương bình ở phòng số 86, vị trí thấp khiến người ta không nghĩ nhiều đến cộng phương bình cũng vui vẻ lúc này lên giọng cũng không có tác dụng gì mọi trừ tranh đua miệng lưỡi làm chậm trễ thời gian thì chẳng có bất cứ cái gì tốt. Bọn họ thật sự muốn thể hiện, cũng nên thể hiện trước mặt đạo sư mới phải, đó mới là người nắm giữ tài nguyên được phân chia của trường học, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được lợi ích. Sinh viên ma võ rõ ràng không phải là mấy tên ngốc, Đường Tùng Đình cũng như vậy, trước đó khiêu khích cũng chỉ là thói quen, cậu ta với Phó Xương đỉnh là đối thủ nhiều năm, nhìn thấy đối phương nhất thời không nhịn được thôi. Phó Xương đỉnh vừa đi, Đường Tùng Đình cũng không nói nữa. Bồn bực đi xuống dưới lầu. Những người khác thấy không có gì đáng xen đều đi đến thao trường số 1 tập trung, tại sân vận động số 1. Sân vận động của Ma Võ rất lớn cũng có khán đài dành cho khán giả. Những tân sinh viên như Phương Bình còn chưa đến, khán đài đã có rất nhiều người ngồi ló, có thầy cô, có sinh viên. Sinh viên tụng năm tụng ba đi đến, trên khán đài có người thấp giọng nói, năm ngoái chúng ta bị người ta nhìn như nhìn siết khỉ, năm nay cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác nhìn siết khỉ rồi, cảm giác thật không tệ, câm miệng cậu đi đợi tí nữa lưu ý một chút trong đám tân sinh viên có hạt giống tốt nào không có thể dẫn vào câu lạc bộ hay không ngươi nói chuyện trước đó chép miệng chỉ tới mấy người cách đó không xa nói ngươi hội võ đạo cũng tới rồi hạt giống tốt cũng không đến tay chúng ta bọn họ chọn xong mới đến chúng ta vừa nói đến hội võ đạo mọi người đều yên tĩnh trở lại tầm mắt cũng không khỏi nhìn về phía mấy người đó cách đó không xa cách đó không xa tân phượng thanh có chút không kiên nhẫn hai tay khoanh trước ngực cao mày nói tôi đang rèn luyện xương cốt toàn thân đó Việc chương sinh các người tới là được rồi. Nhất định phải kéo tôi tới làm gì? Hội trưởng có phải sợ tôi hoàn thành xong rèn luyện xương cốt toàn thân thì khiêu chiến địa vị của cộng ta, cố ý lảng phá đám tôi rèn luyện không đây? Chương 151, Tân Phượng Thanh điên cuồng tìm đường chết hai. Một nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ta trông không tồi, nghe vậy khẽ cười nói. Lời này cậu đi mà nói với hội trưởng, muốn cậu tới là vì trong mấy người giữ chức phó hội trưởng cũng chỉ có mình cậu ở trường, những người cảnh giới cấp 3 khác đa số đều không có ở trường. Cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên nghỉ ngươi mấy ngày, đừng suốt ngày buồn bực tu luyện, như vậy không tốt. Nói nhảm, Tân Phượng Thanh mắng một câu, giọng điệu có chút bực bội nói. Tôi thấy hội trưởng chính là đố kỵ tôi, cậu nói sao thì cho là vậy đi. Có điều hội trưởng đã đạt đến cấp 4, cậu xác hội trưởng sợ cậu như lời cậu nói sao. Cấp 4 Tân Phượng Thanh bĩu môi, lầu bầu nói. Cấp 4 nghe nớm lắm sao? Tôi rất nhanh cũng có thể đạt đến cấp 4. Bất đi. Tân Phượng Thanh cũng không muốn sơ so đo với cô giọng điệu vẫn như cũ nóng này mất bình tĩnh nói vương kim dương biết chuyện này rồi chứ vừa nhắc đến vương kim dương mấy người hội võ đạo đều yên tĩnh trở lại nữ sinh nói chuyện trước đó cắn răng tức giận nói b cái tên khốn kiếp đó bây giờ có thể đang rất ngông cuồng tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy hắn tân phượng thanh bực bội tói đừng ở đây khoác lắc những điều này đừng cho rằng cậu là con vái thì cậu ta không đánh lúc đầu bị đánh mặt mũi bầm dập hình như không phải là cậu sao nghe nó vô tôi còn dự định hoàn thành rèn luyện xương cốt toàn thân sau đó tìm cậu ta gây sự bây giờ tên đó càng quét phương bắc với cảnh giới cấp 3. hội trưởng lúc này còn tìm việc cho tôi làm nếu như tôi có thực lực trước tiên sẽ đánh tên họ vương đó rồi đánh chết tên hội trưởng kia khụ khụ khổ. mấy người bên cạnh đều vội vàng ho khan nhắc nhở lão tần đường nói lung tung vương kim dương là kẻ thù chung nói đến thì cũng không có việc gì nhưng hội trưởng đã là võ giả trung cấp là lão đại của hội võ đại nếu để hội trưởng biết cậu ta lấy danh nghĩa để so tài cậu ấy sẽ khiến tần phượng thanh biết hoa vì sao đỏ như vậy mà nữ sinh bị vạch trần khuyết điểm lúc này trừng mắt nhìn cậu ta tức giận nói lời này tôi nhất định sẽ nói với hội trưởng đi đi chỉ biết mách lẻo nếu không phải cậu là tai mắt của hội trưởng tôi cũng muốn đánh cho cậu mặt mũi bầm dập tần phượng thanh nữ sinh tức giận xấu hổ nói ai là tai mắt của hội trưởng chứ tần phượng thanh bĩu môi nói cậu còn thật sự cho rằng tôi mù à chật chật Hai người liếc mắt đưa tình một cái tôi chỉ liếc mắt đã nhìn ra rồi, cũng không biết ánh mắt các người bị gì. Hội trưởng là loại người trong không đứng đắn vậy mà cậu cũng có thể để ý đến, không phải là cảnh giới cấp 4 sao? Cấp 4 cũng không cách nào phủ nhận được sự thật chuyện cậu ta trông rất xấu, tin đàn ông thì không chịu tìm người nào đẹp một chút, cứ phải tìm người xấu. công miệng, ngươi nói lời này không phải là nữ sinh cũng không phải là người khác, tang không không phải là chủ tịch trong miệng của bọn họ, là một vị nữ đạo sư bên cạnh. Vị đạo sư này thấy Tần Phượng Thanh càng nói càng không yên lòng, quát lớn một tiếng, hừ nhẹ nói, Tân Phượng Thanh, đến rồi thì yên tĩnh nhìn xem, Còn nhiều lời có tin tôi ném cậu ra ngoài không?" Tân Phượng Thanh vẻ mặt hượng mùng, cười khan nói, "Không nói nữa." "Không nói nữa." "Không nhìn thấy Mẫn đạo sư ở đây." "Sớm biết cô ở đây." Tên có thể nói được như vậy không?" "Ai mà không biết, Mẫn đạo sư đây luôn nhìn hội trưởng của chúng em với cặp mắt khác rất khác." Ánh mắt nguy hiểm của Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm vào cậu ta, thản nhiên nói, "Nói tiếp đi." Hộ khục, tên không còn lời nào nói nữa, Tân Phượng Thanh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng ngồi thẳng, nghiêm túc nói: "Tân sinh tới rồi, thấy cậu ta truyền chủ đề, tất cả mọi người thở phào một hơi, lão Tân điên cuồng tìm đường chết thì cũng chẳng sao, chỉ có điều để cho cậu ta nói tiếp, không chừng bọn họ cũng phải chôn cùng, mà giờ khác này, cũng đúng như Tân Phượng Thanh nói." Rất nhiều tân sinh bắt đầu tới, Theo trường số 1, các học sinh tập trung thành hai ba nhóm, cũng có người đi một mình đến, nhưng đa phần là những tân sinh viên mấy khu ký túc xá khác, bốn người một nhóm thường là khu 4. Ba người một nhóm phần lớn là ở khu 3, Phương Bình vừa đi vừa nhìn, qua một lúc mới nghĩ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, mở miệng nói. Sinh viên nữ được sắp xếp như thế nào? Khu ký túc xá mới tân sinh viên, tổng cộng có bốn khu, vậy các nữ sinh ở đâu? Phó xương Đỉnh kỳ quái nói, cậu không nhìn thấy. Cái gì? Không một có nữ sinh đó, Phó xương Đỉnh kinh ngạc nói. Mắt cộng để đi đâu đó, hay phải nói là những nữ sinh quá giống con trai, khu 2, khu 3. Không bố nữ sinh ở cùng nhau, khu một cũng vậy, nữ sinh một người một phòng. Võ đại không phân biệt nam nữ ở ký túc xá, một mặt là vì người ít, mặt khác chính là võ giả không câu nệ tiểu tiết, có lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cả nam nữ. Bình thường thương lượng một chút nhiệm vụ, giao lưu một chút tu luyện tâm đắc của bản thân với người cung cấp cũng thuận tiện hơn một chút, Phương Bình kinh ngạc nói. Là như vậy sao? Mình thật sự không chú ý, lời này mà bị các nữ sinh khu một nghe thấy, có lẽ sẽ tìm cậu liều mạng, phó sư đỉnh khuôn mặt bất lực vừa nãy xuống lầu cậu cũng nhìn thấy nữ sinh mà phương bình vậy mà hoàn toàn không biết cho dù nhìn mấy nữ sinh đó quả thật bình thường nhưng người ta rõ ràng là có ngực đó mắt phương bình hỏng rồi sao phương bình có chút ngượng ngùng cậu lúc nãy thật sự không có chú ý chủ yếu là khu một nữ sinh quá ít thêm nữa từ lầu hai đi xuống cũng quá nhanh cậu cũng không để tâm đợi đến lúc xuống lầu mới thấy nữ sinh cậu cũng không ngờ đối phương cũng ở khu một ma võ cũng thật là không câu nệ tiểu tiết vậy mà cho nam nữ ở lộn xộn với nhau thiếu niên ở độ tuổi này rồi rào ở cùng nhau đáng tin sao phương bình đang nghĩ phó xương đỉnh dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu cười ha nói cũng xem là một cuộc thử thách đi cái gì thử thách định lực a võ giả phải chịu được cô đơn một mình cũng không phải chưa từng tu luyện qua hẳn là có thể lý giải thời gian của chúng ta rất gấp rèn luyện pháp trung công chiến pháp cùng với môn văn hóa Môn văn hóa của Ma Võ với đại học phổ thông như nhau, không những có mà còn rất nhiều, còn có không ít kiến thức môn chuyên môn của khoa gõ. Có thể tưởng tượng được chúng ta rất bận rộn, thời gian vô cùng gấp rút, thời gian như vậy cậu còn có tâm tư nói chuyện yêu đương sao? Thật sự muốn tốn thời nhiều cho chuyện yêu đương, tương lai mấy năm sau, cậu nhất định lạc hậu hơn so với người ta, còn thật sự cho rằng có bạn gái thì có động lực à? Tốn quá nhiều thời gian của cậu, người khác cũng không yếu hơn cậu. Thời gian cậu nghỉ ngơi thì người khác đang nỗ lực thời gian dài cậu đương nhiên liền trở thành người tụt lại phía sau rồi phương bình cười nói trường học cho dù có muốn thử thách cũng nên sắp xếp tốt một chút cho nữ sinh chứ còn hiện tại tôi hoàn toàn không có tâm tư có được hay không phục cậu rồi coi như lái e văn cậu lớn khu một nữ sinh đa phần đều là võ giả nữ sinh có thể tu luyện đến võ giả có thể biết phải nỗ lực hơn nhiều so với con trai những nữ sinh có thể không phải là con vái cương như nhược phương bình nếu dám ở trước mặt bọn họ chế giễu như vậy có thể bị đánh bầm rầm mặt mũi thì cũng không có gì lạ. Sư phó đỉnh nghĩ một lúc có chút tán đồng, cũng đúng, chẳng trách trường học không lo lắng chúng ta bị mê muội vào nữ sắc, có điều cũng không kỳ lạ. Tôi nhiều tôi biết không ít nữ thiên tài, đều rất đẹp. Lần này sao một người cũng không gặp được. Nữ võ giả, gia cảnh đều cực tốt, từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, người nhà giàu có rất nhiều gái đẹp, đây cũng không phải là giả, đẹp trai với năng khiếu bẩm sinh cũng có điều kiện quan hệ với nhau. Với hoàn cảnh sau này cũng có liên quan đến nhau cho dù người đẹp là một bại hoại ăn không đủ no mặc không đủ ấm làn da thô giáp phơi nắng đen nhánh có chút mụn cũng không kịp thời xử lý thời gian dài người đẹp cũng biến thành xấu người nhà giàu thì lại khác khí chất tầm nhìn ăn mặc ăn uống những điều này cũng sẽ nảy sinh ảnh hưởng chỉ cần bên ngoài tạm được bình thường cũng sẽ không quá xấu trừ phi là ngoại hình quá kém hơn nữa người nhà giàu vì để cải thiện ghen nên lấy vợ cũng phải lấy người đẹp những đời sau đó ghen cũng sẽ được cải thiện một chút đối với lời nói của phó xương đỉnh phương bình từ chối cho ý kiến thang hâm này luôn có bộ mặt vội vã không nhịn nổi trước kia chưa từng thấy người đẹp hay sao chương 152, cùng nhau làm quen một chút trong lúc hai người nói chuyện thời gian đã đến 3 giờ đúng trên đài hội nghị một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ quốc bỗng nhiên quát lên xếp hàng trên thao trường đều là sinh viên không có thầy cô giáo cũng không có sinh viên khối trên tới chỉ đạo trật tự người đàn ông hô ra một tiếng xếp hàng đầu tiên mọi người là có chút mờ mịt tiếp đó mới tụng ba tụng năm xếp thành hàng đội ngũ cao thấp không đều có vài sinh viên vẫn như cũ đứng xếp hàng nói chuyện không có người khiển trách cũng không có người đến hướng dẫn trật tự 3 phút sau ngương mặt người đàn ông chữ quốc thời gian tập trung đã đến người đến trễ chưa vào xếp hàng khấu trừ 20 điểm thưởng đóng cửa đi theo hai từ đóng cửa vừa nói ra thoa trường cửa lưới sắt mấy sinh viên mặc quần áo luyện công rất nhanh đóng cửa sát lại mà những học sinh còn ở ngoài hàng mũ chính là tới tấp vội vàng chạy nhanh vào trong hàng mũ. thì lúc này người đàn ông mặt chữ quốc quát lạnh đều đứng tại chỗ một tiếng quát lớn theo đó là hung hồn đến làm cho người ta nghe thở khí huyết bị ghép lại thao trường số một rất lớn đến khoảng hơn một nghìn người cũng chỉ chiếm một vị trí nhỏ ở thao trường mà người đàn ông đứng trên đài hội nghị cách bọn họ là hơn 10 mét hàng phía sau càng cách ông ta vài trăm mét cho dù như thế khí huyết đối phương vừa bộc phát ra toàn bộ thao trường dường như tràn ngập nồng nặc khí huyết tất cả sinh viên đều dừng bước không dám động đậy hình như lúc này chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ tan xương nát thịt Mạnh quá trong đám người phương bình trong lòng thầm kinh hãi đây là thực lực gì võ giả cấp 3 cộng đã từng gặp nếu như khí huyết bộc phát có thể ảnh hưởng đến 10 mét chung quanh cho dù không sai võ giả trung cấp chưa từng gặp qua nhưng dựa theo phân tích của phương bình có thể ảnh hưởng tới 50 mươi mét cũng vô cùng mạnh ảnh hưởng nói ở đây chỉ là dưới sự sôi trào của khí huyết có thể khiến bạn cảm nhận được mà loại này sinh áp bức duy nhất một lần chèn ép lên một nghìn sinh viên lực khí khuyết quả thật mạnh quá sức tưởng tượng phương bình cũng có thể tưởng tượng võ giả mạnh như vậy nếu đối diện với một nhánh quân đội bình thường chỉ là khí khuyết áp bức thì cũng sẽ làm cho không ít người mất địa lực chiến đấu căn bản là không dám nhúc nhích chào các em tôi xin tự giới thiệu một chút tôi là hoàng cảnh viện trưởng học viện binh khí người đàn ông mặt chữ quốc không cần dùng loa cũng không dùng nhưng lời nói dường như vang lên ở bên cạnh tai mọi người hiệu trưởng không ở trường học hai vị phó hiệu trưởng cũng đều có sự việc cần giải quyết xử lý hôm nay do tôi tới chủ trì buổi lễ khai giảng tân sinh viên ý lời này phương bình đã nghe hiểu mọi trừ ba vị hiệu trưởng viện trưởng học viện binh khí rất có khả năng chính là người có địa vị cao nhất của ma võ đây cũng có thể bao gồm cả về phương diện thực lực cho lời vương kim dương nói ma võ tổng cộng có bốn vị cường giả cấp tông sư vị viện trưởng học viện binh khí này có phải là một trong bốn vị tông sư cường giả hay không dù sao theo sự hiểu biết của phương bình học viện binh khí xem như là một trong những học viện quan trọng nhất. Bước chân vào ma võ, tôi muốn dạy cho các em sinh viên một việc đầu tiên, chính là tôn trọng quy tắc. 3 giờ tập hợp, chính là 3 giờ, không có mặc cả thời gian. Người chưa tới, người tới trễ, người chưa theo quy củ hàng ngũ, tất cả đều bị trừ 20 điểm thường, 20 điểm thường. Muốn đòn mạng à? Trong đám người, có một người thấp giọng nghị luận một câu, hiển nhiên đối với tình huống của ma võ có thước hiểu biết. Hoàng cảnh hình như cũng nghe được lời này, thản nhiên nói. Nhưng có thể có vài người không biết, điểm thường của ma võ quan trọng rất nhiều. Tôi nói đơn giản một chút, ở ma võ, ba điểm thường có thể đổi một viên khí huyết đan bình thường, 10 điểm thường có thể đổi lấy một viên khí huyết đan cấp một. Các em có thể đổi một điểm thường thành 10.000 tiền mặt, cũng có thể hiểu tỷ giá bên ngoài là 30.000 tiền mặt đổi được một điểm thường, bởi vì tỷ lệ đổi thường của ma võ gần như tương đương với một phần ba giá thị trường. Lúc này ngay cả Phương Bình cũng không khỏi giật này cả mình. Cái này chẳng phải là nói. 20 điểm thường, có thể đổi hai viên khí huyết đan cấp 1, giá thị trường cao đến 600.000, mà họ cam kết, trước khi tu luyện cấp 1, tất cả đều miễn phí, trên bục, Hoàng Cảnh tiếp tục nói. Nhưng kiểu miễn phí này không phải là vô hạn, tân sinh viên đều có 50 điểm thưởng, cũng chính là tất cả tài nguyên tu luyện của các em trước khi là võ giả cấp 1, 50 điểm thưởng, có thể đổi 5 viên khí huyết đan cấp 1, giá thị trường là 15 triệu, có thể miễn phí tặng không cho sinh viên 50 điểm thưởng, tuyệt đối không tính là ít như vừa nghĩ đến một số người vừa mới tới ngày đầu tiên đã bị khấu trừ 20 điểm thưởng, Phương Bình không khỏi đồng cảm nhìn chung quanh. Người chưa xếp vào hàng ngũ rất nhiều, ít nhất có gần trăm người. Người chưa tới hoặc tới trễ, lúc này đứng ngoài cửa sát khoảng mười mấy người vô cùng đau đớn làm minh dứng. Những người này, trừ phi trong nhà có tiền không thèm quan tâm. Trên khán đài, Tân Phượng Thanh bĩu môi nói. Viện trưởng vẫn nói nhiều như vậy, giải thích chi nhiều, cho đám tân sinh viên này tự tìm đường chết cho rồi. Cầm miệng, mẫn nguyệt đạo sư quát lớn một tiếng, Người này điên rồi sao? Cậu ta cho rằng viện trưởng không nghe được à? Phỉ báng hội trưởng hội võ đạo của mình thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả viện trưởng học viện binh khí cường giả cảnh giới tông sư cũng dám phỉ báng, Muốn chết cũng không phải tìm đường chết như vậy chứ. Những người khác nhao nhao kéo khoảng cách với tần phượng thanh. Người này có phải bị đà kích điên rồi phải không? Cách tông sư không đến 30 mét. Vậy mà dám nói lời khó nghe với đối phương. Lát nữa hẳn là sẽ bị vây khó dễ phải không? Ồn cho là bọn học có sự hiểu biết với hoàng cảnh viện trưởng đi, rất có khả năng. Sự thật cũng không ngoài dự đoán, trên bục người chủ trì, ánh mắt hoàng cảnh liếc nhìn tần phượng thanh bên này, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Rất tốt, gần đây vừa khéo chê ma võ có chút khiêm tốn, nam giang võ đại tên tiểu kia cũng dám đi quét ngang phương Bắc. Để tần phượng thanh đi nhìn thử một chút, cũng không phải không được. Dưới khán đài, tần phượng thanh dùng mình một cái, ác ý nồng nạc nha, là kiểu tràn đầy ác ý chỉ với riêng cộng. Hoàng Cảnh cũng không quan tâm những sinh viên bị khấu trừ 20 điểm thường, tiếp tục nói. Thời gian ma võ được thành lập cũng không phải là rất lâu. Đến nay là 59 năm. 59 năm qua, ma võ có vô số sinh viên tốt nghiệp, bọn họ bỏ rất nhiều công sức nhiệt huyết. Mới có ma võ như ngày hôm nay, mới có hiện tại của các em. Bước vào ma võ, không phải để cho các em hưởng thụ cuộc sống, cũng không phải cho các em tài trí hơn người. Ở ma võ, trước tiên các em phải nhận biết được một điểm đó là trả giá bao nhiêu, thì mới có thể thu hoạch bấy nhiêu võ giả là gì không phải là người ý mạnh hiếp yếu không phải là người phách lối ngang tàng bá chiếm thị trường cũng không phải người phá vỡ quy luật chính trị võ giả là người bảo vệ thành phố quốc gia thế giới này chúng tôi rất vĩ đại cũng rất nhỏ bé cũng có thể nói là thương tâm bây giờ các em không hiểu cũng không cần phải hiểu cuối cùng cũng có một ngày các em sẽ hiểu bước vào ma võ không phải là bước đầu tiến đến cuộc sống đỉnh cao mà các em hàng mong ước mà cũng có thể là bắt đầu của bi kịch nhưng nếu các em không cam lòng là người bình thường, không cam lòng là một kẻ bừa bãi vô danh, vậy hãy chuẩn bị tốt như vậy. Nếu đã vào võ đại, vậy sẽ phải học cách cạnh tranh, tranh thủ làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, càng trở nên ưu tú. Cơ hội Ngân là dành cho người có sự chuẩn bị. Thanh của hoàng cảnh truyền vang khắp cả thao trường. Ma võ không có nhiều lễ nghi phức tạp, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ phép tắc nào. Quy tắc nào cần phải tuân thủ thì nhất định phải tuân thủ. Đồng thời, ma võ cũng sẽ cho mọi người cơ hội thể hiện lúc nên biểu hiện phải học được cách thể hiện bản thân. Chương 153, cùng nhau làm quen một chút hay Buổi lễ khai giảng hôm nay không phức tạp, rất đơn giản. Mọi người quen biết với nhau một chút, các đạo sư làm quen sinh viên, các sinh viên làm quen với đạo sư. Ở Ma Võ, cách thức để quen biết lẫn nhau cũng rất đơn giản. Hoàng Cảnh nói xong, như người nói. Trên bục, bây giờ có tới 12 vị đạo sư của bốn học viện lớn, các vị với các em sẽ phải làm quen một chút. Hoàng Cảnh vừa nói xong. Phía sau đi ra bốn vị khoảng hơn 40 tuổi, là đàn ông mày rậm mắt to. Người đàn ông vừa đi ra. Lực khí huyết mạnh mẽ ở ngay trên đỉnh đầu lơ lửng, loang thoáng ở giữa giống như có thể nhìn thấy một vệt đỏ như máu, học viện binh khí, đạo sư phụ trách tân sinh viên. Đường phong, ngay sau đó, lại có một người đi ra. Thản nhiên nói, học viện binh khí, đạo sư phụ trách tân sinh viên. La nhất xuyên, học viện chỉ đạo chiến thuật, Đạo sư phụ trách tân sinh viên. Châu Thạch Bình, Học viện Văn khoa, đạo sư phụ trách tân sinh viên. Sở Hân. Lực khí huyết của bọn họ cũng hề không thu lại, lực khí huyết của 12 vị đạo sư bộc phát, giới bục, các tân sinh viên từ người đỏ tới mang tai, có vài người thậm chí có chút dấu hiệu đứng không vững. 12 vị đạo sư không kiêng nể bộc phát khí huyết của mình, áp bức các sinh viên. Các tân sinh viên ở dưới võ giả đều cảm thấy hô hấp khó khăn, vội vàng lùi về sau mà các tân sinh viên đạt tới cảnh giới võ giả, hoặc các tân sinh viên tôi cốt lần thứ hai, chính là sắc mặt nghiêm nghị, đứng yên tại chỗ không có động đậy, Phó Sương Đỉnh đứng bên cạnh Phương Bình thấp giọng nói, các đạo sư đã giới thiệu bản thân mình, có lẽ đến chúng ta rồi. Trước đó Hoàng Cảnh có nói, đây là thời gian giới thiệu làm quen, các học sinh làm quen với đạo sư, cũng là các đạo sư là quen các sinh viên. Phó Sương Đỉnh vừa mới nói xong, Phương Bình liền bộc phát khí huyết, ninh đón áp lực. Bước lên phía trước, lúc này không chỉ có phương bình rất nhiều cũng đồng thời bước lên ma võ tân sinh triệu lối ma võ tân sinh dương tiểu mạng ma võ tân sinh phương bình ma võ tân sinh phó xương đỉnh nên tiếp lời tự giới thiệu vang lên không phải mỗi võ giả đều có thể chịu lấy áp lực của 12 đạo sư mở miệng có mấy vị võ giả vừa cất bước miệng mở ra liền bắt đầu nổ chí, khí huyết dao động không thể không lui lại mấy bước đề phòng mất mặt đến cuối cùng chân chính có thể đứng ở phía trước học sinh tự giới thiệu không đến 20 người. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được cái gì gọi là khoảng cách. Hán đài, Tân Phượng Thanh có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói. Phương Bình, có chút quen thuộc A, trên bục người chủ trì, một người phụ nữ trung niên đứng sau lưng hoàng cảnh khẽ cười nói. Có 16 võ giả hoàn thành tôi cốt một chi, hai võ giả tôi cốt lần thứ hai thâm hậu, càng thú vị hơn là. Vậy mà có võ giả tôi cốt lần thứ ba, hậu bối nhà nào đây? Phương Bình, Đông Hồ Phương Gia, Lỗ Nhạc Phương Gia, Hoàng cảnh lạnh nhạt nói. Ma võ không phân biệt bối cảnh, không quan tâm là con cái nhà ai, có thể đạt đến tôi cốt lần ba trước khi vào trường, đó là may mắn của cậu ta. Nhưng nói vậy không được nha, tôi với người của Đông Hồ gia có thủ, tôi sẽ không cho bồi dưỡng đời sau của người đó đâu. Người phụ nữ kia thấp giọng cười, nhẹ giọng nói. Đợi chút nữa tra tư liệu thử, chỉ cần không phải là con cháu của lão già Đông Hồ kia là được, tên nhóc này, ngày mai tôi cẩn thận quan sát một chút. Những đạo sư khác cũng không lên tiếng, bây giờ nói thì cũng có tác dụng gì, ngày mai sẽ biết thôi. Hơn nữa, tôi cốt lần thứ ba mặc dù rất tốt, nhưng chỉ dựa vào thuốc nhiều mà tăng lên thì cũng chỉ là phế vật, không có tác dụng lớn. Cố gắng hết sức để tiến vào cảnh giới trung cấp, thật ra mà võ cũng không thiếu võ giả cảnh giới trung cấp này. Phía trước thao trường, người chính tân sinh viên, không chút kiên kỵ bộc phát đỉnh cao khí huyết của bản thân. Những học sinh khác đều lùi về phía sau, có người thể hiện không cam chịu, có người lòng tràn đầy chán nản thất vọng. Bước vào ma võ, không có người nào mà không kiêu ngạo không có người nào sẽ nhận bản thân là thấp kém có thể vào ma võ vậy cũng đại biểu bọn là thiên tài tài trí hơn người nhưng giờ phút này dưới sự chèn ép của 12 vị đạo sư trên hơn 1.000 sinh viên cũng chỉ có 19 người có thể đứng lên báo ra họ tên bản thân trong đám người bước lên phía trước Phương Bình nhìn chung quanh một vòng trong lòng còn có chút dao động trong số 19 người bước lên trước mọi trừ hai vị võ giả tôi cốt lần thứ hai khí huyết thấp hơn cậu một chút những người khác cũng không yếu hơn cậu chút nào phải biết, khí huyết của cậu lúc này đã tới 209 calo. Lúc đầu, Đàm Chấn Bình là võ giả đỉnh cấp 1, dưới sự bộc phát toàn lực, cũng miễn cưỡng lắm mới đạt tới khí huyết 250. Đàm Chấn Bình xương cốt chi giới đã hoàn thành rèn luyện, và lại bảo trì cảnh giới cấp 1 hơn chục năm nay, cho dù thực tế chiến đấu như thế nào, khí huyết của Đàm Chấn Bình trong võ giả cấp 1 tuyệt đối không tính là thấp. Bây giờ Ma Võ có người 19 tân sinh viên. Cho dù không có người đạt tới đỉnh cấp 1, nhưng những người này mạnh tới mức nào? Từ người khí huyết đều vượt qua 200 calo, có một vài người tu luyện chiến pháp, thực tế chiến lực còn mạnh hơn nhiều so với Đàm Chấn Bình. Đây chính là ma võ, Phó xương Đỉnh bên cạnh cũng đang quan sát, vừa nhìn có nhiều người đứng vững trước áp lực đạo sư, con mắt chuyển động, lập tức quát lớn. "Phương Bình, cậu là một phi võ giả, vậy mà cũng chống đỡ đến bây giờ. Tôi đã xem thường cậu rồi." Phương Bình thấy cậu ta nháy mặt ra hiệu, lập tức hiểu ý của cậu ta, không khỏi có chút lung túng xấu hổ. "Đúng vậy, thật xấu hổ." có thể thấy được phó dương đỉnh một bộ nôn nóng hận không thể đánh vào tâm tư người khác phương bình cũng chỉ đành nhạt nhẽm nói phó dương đỉnh cậu cũng không đơn giản võ giả hoàn thành tôi cốt lần thứ hai vậy mà rèn luyện hoàn thành một trong bốn chi như nhau như nhau phương bình cậu thành thật nói đi cậu có phải tôi cốt lần thứ ba phó dương đỉnh cậu có muốn đoán xem không phương bình tôi sẽ không đoán đâu hôm nay cũng không tiện thực chiến nếu không tôi nhất định khiến cho cậu mở mang về sự lợi hại của tôi phó dương đỉnh phương bình Phó Sương Đỉnh, Phương Bình, dưới câu chuyện của hai người. Đám người trong nhóm tân sinh viên hiện đều biết đến hai cái tên nằm trong số 8 cấp đầu, một người tên là Phương Bình, một người tên là Phó Sương Đỉnh, một người hư hư thực thực tôi cốt lần 3, một người là võ giả, tôi cốt lần 2, còn là rèn luyện xong một chi. Trên khán đài, không ít đàn anh trợn mắt há miệng, một nữ sinh đứng bên cạnh Tần Phượng Thanh cũng cười nghiêng ngả. Nhị không được nói, hai tân sinh viên này thú ví thật, bây giờ toàn trường có lẽ đều biết đến bọn họ cuộc nói chuyện của hai người mỗi lần đều gọi tên đối phương một lần cuộc đối thoại bình thường cần phải như vậy sao tâm tư nhỏ này đám người vừa nghe liền hiểu rồi không ít người đang cười tần phượng thanh lại hừ một tiếng ngu xuẩn cười cái rắm trông đỡ trước khí huyết bộc phát của người hai vị võ giả trung cấp trung khí mười phần nói chuyện cái rắm các ngươi đám ngu xuẩn lại dám cười ra tiếng tân phượng thanh không thèm để ý có phải là người phàm lỗi hay không ngay cả mấy đạo sư bên cạnh đều bị cậu ta cười nhạo một đám ngu sần đừng quên, đây đó chỉ là hai vị tân sinh viên, ở đây có 12 võ giả cấp trung phẩm cùng với những sinh viên khác bộc phát khí huyết ở dưới, nói chuyện đến nỗi phát ra tiếng, những sinh viên khác đều là ngu ngốc sao? Bọn họ chẳng lẽ không hiểu? Nhưng bây giờ, bảy người người còn lại, chân chính có thể mở miệng trôi chảy nói chuyện có mấy người. Hai vị phi võ giả tôi cốt lần hai đã đầy mồ hôi, mắt thấy liền không chịu nổi, lúc này vừa mở miệng, liền muốn nhiều trí mất mặt. Những người khác cho dù tốt hơn một chút, cũng có hạn, cho bọn họ thỏa thích nói chuyện, bọn họ dám không? Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức phản ứng lại. Rất nhanh, có người nhớ tới chủ đề chính, lập tức nói. Phương Bình này, là tôi cốt lần ba. Cậu ta không phải là võ giả, chương 154. Phương thức tranh giành danh tiếng. Trước đó Phương Bình bộc phát, những người này đều cho rằng Phương Bình là võ giả. Nhưng bây giờ nghe Phó xương Đỉnh nói, mọi người mới biết, thì ra Phương Bình không phải là võ giả. Nói nhảm, Tân Phượng Thanh lại lần nữa khinh bỉ một câu, tiếp lấy lẩm bẩm nói tôi nhớ ra rồi cậu ta nhớ rồi trước đây một tháng ở trước cổng trường cậu ta không phải đã gặp một tân sinh viên sao lúc đó cậu ta cảm ứng được đối phương khí huyết không thấp nhất định là tôi cốt lần thứ hai nhưng không ngờ đối phương vậy mà không phải là lần thứ hai mà là lần thứ ba tôi cốt tôi cốt lần thứ hai ở ma võ không ít nhưng lần thứ ba thì thật sự gặp rất ít trước mắt ma võ chỉ có tạ lỗi đại học năm hai là tôi cốt lần thứ ba hiện tại đang là cảnh giới đỉnh cấp hai đỉnh cấp hai Tần Phượng Thanh vẫn không để ý, Ta Lỗi một khi đột phá đến cấp 3 thì chính là đối thủ mạnh của Tần Phượng Thanh, mặc dù bây giờ, Ta Lỗi có thể cùng với một võ giả cấp 3 bình thường giao đấu, có thắng có bại, trên bục phát biểu, trong mắt mấy vị đạo sư cũng lộ ra ý cười, Ma Võ không quan tâm các sinh viên đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi. võ giả chính là phải cạnh tranh, dốc hết sức lực thể hiện bản thân, Phó Dương Đỉnh với Phương Bình hai người đều thể hiện tất cả trong quy tắc, tất nhiên trong quy tắc, đó chính là phù hợp với phong cách của Ma Võ. Đạo sư Đường Phong học Viện binh khí đột nhiên nhíu mày nói: Hai sinh viên này, lấy lòng mọi người, tiểu sinh viên như này, không thể nào chấp nhận, không sai. Lập tức có người tán đồng nói: Tôi cốt ba lần cũng không có gì. Chúng tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian và tài nguyên đi bồi dưỡng mà thôi, làm lỡ thời gian. Đúng vậy, hai sinh viên này đừng tự cho mình đắc ý, trên thực tế kiểu hành động lấy lòng mọi người không thể chấp nhận được, không sai, loại người này sau này cũng là kẻ phản bội hay giờ thủ đoạn, không thể chấp nhận đám người ồn ào trách cứ người phụ nữ trước đó muốn tra tài liệu của phương bình đột nhiên cười nói các người đã không xem trọng tôi miễn cưỡng thu nhận vậy vô sỉ ai nói chúng ta không nhận loại học sinh này phải cần chúng tôi tới dẫn dắt đúng rồi Hoàng cảnh có chút đau đầu một đám ngu xuẩn nhất định phải có chút trí thông minh chứ xem trọng thì xem trọng không nên đánh giá thấp hai người tồi tệ như thế chứ còn cho rằng người khác cũng đều mốc như các người sao đen lời của các ngươi xem là thật không quan tâm bọn họ tranh biện Hoàng cảnh nhàn nhạt nói. Bây giờ nhìn thấy chỉ là khí huyết, không thể hiện điều gì. Khí huyết có thể bồi dưỡng nhưng có một vài thứ lại chính là dựa vào bản thân. Nếu như chỉ là khí huyết đơn thuần, vậy sau này còn tổ chức thi đại học làm gì? Dứt khoát một lần kiểm tra sức khỏe thì kết thúc luôn. Lời này ngược lại nhắc nhở tất cả đạo sư, chọn học sinh không chỉ là nhìn vào khí huyết, trí thông minh, mưu lược, thực chiến cũng không được thiếu cái nào. Trước kia tất cả mọi người không nói chọn ai, sau đó muốn chọn Phương Bình và Phó Sương Đình chính là bởi vì cảm thấy hai tên nhóc này không thiếu trí thông minh cho dù kiểu này đại biểu hình thức rất trẻ con nhưng giờ phút này có thể bộc lộ hết tài năng cũng không cần để ý phương thức trong số 19 người giờ phút này những học sinh khác chỉ nhớ đến nỗi sợ chỉ có hai học sinh này là không thực tế hai cái tên phương bình phó dương đỉnh được lặp lại quá nhiều lần không muốn nhớ cũng không được trong khi những người khác nghị luận phương bình chính là xấu hổ không ngừng phó dương đỉnh lại lần nữa gọi tên cộng phương bình đánh chết cũng không trả lời hơn ngàn học sinh đều đang nhìn bọn họ, xung quanh còn có các đạo sư và khóa trên đang quan sát. Phương Bình thật không đủ dung khí kêu lần nữa. Phó Sương Đỉnh thật ra cũng cảm thấy gần như vây. Phương Bình không trả lời, Phó Sương Đỉnh chỉ đánh vô vị nói. Phương Bình, ngày mai Phó Sương Đỉnh tôi với cậu sẽ biết kết quả cuối cùng. Không biết vô gì, không ít người trong lòng thầm mắng, còn muốn biết kết cục sau cùng. Hai ngươi cùng đội với nhau, con thật cho rằng mọi người không nhìn ra. Hoàng cảnh thấy được rồi, lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay mọi người chắc hẳn đã quen biết nhau, không ít người mặt đầy buồn mã, thực sự chưa có làm quen với mọi người, chỉ biết hai tên vô liên xỉ kia mà ngay cả tên của mày viện trưởng cùng sắp quên rồi, Hoàng Cảnh không quan tâm bọn họ, tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, hôm nay buổi lễ nhập học đến đây, ngày mai phân chia học viện và đạo sư, các em học sinh nhi nhớ những điều dạy dỗ ngày hôm nay, ngày mai người nào đến trễ, hay chưa để khấu trừ 30 điểm trừ, hôm nay khấu trừ 20 điểm, ngày mai khấu trừ 30 điểm, chỉ cần phạm lỗi hai lần" tất cả đều bị khấu trừ hết, ai còn dám tái phạm. Trước khi đột phá cấp một cần nhiều tài nguyên, trừ phi bạn tự mình kiếm, nếu không miễn phí tài nguyên thì không có rồi. Hoàng cảnh nói xong, cũng không lưu lại, rất nhanh liền quay người rời đi. Những đạo sư khác cũng ghi nhớ sinh viên mình muốn quan sát, cũng không ở lại nữa. Đều rời đi, có thể bước lên bục đạo sư, cũng không phải là võ giả kém, trong đó thấp nhất cũng là cảnh giới cấp 5, đỉnh cấp 6 cũng có. Mà dưới khán đài chính là người giỏi kẻ yếu lẫn lộn với nhau, một bộ phận đạo sư đều là cảnh giới cấp 4. Ngươi trên bục đi rồi. Các đạo sư dưới bục chính là không đợi ngày mai xem thực chiến. Không ít người đã chọn ở dưới bục đài, vào thao trường. Bạn học Phương Bình, tôi là tân sinh đạo sư Lý Phồn Hoa học viện binh khí, cảnh giới đỉnh cấp 4, rất nhanh sẽ vào cảnh giới cấp 5. Buổi lễ vừa kết thúc, Phương Bình cũng nhận được lời mời của đạo sư. Phương Bình tôi cốt lần thứ ba, không quan tâm lực chiến đấu như thế nào, cũng xứng đáng cho bọn họ đầu tư. Ngày mai phân chia đạo sư, cậu có thể chọn tôi. Đương nhiên, Thực lực của tôi tương đối mà nói, so với mấy vị đạo sư trên bục đài có hơi yếu một chút, nhưng bọn họ không chỉ là tân sinh đạo sư, đa phần cũng đã có học sinh. Người ít nhất cũng là có người mấy học sinh cũng có người có mấy chục học sinh. Tôi không giống, mới năm ngoái tôi trở thành đạo sư mà đồ, đầu năm nay luôn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa mới trở về trường, vị đạo sư tên là Lý Phồn Hoa này ăn nói rất chân thành, người này tạm thời vẫn chưa thu nhận bất kỳ sinh viên nào. Năm nay cũng là lần đầu tiên thu nhận sinh viên sắp đột phá đến cảnh giới cấp 5, thực lực cũng không phải là quá yếu. Phương Bình trở thành nhóm đầu tiên là vị sinh viên đầu tiên, chính là Khai Sơn đại đệ tử, phúc lợi đại ngộ có thể suy xét. Một vị cường giả cảnh giới cấp 4 ngữ khí thành thật muốn thu nhận cậu làm học sinh, Phương Bình thật sự vẫn có một chút cảm động, nhưng cảm động cũng không thể ăn cơm, cấp 4 chính là cấp 4, cấp 6 chính là cấp 6. Với lại đối phương trước kia cũng chưa từng dạy học sinh bao giờ, Phương Bình còn thật không dám đồng ý, lễ phép khéo léo từ chối lời mời của vị đạo sư này. Ly Phồn Hoa cho dù có chút tiếc nuối, cũng không ép buộc. Tiếp tục đi nói chuyện với một vị võ giả tôi cốt lần hai, thu nhận học sinh, mọi người phải nhìn vừa ý lẫn nhau, tâm phục khẩu phục lẫn nhau, cưỡng ép thu nhận làm học sinh, chẳng những không phải là đầu tư, mà còn về phiền toái cho chính mình, các đạo sư không làm mấy thứ phí sức mà còn chẳng được gì, lại thấy có đạo sư đi tới. Phương Bình với Phó Sương Đỉnh nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài, vừa rồi cũng có đạo sư nói điều kiện với Phó Sương Đỉnh. ra khỏi thao trường, phó xương đỉnh thờ phào nhẹ nhõm lập tức nói chúng ta nhất định phải vào học viện binh khí tình hình của học viện binh khí mình đã tìm hiểu kỹ rồi cho khoát tân đạo sư này thực lực mạnh nhất chính là đạo sư đường phong đạo sư đường phong là võ giả đỉnh cấp 6, người ta gọi là cuồng sư lực chiến đấu vô cùng cuồng bạo sở trường là công phu quyền cước binh khí hơi yếu ngoài ra đạo sư la nhất xuyên đồng cấp đỉnh cấp 6, cũng là lựa chọn tốt la đạo sư am hiểu thương pháp không phải vũ khí nóng là binh khí lạnh một tay là gia thương ở dưới võ đạo cũng rất nổi tiếng chương 155, đều đang chuẩn bị còn có đạo sư bạch nhược khê sở trường về kiếm dài thật ra cũng là một lựa chọn tốt bạch nhược khê đạo sư đỉnh cấp 5, nhưng chịu không nổi với sắc đẹp của cô ấy năm nay mới hơn 30 tuổi được bồi dưỡng cũng tốt là nữ đạo sư thành thục phong tình quả thật chính là cực phẩm nhân gian nhưng đảo tiếc kiếm pháp có vẻ không thích hợp với mình cho lắm phó dương đỉnh đối với đạo sư phụ trách tân sinh viên của ma võ rõ như lòng bàn tay Liên tiếp nói đến 7 đến 8 người, thấp nhất cũng là ở cảnh giới cấp 5. Đạo sư phụ trách tân sinh viên của học viện binh khí đạt đến cấp 6 cũng chỉ có 5 người, những phần lớn khác đều là cấp 5, nhỏ hơn là cấp 4. Mà những học viện khác, đạo sư cấp 4 tương đối nhiều. Học viện văn khoa bên kia đa phần đều là cấp 4 đạo sư, cấp 5 cũng rất ít. Đến cuối cùng, Phó xương đỉnh hỏi: "Phương Bình, cậu sẽ chọn ai?" Phương Bình do dự trong chốc lát mới nói: "Đường Phong đạo sư hoặc Từ Kiến Châu đạo sư, Từ đạo sư Phó xương đỉnh có chút ngoài ý, mở miệng nói. Từ đạo sư mặc dù cũng là cấp 6, nhưng mới đột phá cấp 6 chưa lâu, lần này cũng không xuất hiện. Cậu sao nghĩ đến chọn từ đạo sư? Đường phong đạo sư sở trường về quyền cước, từ đạo sư thì về đao pháp, cảm thấy đao pháp dễ luyện hơn một chút. Điều này ngược lại cũng đúng, có điều dễ luyện cũng chỉ tương đối mà nói. Muốn thực sự luyện tốt cũng không đơn giản như vậy. Tôi chuẩn bị chọn la nhất xuyên đạo sư. Phương Bình có chút bất ngờ nói, cậu muốn học thương một tấc giả một tấc mạnh hoặc thương an toàn hơn một chút phó dương đỉnh giải thích một câu tiếp theo thấp giọng nói hôm nay ngoại trừ hai chúng ta còn có 17 người, người hai người tôi cốt lần hai không đáng suy nghĩ 15 người còn lại chính là địch thủ ngày mai của chúng ta có điều không thể không nói cậu che giấu cũng tốt quá vậy mà tôi cốt lần ba phương bình khẽ cười nói mình có giấu đâu đây còn không tính là giấu a lúc cậu kiểm tra thực chắc tuyệt đối chưa có tôi cốt lần thứ hai bây giờ mới có thời gian 4 tháng tôi cốt lần thứ ba, vượt qua dự đoán. May mắn mà thôi. Phó Sương Đỉnh cười nói. Không phải là may mắn hay không? Tôi không quan tâm. Võ đạo chính là như vậy. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người đi xa. Có người rất nhanh dừng lại. Cậu có thể tôi cốt lần thứ ba, tôi không ngưỡng mộ. Tôi là nghĩ nếu là mình cũng có thể. Đá tiếc không đáng, ngược lại tôi rất vui. Xem ra ngày mai chúng nắm chắc phần thắng lớn hơn một chút. Chỉ cần ngày mai đánh lân phiên nhau, đạo sư chúng ta có thể tùy ý lựa chọn, nói không chừng viện trưởng xem trọng chúng ta, nhất thời động tâm. Tự mình đến thu nhận học sinh cũng không chừng, Phương Bình lắc đầu nói. Viện trưởng chưa chắc đã hợp với chúng ta, bận như vậy, lấy đâu thời gian chỉ bảo những người mới như chúng ta. Thực lực mạnh, chưa chắc biểu hiện có thể dạy học sinh tốt, cấp 6 là đủ rồi. Điều này ngược lại cũng phải, Phó Sương Đình gật đầu, nhưng đồng nhìn mấy người bên cạnh cũng là tự như khó lựa chọn. Học sinh khác giỏi chạy ra, trong đó cũng có đường Tùng Đình, mà ra còn có ba nữ sinh ba nữ sinh này trước đó bọn họ chưa từng thấy trong đó có một người bình thường hai người còn lại chính là không tồi phó xương đỉnh thấp giọng nói có phúc rồi cậu một người tôi một người bên trái tư thế hiên ngang cho cậu bên phải cô gái giống như là chim non nét vào người thuộc về tôi hả phương bình xin từ chối vì năng lực kém mới lần đầu gặp mặt cậu mới không tâm tư tán gái huống hồ nhìn mấy cô gái này coi bộ hận không thể điệu lộ muốn ăn thịt hai người bọn họ Phương Bình không muốn tìm tay vạ, hai người vừa mới biểu diễn một màn, bây giờ ánh mắt của bọn họ cũng không có thân thiện như vậy, danh tiếng đều đã bị hai người bọn họ cướp đi rồi. Tân sinh viên nhập học, ngày đầu tiên, ai nên nổi danh đều đã nổi danh, trong đó nổi nhất vẫn là Phó Sương Đỉnh và Phương Bình, hội võ đạo ma đô võ đại, phòng hội nghị, hội trưởng Trương Ngữ ngồi tựa vào ghế, có vẻ hơi mệt mỏi nói, có hạt giống nào tốt không? Có. Năm nay chất lượng tân sinh viên không tồi, võ giả tổng cộng có 58 người, tôi cốt lần thứ 28 người tôi cốt lần 3 một người trong đám võ giả tôi cốt lần thứ hai có tổng cộng 4 người cũng đã rèn luyện xong một chi chất lượng rất cao người nói chuyện chính là nữ sinh bị tần phượng thanh chế giễu là tay chân của hội trưởng hội võ đạo trương ngữ mà tần phượng thanh lại không nói lời nào cúi đầu xem tài liệu trương ngữ liếc mắt nhìn cậu ta giọng điệu nhẹ nhàng nói còn có tân sinh viên tôi cốt lần thứ ba vong tên là phương bình thi tốt nghiệp thực chắc thành tích cũng tạm 149 trăm calo không ngờ lại đạt đến tôi cốt lần thứ ba nếu không phải bị người ta vạch trần, em còn cho rằng cậu ta đã đột phá võ giả. Rõ ràng, đột phá võ giả đơn giản hơn nhiều so với tôi cốt lần thứ ba. Mu sần. cũng chỉ có các người không nhìn ra. Tần Phượng Thanh cúi đầu mắng một câu, tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, liên tiếp bị mắng mấy lần, cho dù tính cách tốt cỡ nào cũng nhịn không nổi, trong nguyên tức giận nói: "Tần Phượng Thanh, cậu từ đầu đã nhìn ra rồi sao?" Đương nhiên, Tần Phượng Thanh trực tiếp thừa nhận, còn về chuyện là Phương Bình trước cổng trường, đánh chết cậu ta cũng sẽ không thừa nhận. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Châu Nguyên hừ một tiếng, tức giận nói, bản thân cậu cẩn thận chút, tôi đánh không nổi cậu, nhưng cậu mắng hội trưởng, mắng mẫn đạo sư, mắng viện trưởng, đúng rồi, còn mắng Vương Kim Dương kia. Những người này sẽ có một người trừng trị cậu. Tần Phượng Thanh ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, tôi sợ ai? Lúc đầu Vương Kim Dương cản quét ma đô cấp một, mấy người cũng không dám ra tay, cũng chỉ có Tần Phượng Thanh tôi dám vì vậy tần phượng thanh tôi đây mới năm hai cấp một năm ba cấp ba tôi tư chất không có tài nguyên không đủ cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu van cọc châu nghiên xấu hổ nói cậu hung hăng càng quấy thôi đi tiểu nữ nhân chỉ biết đi cáo trạng mấy chuyện như đi mắt lẻo này tần phượng thanh tôi khinh tần phượng thanh đủ rồi đấy trương ngữ xoa xoa chán có chút đau đầu nói cả ngày đừng chỉ biết đem chuyện này ra nói cái miệng của cậu nên yên tĩnh một chút sớm muộn cũng có ngày cho cậu nếm mùi đau khổ. Thôi đi, Tân Phượng Thanh rẻ biểu, lờ đến nói. Thua người không thua trận, đánh không lại được thì mắng, mắng thắng người khác cũng là một loại bản lĩnh. Trương ngữ mặt đen lại, nửa ngay sau mới nói. Tít dây vào những cái này, lần này đại học năm nhất có thể chiêu mấy tân sinh viên. Bốn người tôi cốt lần hai trở thành võ giả, còn có Phương Bình tôi cốt lần ba, cùng với mấy sinh viên tôi cốt lần hai còn lại, đều có thể cân nhắc. Còn về những võ giả cảnh giới cấp một bình thường, trương ngữ trực tiếp không nhìn đến những người này hiện tại thực lực không yếu nhưng cũng chỉ là tương đối trong số tân sinh viên mà thôi nếu ở ma võ cũng không được để mắt tới ngày sau tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể trở thành võ giả cấp 3. ngược lại là bây giờ còn có những chuẩn võ giả tôi cốt lần hai xác suất trở thành võ giả cấp 3 càng cao tân phượng thanh cũng không nói tiếp người ngốc ra đột nhiên vỗ xuống bàn một cái phẫn nộ nói tôi nói vì sao có chút quen tay lúc này trong tay cậu ta cầm chính là tài liệu của phương bình Nam Giang, Dương Thành, Nhất Trung. Tân Phượng Thanh không có phản ứng chuyện của hội trưởng Trương Sinh, ngẩng đầu hỏi, Vương Kim Dương là người ở đâu? Trương Ngữ nhíu mày nói, cậu muốn làm gì? Nói thẳng là người ở đâu? Anh là hội trưởng, cũng không phải là cha tôi, lấy đâu ra mà hỏi nhiều vậy? Trương Ngữ khẽ quát, Tân Phượng Thanh, cậu phép lối vừa thôi, cậu muốn vào phòng thực chiến thử chút không? Tân Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, nhạc nhã nói, tôi muốn hỏi là người ở đâu? Anh biết thì nói, không biết thì thôi. Lúc nào cũng lấy cấp 4 ép người, vui không? Hội trưởng đã vào cảnh giới cấp 4, không phải là người cậu ta có thể thách đấu. Vào phòng thực chiến, bước ra liền biến thành đầu heo, các tân sinh viên tới. Sau đó hội trưởng sẽ bắt cậu đi chiêu người, mang cái đầu heo đi chiêu người. Mất hết mặt mũi. Trương ngữ hử nhẹ một tiếng, mấy người trong nguyên tươi cười. Ai bảo cậu khoa trương, giờ biết sợ rồi chứ. Trương 156, đều đang chuẩn bị hai Chương Ngữ cũng không so đo với cậu, nghĩ một chút mới nói. Hình như là người Nam Giang Dương Thành, cấp 3 học ở trường nào, không nhớ nữa. Có điều thông thường đều là nhất chung, Nam Giang, trường cấp 3 nhất chung, Dương Thành. Ánh mắt Tần Phượng Thanh thay đổi, cân chặt dần nói. Lần này chưa sinh, Phương Bình bên kia tôi đi. Châu Miên lập tức nói. Hội trưởng, Phương Bình học ở trường cấp 3 nhất Trung Dương Thành tại Nam Giang. Tần Phượng Thanh đánh không nổi Vương Kim Dương, dự định lấy học đệ cậu ta chút giận. Cậu im miệng, Tân Phượng Thanh nói nóng nói. Tôi đi hỏi thăm tình hình. Ai lấy lớn hiếp nhỏ? Cậu cho rằng tôi sẽ ỉ vào cấp bậc để ép người sao? Ý lời này cũng chỉ vào ai nó. trương ngữ sắc mặt có chút này. Hội võ đạo sao có thể chiêu sinh loại người mánh khoái như vậy? Nếu không phải vấn đề mấy vị phó hội trưởng không có ở đây, mình cũng có chuyện phải làm. Cậu ta căn bản sẽ không cho Tần Phượng Thanh tên nhóc này phụ trách chiêu sinh. Nhưng bây giờ đã cho cậu ta phụ trách. Không có đạo lý nào nửa đường lại đổi người. Thở nhẹ một hơi. Trương Ngữ mở miệng nói cậu có thể đi. Những phải nhớ, đừng phá vỡ quy tắc của hội võ đạo. Nếu như phạm vào quy tắc, cho dù Vương Kim Dương không tìm cậu, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Biết rồi biết rồi, có thấy phiền không? Tân Phượng Thanh không nhẫn lại trả lời một câu, có chút cả lơ phất phơ cười một tiếng, cầm tài liệu của Phương Bình ra khỏi phòng hội nghị. Cậu tang vừa đi, trông nhân có chút không an tâm nói. Hội trưởng, cậu ta sẽ không làm loạn lên chứ. Không đến mức, Trương Ngữ lắc đầu, Tần Phượng Thanh dù sao cũng có kiêu ngạo của cậu ta. Cho dù Phương Bình cùng học một trường với Vương Kim Dương, vậy cũng không có gì. Giận ca chém thớt, cũng không đến nỗi chút giận lên người khác. Đương nhiên, nếu như biết mối quan hệ của Phương Bình và Vương Kim Dương không chỉ đơn quan hệ cùng trường, vậy thì không dễ nói rồi. Nói xong, Trương Ngữ lại khẽ thở dài nói, lần đây tôi sẽ bế quan. Thời gian xuất hiện không nhiều, các cậu nhớ chút ý chút. Bế quan. Đám người có chút nhíu mày, võ giả không phải không bế quan, nhưng rất ít khi bế quan, cần lớn dành nhiều thời gian đi chấp nhiệm vụ, trong nhiệm vụ nâng cao tu luyện, Trương Ngữ mới đột phá cảnh giới cấp 4 chưa lâu, đột nhiên bế quan, hiển nhiên không phải vì đột phá cấp 5, vậy bế quan là vì cái gì? Trương Ngữ lại không giải thích, lúc đầu, Vương Kim Dương ở Ma Đô bại trận, thua không phải là thực lực, mà là Ma Đô lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy cảnh giới võ giả cấp 2 ra tay đả thương đối phương, bây giờ Vương Kim Dương đang ở cảnh giới cấp 3, đang thách đấu Bắc Địa cấp 3. Có lẽ rất nhanh liền đạt tới cấp bốn cậu ta lựa chọn đi đến phương bắc thách đấu đột phá một khi đột phá, trương ngưỡng nghi ngờ cậu ta sẽ đi về phía nam đối phá với ma đô lần nữa mà ma đô võ đại chính là lựa chọn đầu tiên của cậu ta trương tổng đốc của nam giang vừa đột phá cấp 7, vội vàng muốn chứng minh thực lực không chỉ thực lực của bản thân mình bao gồm thực lực bên trong học sinh võ đại vương kim dương làm tiền phong trương tổng đốc chỉ mong sao có người như vậy xuất hiện gây sự sẽ dành sự ủng hộ lớn nhất cho người đó là hội trưởng hội võ đạo nam giang đã thương hội trưởng hội võ đạo ma đô võ đại cũng có thể là vì báo thù hoặc có thể muốn Nam Giang võ đại nổi danh, vì Nam Giang xứng danh, lẽ nào Trương Ngữ không phải là bàn đạp tốt nhất sao? Cậu ta bây giờ. Đối với Vương Kim Dương 100% sẽ thắng, nhưng cảnh giới cấp 4 của Vương Kim Dương rất khó nói. Chuyến đi càn quét phương Bắc của Vương Kim Dương vẫn chưa kết thúc, Trương Ngữ dự định đoạn thời gian này bên bế qua tu luyện một vài chiến pháp uy lực lớn, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Nhiệm vụ tiếp theo của Tần Phượng Thanh là làm nhiệm vụ chư sinh, Trương Ngữ bế quan chuẩn bị đối phó với Vương Kim Dương ngươi chuẩn bị đột phá cấp 4. Tất cả điều này Phương Bình đương nhiên không biết. Lão Vương gần đây tắt điện thoại, biết anh ta đang thách đấu cường giả, Phương Bình cũng không tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm. Phương Bình lúc này ăn xong cơm tối liền bắt đầu tu luyện, khoảng cách cậu tôi cốt lần thứ ba mới cũng mới có 10 ngày. Phương Bình lúc này, thực lực lại có tiến bộ, tài phú, 2 triệu 100 nghìn, khí huyết, 207 calo 209 calo, tinh thần, 208 hz 210 hz, khí huyết cùng tinh thần bây giờ đều có tiến bộ. Phương Bình lại cảm nhận được thân thể thật sự đến cực hạn rồi ba lần tôi cốt cực hạn, ngoại trừ cậu tiếp tục tôi cốt, hang dưỡng thân thể. Nếu không như vậy khí huyết chính là giá trị cực hạn, nhưng cường thân dịch đã bị cậu dùng hết rồi. Tôi cốt lần nữa cũng không biết phải đến khi nào. Phương Bình cũng vô thức tiếp tục suy nghĩ. Ngày mai, đợi khi phân chia học viện và đạo sư hoàn tất, cậu liền dự định xin đột phá. Lúc này Phương Bình cũng không tu luyện cái khác mà là thung công. Tu luyện thung công. Hai ngày trước mới đột phá cảnh giới thực trạng. Phương Bình đang thành thục rèn luyện để tránh ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh giới thực trạng của thung công rất mạnh, ít ra Phương Bình cảm thấy như vậy đã có dấu hiệu con lật đật. Phương Bình đang tù luyện, không một lầu hai cũng rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang điều chỉnh trạng thái. Hôm nay bị Phương Bình với Phó Dương Đỉnh vượt lên đứng đầu, mọi người bất mãn thì bất mãn. Nhưng hai người đang ở dưới tình huống vẫn có thể chuyện cho vui vẻ, vốn là đã chứng minh thực lực, thật muốn lấy lòng mọi người, sớm đã bị người khinh bỉ rồi sinh viên không biết tình hình có thể cho rằng như vậy với tư cách là một người nổi bật khu một không ai sẽ nghĩ không ra thực lực của hai người này lúc ấy 19 người chống đỡ áp lực mại trừ phương bình bọn hắn còn không có đến 5 người tinh lực dồi dào nói chuyện cho dù năm người này cũng chưa chắc thoải mái hơn phương bình bọn học nếu không lúc đó cũng sẽ không dâng lên một tiếng hôm nay chỉ là so đấu khí huyết ngày mai mới là trọng điểm so sánh với trên lầu không một lầu dưới thoải mái hơn nhiều không ít người giúp nhau thông cửa hết lớn cùng nhau ăn đi ăn cơm Quách thiện cũng là một trong số đó. Lúc tiểu mập mạp quách thiện kêu lên, nếu không phải mời Phương Bình cùng đi ăn cơm, người khác đều vẻ mặt bất ngờ. Đơn giản hỏi thăm một hồi, biết được hai người chỉ là lặp mặt một lần vào buổi sáng, đám người lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cái vị chuẩn võ giả tôi cốt lần thứ ba, tối nay nhất định sẽ không ra ngoài. Tiểu mập mạp này rốt cuộc có biết ý nghĩa ngày mai là gì không? Đám người lầu dưới như bọn họ thì không có gì đáng nói. Đối với những người lầu trên mà nói có thể là liên quan cực lớn, là đạo sư chọn bạn hay là bạn chọn đạo sư? Hoặc bạn là những người còn lại không thể không phân chia cho đạo sư? Sự khác biệt như vậy ngày mai có thể thấy. Tiểu mập mập căn bản không hiểu những điều này. Cái này khiến nhiều người thông thức. Cậu ta như vậy, tên này làm sao có thể trà trộn vào được ma đô võ đại? Cùng lúc đó, Kinh Đồ. Khách sạn Kinh Đồ. Vương Kim Dương dựa vào xem TV, ngương mặt nhàn nhã. Bên cạnh là phó hiệu trưởng Nam Giang võ đạn, chính là có chút nôn nóng bất an nói. Kim Dương, ngày mai nắm chắc không? Không biết. Phó hiệu trưởng im lặng ngửa này mới nói. Trần Phong cấp 3 đã lâu, lúc đầu nếu không phải ở địa quật bị vỡ dương tay trái, sớm đã đột phá cấp 4 rồi. Cho dù như vậy, hiểu biết về lực chiến đấu, kinh nghiệm, năng lực phản ứng của cậu ta đã đạt đến cấp 4. Chỉ cần đợi tay trái hồi phục, lập tức đột phá cảnh giới cấp 4, cậu không chuẩn bị một chút nào sao. Không cần, đối thủ như vậy cũng là cần thiết đối với em. Vương Kim Dương thẳng nhiên cười nói. Chờ một chút, đợi thách đấu xong Trần Phong, rồi đi kinh đô võ đại một vòng em có lẽ gần cấp 4 rồi, phó hiệu trưởng, tài nguyên cảnh dưới cấp 4 lần này sẽ không thiếu phần của em chứ?" Phó hiệu trưởng cười nói, "Cậu bây giờ là chiêu bài của Nam Giang Võ đại, hiệu trưởng nói rồi, có thể ưu tiên cung cấp. Đương nhiên, cậu sau này phải trả, dù sao tài nguyên võ đạo có hạn, cũng không thể vì một người như cậu phá vỡ quy tắc." "Đã hiểu, trước thời hạn trả đủ là được rồi." Chương 157, nhìn vào thực tế đi, Vương Kim Dương cười một cái rồi nói, "Ngày mai hình như là thời gian các trường đại võ phân chia học viện." "Ồ, cộng năm ngoái lúc này cũng không phải quá nổi bật không ngờ a à. vẻ mặt phó hiệu trưởng có chút thổn thức vương kim dương mới đi nam giang võ đại cũng không quá nổi bật ít ra lúc phân học viện không có quá đặc sắc đương nhiên so sánh mà nói vẫn tính là không tồi đó mới là lý do có đạo sư trương thanh nam cấp 5 chú ý tại nam giang võ đại đạo sư cấp 5 tuyệt đối không tính là yếu là cấp bậc khá nổi trội lúc đó mọi người cảm thấy trương thanh nam nhìn sai rồi nhưng sức mạnh của vương kim dương sau đó phát triển quá nhanh 3 tháng đạt đến cực hạn, 2 tháng đạt được tôi cốt lần thứ hai, lần sau còn nhanh hơn lần trước, chưa tới nửa năm, đột phá cấp 1. Sau khi đột phá cấp 1 rất nhanh liền là đỉnh cấp 1, lại nhanh chóng ở Ma Đô xông ra đứng đầu, khiến trường học cung cấp tài nguyên miễn phí cho cậu ta đột phá cấp 2. Không ngờ, 3 tháng sau, Vương Kim Dương liền đạt đến đỉnh cấp 2, lần đó không cần trường học cung cấp tài nguyên, bản thân cậu ta không biết từ đâu lấy ra đủ tài nguyên tu luyện, một bước liền đột phá cấp 3, một năm đột phá 3 cấp, ở nam giang võ đại đã là một truyền kỳ nhưng mà từ khi trương thanh phong mất tích vương kim dương dường như nhẫn nhịn một lồ sức mạnh dưới sự tu luyện điên cuồng rất nhanh liền rèn luyện xong xương thân thể bây giờ đang bước vào cảnh giới cấp 4, thật muốn có thể đột phá ở thời gian này thậm chí miễn cưỡng có thể nói là một nam đột phá cấp 4. nhân vật như vậy xuất thân từ nam giang võ đại làm người ta mắc miệng rơi cả hàm bây giờ ngay cả hiệu trưởng và trương tổng đốc cũng rất kỳ vọng vào cộng hy vọng vương kim dương trở thành một nhân vật cầm cờ đi đầu của nam giang phó hiệu trưởng vẫn thật sự lo lắng vương kim dương bại trận thân thể bị thương là chuyện nhỏ quan trọng là chấn động tâm lý đối với sự lo lắng của phó hiệu trưởng vương kim dương không để ý tới lẩm bẩm nói phân học viện không biết tiểu tử kia có thể phân vào đạo sư như thế nào qua đoạn thời gian rồi đi thăm hy vọng đừng làm mình mất mặt lão vương cảm thấy phương bình cũng tính là một nửa học sinh của bản thân cộng nếu thật sự quá mất mặt vậy thì mặt mũi của lão vương cậu cũng không biết phải ném đi đâu có điều bây giờ quá bận cậu ta cũng không có thời gian chú ý những điều này nhìn như không quan tâm đối thủ ngày mai trên thực tế vương kim dương trong lòng sớm đã diễn luyện tình hình cụ thể giao đấu ngày mai ngày hôm sau ngày 2 tháng 9, sau một đêm khôi phục khí huyết phương bình đã sung mãn đến cực điểm đi căn tin ăn bảy phần no bụng chậm rãi ung dung đi về hướng tòa nhà thực huấn phía sau phó dương đỉnh mang theo một cây thương không đầu nhọn đang không ngừng thử trong tay không nói lời nào bên cạnh mấy vị võ giả mỗi người đều mang theo binh khí có người lẩm bẩm nói không biết có thể mang vào thao trường không. Những sinh viên bình thường khác chính là mong chờ cũng có chút mờ mịt, hiển nhiên cảm nhận được không khí khẩn trương, nhưng lại không biết từ đâu mà đến. Quách Thịnh nhìn thấy Phương Bình vốn là dự định chào hỏi, nhưng nhìn Phương Bình đến không chớp mắt, không thể không bỏ đi chi nghĩ. Tiểu mập mạp có chút tùy thân thấp giọng nói, ma võ một chút cũng không có tình người. Tối thiểu cậu ta cảm thấy như vậy, không có bạn cùng phòng, không có chia ra đại ca nhị ca trong truyền thuyết, không có gái đẹp cũng không ai kể vai sát cánh. Không ai cùng cậu ta chia sẻ một chút đồ ăn vặt, càng không hợp khẩu vị. Hai giảng ngày đầu tiên làm quen với bạn học Phương Bình, dường như cũng không dễ nói chuyện như trong tưởng tượng. Điều này làm cho Quách Thiện có chút thất vọng. Đây chính là ma võ sao. Tiểu mập mạp lẩm bẩm một tiếng, đi theo cùng mọi người tới tòa nhà thực huấn. Tòa nhà thực huấn nằm ở phía đông bắc trường học ma võ. Đây là một tòa nhà kiến trúc 9 tầng, kiến trúc của trường học ma võ. Thông thường đều số 9 làm cực hạn, tầng lầu không tính là quá cao, nhưng tòa nhà thực huấn chiếm diện tích vô cùng lớn, hôm nay không mở tất cả các lầu, chỉ mở 4 tầng lầu đầu tiên, tòa nhà thực huấn, tại lầu 9, lầu 9 không phải mang ý nghĩa thông thường của tòa nhà thực huấn, mà là một đại sảnh rộng minh mông, bốn phía đại sảnh đặt rất nhiều màn hình lớn, mục đích là đợi chút nữa các sinh viên đi vào tòa nhà sẽ được quay lại thông qua, hiển thị video theo dõi. Bình thường rất ít người tới lầu 9, giờ phút này hoặc ngồi hoặc đứng, phân bố gần 100 vị đạo sư với lãnh đạo trường học sinh viên đại học năm nhất không đến 1.600 người, khoa võ đạo sư có hơn trăm người. Thầy cô môn văn hóa cũng có hơn chục người. Trường học ma võ, sinh viên tổng cộng có hơn 6.000 người, đạo sư hai khoa văn võ lại là vượt qua 1.000 người. Sinh viên tỷ đệ vấn 51 so với thầy cô, đây là cũng một trong những đặc sắc của võ đại, khoa võ đạo sư không nhận nhiều học sinh, trong đám người. Hoàng cảnh vẫn như trước đây khiến người ta phải chú ý, những đạo sư khác và lãnh đạo trường học đều ngồi chung quanh hoàng cảnh, Thời gian đợi các học sinh đi vào, trong đại sảnh, đột nhiên có người nói: Lúc mới thành lập tứ đại học viện, chính là vì không muốn để võ giản nhưng quá nhiều về khoa võ, trở thành võ phu thuần chất, nhưng bây giờ, hàng năm học viện binh khí chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất, lựa chọn được nhiều học sinh ưu tú nhất. Có một vài học sinh cũng không thiên về thực chiến, mà làm nghiên cứu khoa học, sáng tạo, kinh doanh, chính trị. Một quốc gia hưng thịnh là mạnh về tất cả mọi mặt, chứ không phải là đơn thuần mạnh về võ lực. Bây giờ phân bố học viện của trường đã lệch khỏi dự tính ban đầu quá nhiều tài nguyên đều hướng về học viện binh khí dẫn đến có nhiều sinh viên ưu tú đều lựa chọn học viện binh khí hoàng viện trưởng như vậy thật sự thích hợp sao lời này vừa nói ra đám người đều châm ngâm lường lời này không phải là ai khác là viện trưởng trần chấn hoa của học viện văn khoa trần chấn hoa mặc dù không phải là tông sư nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp 6. hơn nữa đối phương cũng là chuyên gia nghiên cứu khoa học chính trị nổi tiếng toàn quốc học viện văn khoa của ma võ những năm nay thành tích không tính là kém Tối thiểu trong các đại học viện văn khoa đứng đầu trong danh sách. Trước kỳ còn là tổng đốc của một tỉnh, có đến 7, 8 người tốt nghiệp từ học viện văn khoa của Ma Võ, còn đang giữ chức vụ có 4 người. Nhưng Ma Võ mỗi năm nghiêng về học viện binh khí là sự thật, tài nguyên chia cho học viện văn khoa càng ngày càng ít, chất lượng sinh viên của học viện binh khí càng ngày càng kém, trước kia còn có một số sinh viên khá giỏi lựa chọn học viện văn khoa, nhưng hiện tại, gần như không ai sẽ lựa chọn như vậy. Mắt thấy chương trình phân chia học viện mỗi năm lại sắp bắt đầu rồi, Trần Trấn Hoa có chút ngồi không yên. Không thể không mở miệng nói một câu, Hoàng Cảnh rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Sinh viên học viện binh khí chính là thuần túy võ phu. Những năm gần đây, học viện binh khí tốt nghiệp đều như thế nào? Tốt nghiệp có thể là người thống trị chính trị của một quốc gia, có thể quản lý tướng sái biên cương, là danh nhân thành đạt có sự nghiệp lớn, là nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Ai dám nói sinh viên học viện binh khí là võ phu, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Trần Viện trưởng không thể ăn nói lung tung, Trần Trấn Hoa bất mãn nói. Hoàng tiện trưởng, không nên vơ đũa cả lắm họ viện binh khí mấy khoa tốt nhiệt, đa số người ra đều lựa chọn quân đội và cục điều tra vào truy bắt. Đó là vì địa quật càng lúc càng nguy hiểm. Hoàng cảnh sắc mặt nặng nên nói, bọn họ đều vì quốc gia mà dốc lực, bọn họ chiến đấu chết xa trường. Gia ngựa bọc thay, có mấy người biết đến, mắt thấy đám yêu tú xã hội tinh anh xông lên tiền tuyến. Sinh mệnh tuổi trẻ chấm dứt, các người chỉ là hậu phương hưởng thụ cuộc sống bình an của những người chết trên xa trường có thể hiểu không? Vì sao tài nguyên nghiêng về học viện binh khí? Vì sao phải chọn ra học sinh ưu tú trong ưu tú chứ? Bộ chỉ huy tiền tuyến càng ngày càng ít, chết càng ngày càng nhiều. Các ngươi biết bao nhiêu? Chương 158, nhìn vào thực tế đi. Hai, cho dù những lời này không công bằng đối với quân sĩ và võ giả, nhưng chúng ta phải thừa nhận, nếu như không phải các thiên tài võ giả chúng ta chấn thủ, chỉ huy chiến dịch, mạo hiểm tiến mạnh, thi hành chiến thuật trảm thủ chém đầu, các ngươi còn có thể giống như bây giờ hưởng thụ an nhàn như vậy không? hoàng cảnh sắc mặt thống khổ ẩn ẩn có chút phẫn nộ nói cho dù như vậy mỗi năm đều có số lớn tinh anh mất mạng ở địa quật năm đó vì muốn thế giới không bị rơi vào cảnh loạn lạc khiến người dân bình thường có thể an cư lập nghiệp không vì những việc này khủng hoảng lo lắng các trưởng bố trước cũng quyết định không công khai tin tức này cho những người dân bình thường nhưng có công bằng không càng ngày càng nhiều thiếu niên tài đức hơn người tờ trên tiền tuyến ngay cả một tên gọi anh hùng cũng không có thậm chí phải tuyên bố với bên ngoài là chết vì do huấn luyện hoặc là nhiệm vụ đây không công bằng người yếu còn ở đây chất vấn võ giả vì sao phải hưởng thụ một vài đặc quyền vì sao các ngươi nói xem vì sao như vậy hoàng viện trưởng xin ngài bình tĩnh trần trấn hoa quát khẽ sự việc vẫn chưa tới mức độ đó tôi không phủ nhận công lao và công hiến của bất kỳ người nào sinh viên học viện khoa văn cũng đang nỗ lực trả công cho bọn họ xã hội an bình kinh tế phát triển quốc gia mới có càng nhiều tài chính và tài nguyên đầu tư vào khoa võ các sinh viên học viện chế tạo đang sáng tạo ra thuốc mới cải cách công pháp cải thiện binh khí các học sinh học viện chỉ đạo chiến thuật cũng đang đảm nhiệm một tuyến chỉ huy quân sự sofa chiến đấu cũng không phải chỉ có đơn độc học viện binh khí chia làm bốn học viện lớn cũng là vì muốn phát huy khả năng tốt nhất của mỗi người nhưng bây giờ tầm quan trọng của học viện binh khí vượt quá giới hạn cường hóa đối với những học viện khác không công bằng công bằng hoàng cảnh nhàn nhạt, nhạt nói ma võ cường giả vi tôn ông nếu là tông sư vậy thì có thể nói công bằng với tôi nếu ông không phải Vậy thì không cần nói công bằng với tôi. Ông. Chân chấn bình giận tím mặt, nói lý với ông ta. Ông ta lại, nói vũ lực với mình. Nói ông ta là võ phu, ông ta lại nói đạo ý. Nhưng thân phận hoàng cảnh là một tông sư, lại có thể áp chế ba học viện đại học khác nên không ngóc đầu lên được. Chân chấn hoa nổi nóng đến cùng cực, hừ nói, đợi hiệu trưởng trở về, tôi sẽ tìm hiệu trưởng nói lý. Tùy ông. Hoàng cảnh sen thường, thản nhiên nói. Sát hạch phân chia học viện bắt đầu, các học viện cạnh tranh công bằng, nếu có chuyện uy hiếp đe dạ, một khi bị phát hiện, nhưng khắc xử lý, tôi nói chính là đạo sư. Đặc biệt là đạo sư của các học viện khác, chú ý đúng mực. Các đạo sư học viện khoa văn đều có chút xấu hổ. Chuyện này các người học viện binh khí làm còn tạm được. Học viện khoa văn thực lực vốn kém một chút làm sao làm được chuyện này. Quảng trường trước tòa nhà thực huấn, đường phong lớn tiếng nói. Lầu 1 là học viện khoa văn, lầu 2 là học viện chế tạo, lầu 3 học viện chiến thuật, lầu 4 học viện binh khí. Bây giờ là 7 giờ 57 phút 8 giờ đóng cửa, 9 giờ mở ra. Lúc tòa nhà mở cửa, các em ở tầng nào thì chính là sinh viên của học viện đó. Mỗi lầu tối đa 400 người. Người bị thừa ra hoặc lén đổi tầng, cả tập thể sẽ bị khấu trừ 30 điểm thưởng. Lời này vừa nói ra, các học sinh xôn xao. Đây rõ ràng chính là cổ vũ bọn học đi cạnh tranh, đi đấu. Nếu bằng không có người nhất định sẽ lén đổi tầng lầu, có thể sẽ khiến cho mấy người bị khấu trừ điểm thưởng. 30 điểm thưởng, 3 viên khí huyết đan cấp một cho dù phó sư đỉnh thuộc loại sinh viên giàu nứt vách cũng phải cẩn thận quý trọng điểm thường phó sư đỉnh quyết định uống thuốc dương cao tên tuổi cũng chuẩn bị ba viên khí huyết đan cấp 1. xôn xao náo động lên không có người chất vấn cũng không dám chất vấn rất nhanh có sinh viên hỏi thưa thầy có thể mang theo binh khí không đường phong đảo qua người vừa mới nói thấy cậu ta cầm trong tay một con dao vam trầm ngâm trong giây lát mới nói không cho phép mang theo binh khí kim loại tầng một có binh khí bằng gỗ có thể lấy dùng các em đều là tân sinh viên ra tay không có chừng mực dễ tạo thương vong nhiều binh khí bằng gỗ có thể giảm thiểu thương vong một câu giảm thiểu thương vong mà không phải là tránh khỏi thương vong khiến không ít sinh viên lập tức lĩnh hội được ý tứ sắc mặt có chút trắng ra rõ ràng thương vong là chuyện không thể không xảy ra bị binh khí bằng gỗ đánh trúng vào bộ phận quan trọng tử vong cũng không phải không thể chỉ là không nguy hiểm bằng binh khí kim loại thôi đường phong nói sau một câu liền nói tiếp ngoại trừ không cho phép mang binh khí kim loại những cái khác đều được liên thủ cũng được bao vây tấn công cũng được đây đều là do các em lựa chọn võ giả nhất định phải cạnh tranh nhưng cũng phải lượng sức mà làm chuyện không thể làm bảo vệ thân thể còn tốt hơn là tức giận so tranh nhất thời các học viện đại học đều có ưu và nhược điểm của mình học viện binh khí cũng không phải là lựa chọn tốt nhất mà phù hợp với bản thân mới là tốt nhất đều phong nói xong quá tàu bây giờ vào trận các sinh viên ngay câu này lập tức cùng nhau xong vào thời khắc các sinh viên bước vào các cánh cửa của tòa nhà đều bị đóng lại chỉ giữ lại một con đường duy nhất do đích thân mấy vị đạo sư chấn giữ con đường này cũng là con đường khẩn cấp cứu viện các sinh viên ra tay chưa có trường mực nếu thật sự xuất hiện thượng vong trường học cũng sẽ hết sức tránh né sẽ cứu viện ngay lập tức vừa vào tòa nhà đập vào mắt chính là trung tâm đại sảnh rộng lớn hơn một nghìn sinh viên tiến vào cũng không phải là chen trúc quá đông ở giữa đại sảnh đặt rất nhiều giá binh khí bên trên để đầy các loại binh khí bằng mỗ đao hương kiếm muốn có cái gì gần như đều có cái đó bởi vì cây gậy gỗ của phó xương đỉnh không phải là vũ khí kim loại có thể mang vào bên trong vừa vào tòa nhà phó xương đỉnh liền tiến tới bên cạnh phương bình thấp giọng nói cậu muốn lấy vũ khí dùng không phương bình gật đầu có vũ khí mạnh hơn không có thực lực của bọn họ bây giờ vẫn chưa phải là quá mạnh có vũ khí trong tay trong lòng cũng ổn định một chút đương nhiên thật muốn gặp được đối thủ có thực lực ngang nhau không quen dùng vũ khí còn tiếp tục dùng đó chính là chướng ngại vật phương đình cũng không nói nhiều lên phía trước lấy một khúc gỗ côn dài hơn một mét. Lúc này cậu vẫn chưa học qua cách dùng binh khí, cây vậy là thích hợp nhất, sức lực đủ là được. Những người khác, có người lấy vũ khí có người không lấy, có người cảnh giác nhìn chung quanh, có người nhì không chớp mắt. Dọc theo thang bộ đi lên lầu, Phương Bình cũng không gấp gáp, cầm cây vậy trong tay cân nhắc một chút, nhưng đầu hỏi Phó Dương Đỉnh nói, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Đợi một chút, Phó Dương Đỉnh lắc đầu nói, giai đoạn đầu tiên nhất định khá là hỗn loạn, kiến nhiều có thể cắn chết voi, có một vài người không tự mình biết mình nhất định muốn xông một lần vào lầu 4. chúng ta đợi một chút đợi một vài thực lực không đủ nhận thấy mình chỉ có thể vào 3 tầng còn lại sau đó chúng ta hãy qua đó được vậy chúng ta trước chia nhau ra hành động đến lúc đó gặp nhau ở lầu 4. phương bình không có dự định với người này cùng nhau hành động nói xong liền cầm cây gậy gỗ đi lên lầu 2. thấy phương bình đi rồi phó sư đỉnh không khỏi thầm mắng một tiếng tên này tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì phương bình mà xảy ra phiền toái gì cậu ta một mình thật đúng là không làm tốt được lầu 4. đường tùng đình bước vào đại sảnh lúc này đại sảnh đã đến hơn 10 người quét quanh một vòng đường tùng đình đi tới một bên cạnh người con trai tóc huy cua ngồi sủng xuống cười mở cười nói đường tùng đình triệu lỗi liên thủ triệu lỗi cao mảnh nói không cần ha ha đường tùng đình cũng không nhiều lời đứng dậy liền đi triệu lỗi ở tại phòng số 1, cũng là một trong bốn người võ giả tôi cốt lần hai thực lực không kém đường tùng đình dự định tìm người liên thủ với cậu ta đánh một lần với phó dương đỉnh chẳng qua đối phương vậy mà không muốn cậu ta cũng không bắt buộc đường tùng đình tự nhận mình thua kém người này chương 159, không làm cái quái gì thì thật có lỗi với cậu lúc đường tùng đình tiếp tục tìm kiếm đồng bạn hợp tác một bên khác mấy nữ sinh tụ tập cùng nhau dương tiểu mạn khí khái hào hùng bừng bừng nói nữ sinh chúng ta luôn bị coi thường đều nói con gái luyện võ nhất định không bằng con trai nhưng dương tiểu mạn tôi không tin lần này ba người chúng ta liên thủ khiến nhau bọn con trai mở mang kiến thức một chút con gái cũng không phải là dễ trêu chọc nếu ai dám khiêu khích chị em chúng ta nhất định phải đánh cho hắn mặt nở đầy hoa nói xong dương tiểu mạn bỗng nhiên nói trần vân hy có thể đừng trưng ra bộ mặt ngu nhiều này được không vừa nhìn liền cảm thấy chúng ta dễ bị bắt nạt cậu hãy học một ít dáng vẻ hung thần ác sát của triệu tức mai đi ngu chết những nam sinh kia hai nữ sinh bị vọi đến tên trần vân hy vô tội nở nụ cười triệu tuyết mai thì tức giận nói nói tôi xấu cứ việc nói thẳng. Quanh co lòng vòng làm gì, không nói cậu xấu, võ giả muốn đẹp làm gì. Có thực lực là được. Dư tiểu mạn tái nhược vô lực giải thích một câu, triệu tuyết mai cũng không thèm để ý. mỉm cười nói. Không sao. Tôi không để ý. Tiểu mạn nói không sai, võ giả chỉ nhìn thực lực. Tiểu mạn là võ giả tôi cốt lần thứ hai, Vân Hy cũng vậy. Tôi nghe nói có tổng cộng bốn võ giả tôi cốt lần hai, nữ sinh chúng ta tí ít người. Nhưng không yếu hơn so với đám con trai. Trong đám con trai, cũng có triệu lỗi và phó xương đỉnh là võ giả hoàn thành tôi cốt lần thứ hai những người khác tôi cũng không rõ bọn họ lắm ba người chúng ta liên thủ không có ai dám đụng vào triệu tuyết mai cả mặt tự tin trần vân hy thấp giọng hỏi cái tên phương bình kia có phải là tôi cốt ba lần thôi đi cũng không phải là võ giả chính thức ba lần tôi cốt chỉ có thể nói rõ tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn một chút thực chiến có thể cũng không thấy mạnh bao nhiêu hơn nữa ba lần tôi cốt còn có thời gian tu luyện chiến pháp không các cậu cảm thấy sao? Dương Tiểu Mạn tán thành nói. Không sai, lần này là dựa vào năng lực chiến đấu, không phải nhìn vào công phu bốc phét. Cậu ta với tên phó xương đỉnh kia miệng bốc phét như nhau, tự chiến thế nào còn khó nói. Mấy nữ sinh đang nói chuyện. Đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng quát lớn, cút xuống dưới đi. Đại sảnh lầu 4, tổng cộng lầu 4 chỉ có hai cửa lớn. Lúc này, trước cánh cửa lớn có một võ giả chính thức quát lớn, lầu 4 không phải là nơi các ngươi có thể tới. Bị cậu ta quát là một nhóm nam sinh bốn người, nghe thấy người này không khách khí quát mắng có người tức giận nói mỗi tầng có thể tiếp nhận bốn trong người bây giờ mới có mấy người cậu đừng có quá đáng quá đáng nhìn rõ thực tế đi võ giả sinh viên hừ một tiếng cũng không nhiều lời trong ta cầm một cây đao dài bằng gỗ một hai không nói chém vào bả vai đối phương bị chọn làm đối tượng lập uy chính là cái tân sinh viên vừa mới phản bác kia võ giả rốt cuộc cũng không phải là người mà một sinh viên bình thường có thể đấu lại được bốn người một nhóm rất rõ là khu bốn ký túc xá sinh viên khu 4. Vốn là những sinh viên khó khăn lắm mới vào ma võ, khí huyết khoảng 130 calo, cho dù có qua mấy tháng, cũng không phải mỗi người đều sẽ có tiến bộ lớn. Võ giả khí huyết mạnh, động tác nhanh, sức lực mạnh, đã chính thức bước vào giai đoạn tôi cốt. Đao lập uy chém xuống, đối phương căn bản không có kịp tránh, đám người nghe thấy một tiếng kết, ta, à, một tiếng kêu thảm, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, chỉ thấy người kia ôm lấy bả vai, sắc mặt tràn đầy đau đớn, trong miệng không ngừng hét thảm. Ngươi ra tay nhìn cũng không nhìn nhìn những người còn lại quát to một tiếng một đám hạn chất mà cũng đòi tới cướp chỗ thật cho rằng lầu bốn là nơi ai cũng có thể tới cậu cậu thật quá đáng tất cả mọi người là bạn học bạn cùng phòng với sinh viên kia vẻ mặt phẫn nộ cù uất ức vừa mới nói xong liền thấy tên võ giả lại muốn cầm đao lên lần này mấy người đó không dám kêu nữa ba người còn lại mặt cha đầy uất ức không cam lòng diều lấy người bị thương kia đi xuống lầu đều thấy rồi đấy lầu bốn khí huyết phải từ 140 calo trở lên thì mới được phép vào bên trong. Võ giả lập uy quát to một tiếng, khiến không ít sinh viên còn đang đi trên hành lang nghĩ lại vẫn còn sợ. Rất nhiều tân sinh viên mặt mũi càng mờ mịt, làm sao lại như vậy? Những người này vậy mà thật sự sẽ động thủ. Một đám sinh viên từ hiện đại xã hội mới vào võ đại, giống như cừu non không biết gì, bước vào thế giới tràn lộc ngang ngược tàn bạo hung hiểm. Đại sảnh, rất nhiều người võ giả nhịn lại liếc qua không quan tâm nữa. Có người mong muốn quét sạch phiền phức, bọn họ cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, bằng không, không có cánh cửa, đợi chút nữa ai cũng đều đến mới là rác rối. Võ giả Lập Uy cũng không nói nữa. Tìm một nơi trống ngồi xuống, Lập Uy không phải nhàn rỗi không có gì làm, mà là thể hiện bản thân, phát triển thực lực. Hắn cũng không phải loại phế vật chỉ có khí huyết. Lầu 2, Phương Bình chậm rãi đi dạo, cậu cũng không rảnh rỗi như vậy, chỉ là muốn xem trình độ của sinh viên ma võ đại học năm nhất. Đối với tiêu chuẩn của mình, đặc biệt là thực chiến tiêu chuẩn, Phương Bình vẫn là không có gì cân nhắc được. Cậu không tiếp xúc nhiều với võ giả chỉ quen biết một vài võ giả. Vương Kim Dương là phi nhân loại, Đan chấn Bình là võ giả thuần khí huyết, Hoàng Bân chết nhanh. Trương Vĩnh là một quyền đánh nổ tung đầu người ta, chỉ có duy nhất một lần đã giao thủ, tên tà giáo võ giả kia là một tên đánh đấm cùi bắp chết được, ngoại trừ là đối tượng thể hiện một quyền của Trương Vĩnh mạnh mẽ, mai ra chẳng có tác dụng gì. Vì vậy cho dù đến bây giờ, Phương Bình đối với thực lực của mình cũng không có một định nghĩ rõ ràng nào. Cậu biết mình tôi cốt lần ba, có lẽ sẽ không quá yếu nhưng yếu hay không cũng phải xem là so với ai so với lão vương người ta chỉ giơ một tay đã đánh mình đến đầu cũng ngóc lên không được lầu 1 lầu 2 tương đối hòa bình lầu một hầu như không có gì tranh đấu lầu 2 cũng cực kỳ ít riêng lẻ vài người trừng mắt nhìn nhau tranh đấu cũng là công phu mạnh biện chém gió cậu cũng tới rồi ông tôi tới rồi cậu tới làm gì cậu đi lầu một được rồi cậu tới thì tôi cũng có thể tới dựa vào cái gì mà tôi không tới loại đối thoại ấu trĩ này phương bình mới vừa nghe được cho dù phương bình đi qua bên cạnh bọn họ hai người cũng không có bất kỳ phản ứng nào đi thẳng đến lầu ba phương bình mới thấy trận đấu đầu tiên hoặc có thể nói trận đấu không phù hợp cho lắm hai người khí huyết cao hơn so với người bình thường đánh nhau bên cạnh là một đám đang ăn dưa hấu đùa bỡn khí huyết cao có hai lợi ích nhị đánh bền bỉ cộng một quyền tôi một quyền đánh quên trời quên đất lúc này lợi ích của việc khí huyết cao được thể hiện ra đánh trên người không phải quá đau sức lực tiêu hao cũng không lớn dựa vào tiết tấu của hai người này có thể đánh đến lúc tòa nhà mở cửa. Đánh kiểu này, một mình tôi có thể cùng lúc đánh 10 người. Phương Bình trong lòng có phán đoán, hai người có lẽ không đến khí huyết cực hạn, nói cách khác là thấp hơn 149 calo khí huyết. Chiến pháp xem như là có luyện cũng chỉ là khô chân mùa tay. Không nên gọi là chiến pháp. Loại này ở tầng 3 cũng dám trắng trợn động thủ, những người khác còn làm biểu tình như đang xem kịch lớn, hiển nhiên. Thực lực sinh viên tầng 3 cũng chỉ là bình thường, võ giả hầu như một người cũng không thấy phi võ giả đột phá cực hạn cũng nhì không thấy hẳn là đều đi lầu bốn rồi đi lầu bốn xem có một ví dụ mẫu thì có thể cơ bản nhận xét một chút trình độ của người khác bản thân phương bình cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi người trẻ tuổi thiếu nhiệt huyết nhưng tương duy theo quán tính làm cho cậu luôn luôn thích tính toán rõ ràng rồi động thủ phải thay đổi phương bình quyết định chủ ý thật ra cậu không phải cảm thấy như vậy không tốt nhưng có lúc do dự thiếu quyết đoán quá mức chưa chắc là chuyện tốt còn hơn phó dương đỉnh những người này cậu luôn có chút không buông ra được cũng không phải quá hòa hợp. Thở ra một hơi, Phương Bình bước lên lầu 4, chương 160, không làm cái quái gì thì thật có lỗi với cậu hai. Lầu 4, từ khi đuổi đi mấy tên sinh thực lực không đủ những sinh viên đến sau thực lực cũng không tính là yếu. Sinh viên võ giả và tôi cốt lần thứ hai gần 70 người đột phá 150 calo, như lại không đạt đến 180 calo nếu có cũng chỉ 30. 40 người. Mọi trừ hơn 100 người này, lục tục ngong ngay vài sinh viên đi lên, khí huyết đều ở mức phổ biến 140 calo trở lên, trong đó 149 calo cực hạn chuẩn võ giả cũng không phải số ít. Mắt thấy không có mấy người lên, trong đám người có người thấp giọng nói, hình như so với tưởng tượng của tôi còn đơn giản hơn nhiều. Lầu 4 có thể chứa 400 người, nhưng từ khi tên võ giả kia lập uy yêu cầu khí huyết 140 calo trở lên mới được đến, tờ bậc cửa, người lên lầu liền giảm đi nhiều, đến bây giờ. Xác qua nửa tiếng lầu 4 cũng mới có khoảng 300 người, những người còn lại nếu không phải còn đi dạo ở phía dưới, thì chính là chuẩn bị 15 phút cuối cùng sẽ lên lầu. Tính toán đâu ra đấy. Cũng rất khó vượt qua 400 người. Cứ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Sinh viên thực lực bình thường cảm thấy thoải mái rốt cuộc giành được cơ hội bước vào học viện binh khí. Nhưng sinh viên thực lực tương đối mạnh chính là có chút không hài lòng lắm. Không nổi lên phân tranh làm sao cho bọn họ thể hiện sự nổi trội của bản thân. Lúc này không ít người có cũng suy nghĩ, mai cửa đi tới một người. Chính là Phó Sương đỉnh Phó Sương đỉnh cầm chặt vậy ngỗ, nhìn chung quanh một vòng, lớn tiêu nói tung sư cầu ở đâu rồi ra đây nào đám người dưỡng sờ lúc này không ít người nghi hoặc đường đình tùng phẫn nộ đứng dậy tức giận nói phó sương đỉnh cậu nói lẫn nữa thử xem tùng sư cầu đến đây để phó gia dạy cậu làm người phó sương đỉnh phát ra tiếng cười lớn không đợi đường tùng đình trả lời gậy dai phóng ra quét ngang vù vù không khí đều truyền đến tiếng vù vù đường tùng đình thay đổi sắc mặt dưới chân nhảy lên vội vàng né tránh mấy người chung quanh bị ảnh hưởng sắc mặt có chút khó coi những người này còn chưa mở miệng phó xương đỉnh liền cười lớn nói tôi với tùng sư cầu solo khó chịu thì cùng nhau lên cũng không vấn đề gì phó gia đều tiếp hết mong cuồng có người thấp giọng phẫn nộ quát có điều lại không ló đầu ra mấy người bên cạnh đều tùng đình vội vàng tránh ra hai người này thực lực cũng không vừa đặc biệt là phó xương đỉnh ngợi dài quét ra không khí đều có tiếng nổ đùng đoàng lúc này mọi người đang chờ đợi cũng không có ai muốn ra mặt lúc này tùng sư cầu không ai múc cậu rồi, hôm nay đừng mơ chạy thoát, cho cái đồng ngươi. Đường Tùng Đình bị gọi biệt hiệu ngay trước mặt mọi người, Phò Sương đỉnh lại chủ động ra tay, cho dù trong lòng sợ hãi thì lúc này cũng không nhịn nổi nữa. Đi chết đi. Đường Tùng Đình hai chân tách ra, tay phải năm ngón tay mở ra nắm lấy vậy bạch lạc. Ổng. hai người giao nhau, lang thoáng ở giữa lại truyền đến một tiếng kim loại va chạm. Đường Tùng Đình một tay bắt lấy gậy bạch lạc, trong lòng bàn tay phải đỏ bừng, trên mu bàn tay càng lộ ra gân xanh. Nắm giữ gậy bạch lạc, đường tùng đình không lùi mà tiến lên tay trái nắm quyền bỗng nhiên đánh vào gậy bạch lạp hiển nhiên là muốn đập vẽ vũ khí của phó xương đỉnh ngu ngốc phó xương đỉnh trong mắt lóe lên vẻ đủ cực, người khác không biết đường tùng đình cậu còn không biết tôi chính là tôi cốt chi dưới thương pháp là mình đã từng luyện nhưng chi trên chưa rèn luyện sức mạnh cũng bình thường cậu ta mạnh thật sự vẫn là chân phải đường tùng đình một tay nắm gậy một tay giơ quyền lúc này có sơ hở căn bản không phòng bị phó xương đỉnh phó Sương đỉnh không nói hai lời tay phải run lên, Bô tay thả gậy bật lạp, chân trái đạp đất, cả người bay lên, chân phải mạnh liệt đạp về hướng đối phương. Ông, tiếng va chạm lại vang lên, phó dương đỉnh đá vào ngực đường tùng đỉnh, khiến cậu ta lùi về xa ba bốn mét. Đường tùng đình lảo đảo không ngã xuống, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, vội vàng ôm lấy ngực ngồi xổm xuống, yếu quá yếu. Phó dương đỉnh không ngờ mấy tháng không gặp, đường tùng đỉnh thế mà chỉ tiến bộ có chút xíu thế này thôi. Ủng công trước đó cậu còn xem hơn 10 người, người ngày hôm qua là kình địch. Lúc này, Phương Bình cũng từ của đi tới, hãy cao mày nói. Đây là kình địch của cậu. Lúc hai người đánh nhau cậu cũng thấy có dừng lại chốc lát, đường tùng đình vậy mà bị phó dương đỉnh một cước đá lui, thấy cậu ta không một chút phòng bị, Cái hở xuất hiện. Nói không trường ngược cũng bị rãi, điều này làm cho Phương Bình có chút thất vọng. Võ giả như vậy, với cái tên võ giả ta giáo lúc đầu gặp cũng không trên lệch lắm, so với Vương Kim Dương. Trên lệch càng cách xa 18.000 dặm, trước đó cậu cước pháp của cậu có thút thành tựu, lão vương nói rèn luyện thêm vài động tác tay lúc đó thực lực phương bình cũng không yếu như đường tùng bình bây giờ nhưng kết quả bị lão vương một tay cho lên đánh giống như đang bùa dưỡng uổng công trước đó cậu còn có chút lo lắng cảm thấy chưa chắc có thể ép được những người này nhưng bây giờ phương bình đã hiểu mọi người không giống với yêu cầu của mình cậu theo hương vương kim dương là lúc trước đánh sập đám võ giả cấp một mạnh nhất của ma đô lúc này tự tin của phương bình đột nhiên tăng vọt cũng không đợi phó xương đỉnh mở miệng phương bình liếc mắt qua đại sảnh chậm rãi nói. Trước khi tôi đến Ma Võ, tất cả mọi người đều nói hai trường đại học thiên tài như mây. Tôi từ bỏ gói khen ngàn vạn của Nam Giang Võ Đại, lựa chọn tới Ma Võ, chính là muốn mở mang kiến thức một chút thế nào là thiên tài chân chính. Nhưng không ngờ, sinh viên Ma Võ vậy mà yếu như thế, nghe danh không bằng lạp mặt. Cậu nói cái gì? Ngông cuồng. Tên này là đồng bọn với Phó Sương đỉnh. hai tên khốn này lại muốn hát đôi sao. Đường Tùng Đình với bọn họ cũng là một phe sao. Đường Tùng Đình ôm ngực đứng thẳng, lộ ra như chủ nhà đau khổ thần kinh ai cùng một phe với bọn họ phương bình vừa nói ra vài câu khiêu khích lập tức khiến rất nhiều người tức giận không thôi ở trước mặt mọi người dám nói sinh viên ma võ yếu cho dù mọi người mới nhập học 2 ngày nhưng ma võ đã cắm rễ trong lòng bọn họ đây là trường học bọn họ lựa chọn đây là nơi tụ tập thiên tài như bọn họ loại cảm giác kiêu ngạo và tự hào này bắt đầu từ khi di danh vào ma võ đã thấm sâu vào trong xương tủy lúc này phương bình dẫm đạp lên ma võ rất nhiều người phẫn nộ không thôi nhưng đám người nhìn nhìn phó xương đỉnh lại có chút sợ hãi vừa rồi thực lực của phó xương đỉnh cũng không yếu thế nào chỉ sổ vài câu rất nhiều người nói với tôi võ giả nhất định cạnh tranh võ giả dám cạnh tranh tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy làm như vậy tôi cảm thấy võ giả võ đại là không giống nhau bọn học dám đánh dám liều dám tranh dám đấu nhưng tôi lại lần nữa thất vọng về ma võ nhiều võ giả như vậy tôi dẫm lên mặt bọn họ bọn họ mọi trừ sổ loạn vài câu cũng đã làm gì rồi tôi dám khẳng định lúc này các đạo sư cũng đang nhìn cũng đang nghe tôi xem thường sinh viên ma võ các đạo sư nhất định cũng sẽ bất mãn cũng hy vọng có người ra mặt chứng minh thực lực ma võ nhưng các cậu thì sao phương bình người lên tiếng là phó sương đỉnh phó sương đỉnh khẽ cao mày hiển nhiên cũng bất mãn với những lời của phương bình nói gì đi nữa vốn là sẽ không liên thủ các học sinh cũng muốn liên thủ với phương bình phương bình đột nhiên cười một tiếng quay đầu nhìn cậu ta cậu cho rằng tôi đang giễu cợt không. Tôi không giễu cợt, tôi chỉ là đang nói sự thật. Thật đó, tôi từng gặp một sinh viên nam giang võ đại, cũng chính là sinh viên võ đại mà trong mắt các ngươi coi là rác rưởi. Đối phương mạnh hơn các người gấp trăm lần, không kiêu ngạo, không tự ti. Tôi luôn cảm thấy, đây chính là phong thái của sinh viên võ đại, nam giang võ đại còn như vậy, còn ma võ thì sao? Hai trường đại học danh tiếng ma võ, cho dù là tân sinh viên cũng nên có phong thái xuất chúng, khiến người ta khuất phục chứ. Đáng tiếc, tôi không thấy những điều này thật sự có chút thất vọng. Tôi bây giờ có chút hoài nghi, lựa chọn ma võ, có phải lựa chọn đúng hay không? Phương Bình, đủ rồi, mày muốn tìm chết đúng không? Có thể thử,